Siêu cấp yêu nghiệt tập 109, Thái Huyền phù không đồ chúc các bạn xem video vui vẻ. Bây giờ đánh giết trí đạo kỳ vật vẫn như cũ không phải rất dễ dàng, còn phải nhanh chóng sáng tạo ra thần thông trí đạo danh sách thứ 8. Trong tuế nguyệt sau đó, Diệp Thiên vừa cố gắng lĩnh hội quy tắc trí đạo, vừa cố gắng sáng tạo thần thông trí đạo danh sách thứ 8 mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên cũng đang nếm thử tìm kiếm trí đạo kỳ vật, nhưng rất lâu mới có thể tìm được một kiện trí đạo kỳ vật bất trì bất giác lại qua ba mươi trí đạo kỳ nguyên tuyến nguyệt lúc này hắn mới đánh chết sáu kiện trí đạo kỳ vật hơn nữa còn rất khó đụng phải trí đạo kỳ vật hắn hiểu được những trí đạo kỳ vật kia vốn chính là quy tắc tự nhiên có thể cảm ứng được nguy hiểm nhất định từ đó tránh đi hắn trừ phi hắn có biện pháp tìm được trí đạo kỳ vật bằng không muốn săn giết một lượng lớn trí đạo kỳ vật là gần như không thực tế thái tố cung có lẽ có biện pháp tìm được trí đạo kỳ vật dù sao sự hiểu rõ của thái tố cung đối với trí đạo kỳ vật hoàn toàn không phải là hắn có thể so sánh liền giống với phần quyền chủ kia của Diệu An, có thể khu trục trí đạo kỳ vật, hắn hiện tại cũng không làm được, cũng không biết quyền chủ kia là cái gì, làm thế nào để khiến cho trí đạo kỳ vật rút đi nhưng mà, Thái Tố Cung chỉ mời chào những trí đạo cảnh, hơn nữa yêu cầu rất cao, hắn đoán trường chỉ có thể tiến vào Thái Tố Vệ, nhưng Thái Tố Vệ yêu cầu đối với lai lịch vô cùng nghiêm ngặt, thân thể phòng chế chân thân của hắn tất nhiên không có tư cách trúng tuyển, quên đi. Tạm thời dùng những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 cũng đã đủ rồi. Diệp Thiên Thu được một phần thông trị, là mấy vị trưởng lão chân hà cốc khác đưa tin cho hắn chân hà cốc bị thái tố cung từ bỏ diệp thiên đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy cốc chủ chân hà cốc chân hà cốc vẫn lạc chân dương cũng vẫn lạc liên hệ với thái tố cung cũng sẽ không còn lại thêm chân hà cốc trước đó vẫn lạc không ít trưởng lão tại huyền lân sơn giới bây giờ chỉ còn mấy vị trưởng lão chống đỡ ngay cả thế lực nhỏ cũng không được tính một điểm chủ yếu nhất đó chính là chân hà cốc đã qua thời gian rất lâu cũng không có dâng lễ tài nguyên trước đó chân hà cốc cách mỗi thời gian dài rằng giặc liền cung cấp một chút tài nguyên cho thái tố cung lúc này mới thu được thái tố cung phù hộ nhưng trong những tuế nguyệt này chân hà cốc càng ngày càng gian khổ rất nhiều đệ tử chân hà cốc đã bỏ đi dẫn đến chân hà cốc càng ngày càng xuống dốc nào có tài nguyên gì cung cấp cho thái tố cung cho nên thái tố cung liền từ bỏ chân hà cốc kỳ quái chân dương đều đã bị giết Diệu an lại một chút phản ứng cũng không có diệp thiên rất nghi hoặc đối với chuyện này hắn sau khi giết chết chân dương còn tưởng rằng Diệu an sẽ xuất hiện hoặc là điều động các trí đạo cảnh khác đến điều tra, kết quả lại không có gì cả theo lý thuyết, Diệu An ở trong thời gian dài như vậy, vì sao một lần cũng không có liên lạc với chân Dương. Nếu liên lạc một lần, liền sẽ biết có chuyện xảy ra đương nhiên, Diệp Thiên cũng không có quá mức để ý ngược lại đều đã đi qua lâu như vậy, Diệu An coi như xuất hiện cũng không tra ra cái gì trong đầu giá hội. Diệp Thiên gặp một loại trận pháp trí đạo không tệ tòa trận pháp trí đạo này tên là Thái Quang Tạo Vực Trận, có thể để cho một ít bản nguyên giới, thế giới hoặc địa phương đặc thù khôi phục bản nguyên không tính là trận pháp quá lợi hại chỉ có điều bởi vì tính chất đặc thù có giá trị không thấp bất luận một vị trí đạo cảnh nào cũng đều có thể tìm hiểu thấu đáo bộ thái quang tạo vực trận này nhưng thúc giục mà nói cũng nhất định phải là do trí đạo cảnh tiến hành bởi vì tòa trận pháp này cần quy tắc trí đạo thôi động bằng không là không khởi động được loại đấu giáo hội cấp bậc này diệp thiên đã từng tham gia rất nhiều lần nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải trận pháp chính mình rất cần thái quang tạo vực trận có trợ giúp rất lớn đối với vĩnh hằng bình ngạn chi địa vô cực thiên cung rước ra bản nguyên bản nguyên giới muốn khôi phục mà nói, cơn năm tháng quá dài, liền xem như bây giờ, cũng đều không có khôi phục được quá nhiều cho nên, hắn quyết định cạnh tranh tòa thái quang tạo vực trận này cuối cùng, hắn hào tốn mấy trăm vạn trí đạo tệ đấu giá tới tay trong lần bán đấu giá này, Diệp Thiên cũng chỉ vèn vẹn cạnh tranh vật phẩm này, những vật phẩm khác đều không có tác dụng gì đối với hắn, hắn cũng chướng mắt sau khi rời khỏi đấu giá hội, Diệp Thiên bắt đầu nghiên cứu thái quang tạo vực trận sau khi xem xong, hắn khẽ nhíu mày, trận pháp là rất không tệ nhưng muốn kiến tạo tòa thái quang tạo vực trận này tại luân hồi vực vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa là không thể thu thập được toàn bộ tài liệu dù sao có một số tài nguyên là tại vô cực vực mới có thể đàn sinh hắn có thể mua được tài nguyên tại thái huyền cố đô nhưng lại không thể đến vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa tại vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa ánh mắt của diệp thiên xuyên thấu qua hàng rào bản nguyên giới thấy được một đám trí đạo cảnh ở bên ngoài bản nguyên giới lấy cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 của hắn hắn nhìn trộm đám nghịch kia bọn hắn là không phát hiện ra được tuy nói bọn trí đạo cảnh này rất yếu một vị cường đại nhất cũng chỉ mới là trí đạo cảnh nhị trọng nhưng hắn không thể ra tay nếu không thì sẽ bị vô cực thiên cung biết được hắn còn sống cho nên hắn không có cách nào đưa tài liệu vào vĩnh hằng bì ngạn chi địa chỉ có thể kiến tạo thái quang tạo vực trận bàn cắt giảm lấy cảnh giới của hắn dùng tài liệu khác thay thế sáng tạo thái quang tạo vực trận bàn cắt giảm độ khó cũng không phải quá lớn thế là trong thời gian tiếp theo hắn liền bắt đầu nếm thử sáng tạo thái quang tạo vực trận bản cắt giảm trong nháy mắt lại là hơn ngàn trí đạo niên tuế nguyệt đi qua vào một ngày Diệp thiên thành công cải tạo thái quang tạo vực trận là bản cắt giảm tài liệu cần có cũng có thể tìm kiếm tại vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa luân hồi chi khư luân hồi vực thế là hắn tiêu tốn một chút thời gian góp đủ đầy đủ tài liệu tiếp theo hắn bắt đầu kiến tạo thái quang tạo vực trận bản cắt giảm ở vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa tòa trận pháp này một khi kiến tạo ra mà nói có thể khiến cho bản nguyên Vĩnh Hằng bị ngạn chi địa khôi phục lại, thậm chí vượt qua quá khứ đến lúc đó, Vĩnh Hằng bị ngạn chi địa liền sẽ có thể siêu việt luân hồi vực, trở thành công vực hạch tâm trong tòa bản nguyên giới này, bắt đầu kiến tạo thái quang tạo vực trận bản cắt giảm, Diệp Thiên bố trí trận cơ khắp nơi, toàn bộ quá trình cũng là một mình hắn kiến tạo, các nguyên thủy thượng cảnh bá chủ khác cũng căn bản không giúp được gì một khoảng thời gian đi qua, cơ hồ tất cả trận cơ đều được kiến tạo hoàn thành tiếp đó, Diệp Thiên bắt đầu kết nối toàn bộ trận cơ lại dùng quy tắc trí đạo thôi động thái quang tạo vực trận bàn cắt giảm, từ đó kết nối với bản nguyên vĩnh hằng bình ngạn chi địa, để cho vĩnh hằng bình ngạn chi địa dần dần khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, thậm chí là siêu việt thời kỳ đỉnh phong sau khi thái quang tạo vực trận bàn cắt giảm mở ra, một cỗ thân thể phòng chế của Diệp Thiên Cần trường kỳ thôi động trận pháp, bằng không một khi dừng lại mà nói liền không có cách nào tiếp tục khôi phục bản nguyên vĩnh hằng bì ngạn chi địa bản nguyên vĩnh hằng bì ngạn chi địa đang nhanh chóng khôi phục từng vĩnh nguyên thủy thượng cảnh bá chủ tại vĩnh hằng bì ngạn chi địa đều cảm ứng được tại hoang cổ thiên cùng hoang tổ yên lặng nhìn bản nguyên vĩnh hằng bì ngạn chi địa cảm ứng được bản nguyên đang nhanh chóng khôi phục lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi y hồi từng lại những tuế nguyệt này vô tận chi chủ diệp thiên một mực bố trí trận pháp tại các nơi vĩnh hằng bì ngạn chi địa động tĩnh lớn như vậy y tự nhiên biết được mà vừa rồi trận pháp bao trùm toàn bộ vĩnh hằng bì ngạn chi địa lại thêm bản nguyên vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa khôi phục rất rõ ràng đây là diệp thiên làm khôi phục bản nguyên vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa đây rốt cuộc là trận pháp gì hoàng tổ rất khiếp sợ mà các nguyên thủy thượng cảnh bá chủ khác cũng đều biết chuyện này nhao nhao hiếu kỳ không thôi kết quả là bọn hắn nhao nhao đi tới thiên sơn các chuẩn bị bái phòng diệp thiên nhưng diệp thiên lại không có gặp bọn hắn chỉ truyền ra một câu bản nguyên vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa sẽ dần dần khôi phục thậm chí siêu việt phía trước nhưng cương vực bên ngoài vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa tạm thời sẽ không khôi phục nghe nói như thế bọn người hoang tổ nhao nhao mừng rỡ không thôi nếu bản nguyên vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa siêu việt trước đó như vậy tuyệt đối sẽ sinh ra rất nhiều bào địa cùng với tài nguyên vô cùng chân quý bọn hắn sau này cũng có hy vọng đột phá trở thành nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh chín lần nói không chừng sau này vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa sẽ siêu việt luân hồi vực thời gian thấm thoát trôi qua sáu trí đạo kỳ nguyên trôi qua trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa đã sớm khôi phục thậm chí vượt xa quá khứ vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa sinh ra một lượng lớn bảo địa ngay cả đồng bộ nam bộ tây bộ bắc bộ cũng không còn là nơi tài nguyên cần cỗi nữa giống như nhân tộc của diệp thiên liền đàn sinh tại đông bộ vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa toàn bộ đông bộ ngay từ đầu cũng không có một vị thiên tổ nguyên thủy thượng cảnh nào nhưng bây giờ không chỉ nhân tộc các chủng tộc khác cũng là sinh ra từng vị thiên tổ nguyên thủy thượng cảnh tài nguyên cùng với năng lượng ở nơi này đã bắt đầu sánh ngang với trung bộ trong quá khứ mà trung bộ tự nhiên là trở nên càng thêm phồn vinh Tài nguyên không ngừng sinh ra thời gian dần qua, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chi địa bắt đầu sinh ra càng ngày càng nhiều nguyên thủy thượng cảnh bá chủ trong đó, trưởng thành nhanh nhất không thể nghi ngờ là Thiên Sơn Các cùng với nhân tộc trước mắt, từng vị thiên tổ nguyên thủy cảnh nhân tộc gia nhập vào Thiên Sơn Các, thiên tài Bỉ Ngạn cấp cũng là sinh ra một lượng lớn bây giờ, Thiên Sơn Các đã có mấy trăm vị nguyên thủy thượng cảnh bá chủ, đây là sự tình mà quá khứ không dám tưởng tượng, trong đó một nửa đều là tới từ nhân tộc chuyện này tự nhiên là kết quả Diệp Thiên đại lực bồi dưỡng nhân tộc tạo thành bằng không nhân tộc làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy trong đó. Trưởng thành nhanh nhất tự nhiên là con trai của Diệp Thiên Diệp Tinh Thần, bây giờ đã đạt đến cảnh giới lần cân bằng thứ sáu hơn nữa. Diệp Thiên thường xuyên thôi động lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8, để cho Diệp Tinh Thần lĩnh hội, đã khiến cho y lĩnh hội được một chút xíu quy tắc trí đạo danh sách thứ 9 có thể nói. Diệp Tinh Thần tại Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chi địa, ngoại trừ Diệp Thiên cũng đã là tồn tại vô địch hoang tổ đang xung kích cảnh giới nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thước tỉnh 9 lần. Đây là vì gần nhất y thu được không ít đồ tốt, lại thêm vô số năm tháng chuẩn bị, lúc này mới có hy vọng nhất định đương nhiên, nguyên nhân chân chính khiến cho y có nắm chắc xung kích cảnh giới nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh 9 lần cũng không phải như thế, mà là y từ trên tay một số nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thiên sơn các giao dịch được một chút kinh nghiệm giảng đạo của vô tận chi chủ, một phần kinh nghiệm trong đó liền dính đến các đại cảnh giới nguyên thủy thượng cảnh bá chủ, trong đó liền bao gồm cảnh giới nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh 9 lần y thu được một chút kinh nghiệm, liền có nắm chắc càng lớn đương nhiên y cũng bỏ ra không ít đại giới theo thời gian trôi qua. Từng vị nguyên thủy thượng cảnh bá chủ hoang cổ thiên cung đều đang nóng đẩy chờ đợi ở chỗ sâu hoang cổ thiên cung truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng. Siêu Việt xa xa nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh 8 lần. Hoang tổ đã đột phá đến cảnh giới nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh 9 lần toàn bộ hoang cổ thiên cung đều sôi trào. Điều này đại biểu cho thực lực của hoang cổ thiên cung tăng vọt, vượt qua các thế lực cấp độ bá chủ khác. Gần với thiên sơn các vừa nghĩ tới thiên sơn các, bọn hắn nhao nhao đắp đầu, không dám có ý nghĩ so sánh thực lực sai biệt quá lớn thậm chí ngay cả số lượng nguyên thủy thượng cảnh bá chủ cũng đều kém nhiều lắm ánh mắt của diệp thiên xuyên thấu qua vô tận hư không nhìn về phía hoang tổ nhưng hoang tổ lại không cảm giác được hắn thăm dò hoang tổ đã đột phá đến nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh chín lần coi như không tê hắn vẫn là muốn thực lực của toàn bộ vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa tăng cường nhiều thêm một vị nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh chín lần cũng là chuyện tốt sau đó hắn lại quan sát một chút bên ngoài bàn nguyên giới đám chí đạo cảnh vô cực thiên cung kia vẫn còn trú đóng ở bên ngoài bọn hắn chẳng lẽ muốn trông coi vĩnh viễn sao hắn rất hiếu kỳ vô cực trí đạo quả đến cùng có chỗ lợi gì hắn rất muốn phục dụng nhưng lại sợ lãng phí vô cực trí đạo quả suy nghĩ kỹ một chút vẫn là vào sau khi tìm hiểu tác dụng của vô cực trí đạo quả lại phục dụng vô cực trí đạo quả tại vô cực vực vô cực thiên cung ở bên trong một chỗ đại điện mờ tối bạch diệp đến nơi này thấy được một thân ảnh buông xuống bên trong hư không u ám gã lập tức cung kính nói bái kiến lục đề thiên tôn đại nhân vô cực thiên cung chiếm giữ toàn bộ vô cực vực địa vị cao nhất không thể nghi ngờ chính là vô cực thiên tôn, là tồn tại trí đạo cảnh bát trọng mà dưới trướng chính là những trí đạo cảnh thất trọng kia. Mỗi một vị trí đạo cảnh thất trọng tại vô cực thiên cung đều được xưng là thiên tôn. Lục đề thiên tôn chính là một vị trong số đó về phần bạch diệp. Địa vị ở phía dưới thiên tôn là một vị trí đạo cảnh lục trọng tại vô cực thiên cung được xưng là bạch diệp tôn giả. Bạch diệp còn chưa có tìm được vô cực trí đạo quả sao? Lục đề thiên tôn hỏi bạch diệp cúi đầu. Lục đề thiên tôn đại nhân tên thổ dân bản nguyên giới đáng giận kia không biết giấu vô cực trí đạo quả ở nơi nào cho đến nay cũng không có cách nào tìm được lục đề thiên tôn trầm mặc một đoạn thời gian sau đó lại nói bạch diệp quả vô cực trí đạo quả kia bồi dưỡng ra là để trợ giúp người lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nếu không có cách nào lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy người sẽ vĩnh viễn không có cách nào đặt chân vào trí đạo cảnh thất trọng lục đề thiên tôn đại nhân ta biết rõ bạch diệp rất hối hận gã hẳn là tự mình trông coi vô cực trí đạo quả mới đúng nhưng gã sợ thế lực khác âm thầm phá hư, lại lo lắng tin tức tiết lộ, các tôn giả trí đạo cảnh lục trọng vô cực thiên cung khác ghen ghét, cho nên chỉ điều động trí đạo cảnh nhất trọng dưới quyền của mình đến trông coi, để cho bọn hắn lập xuống thể ước trí đạo vốn cho rằng sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Kết quả lại không nghĩ tới bị một tên thổ dân bản nguyên giới đoạt đi lục để thiên tôn ném ra một hạt giống đây là vô cực trí đạo thụ trùng tử, ta tự mình lấy được ở chỗ đó, đây là một hạt giống cuối cùng, lần này ngươi tìm một tòa bản nguyên giới thay ngén một lần nữa nếu còn làm mất vậy cũng đừng nghĩ đột phá đến trí đạo cảnh thất trọng lục đề thiên tôn nói đa tạ lục đề thiên tôn đại nhân bạch diệp hưng phấn nói hừ nếu không phải xem ở trên mặt mũi của mẫu thân người người cho rằng ta sẽ cho người thêm một hạt giống thứ hai nói xong thân ảnh của lục đề thiên tôn tiêu tan mà bạch diệp cũng rời đi những trí đạo cảnh bên ngoài tòa bản nguyên giới của diệp thiên kiên nhau nhau rút đi bọn hắn vậy mà rút đi đây là từ bỏ sao nhóm trí đạo cảnh vô cực thiên cung rút đi Chuyện này đối với Diệp Thiên mà nói tự nhiên là sự tình tốt dạng này, hắn liền có thể mang tài nguyên bên trong vô cực vực về vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa, từ đó trợ giúp nhân tộc bồi dưỡng ra càng nhiều nguyên thủy thượng cảnh bá chủ cùng với trí đạo cảnh bằng không chỉ dựa vào tài nguyên tại bản nguyên giới, bồi dưỡng ra một chút trí đạo cảnh, độ khó cũng quá lớn đặc biệt là con của hắn Diệp Tinh Thần, đi là con đường giống như hắn, tài nguyên cần là đơn giản khó có thể tưởng tượng tạm thời còn chưa thể trở về, chưa lại quan sát một khoảng thời gian, nếu vô cực thiên cung thật sự từ bỏ tòa bản nguyên giới này, ta lại để cho thân thể phòng chế khắc vụng trộm trở về một chuyến trong tuế nguyệt kế tiếp diệp thiên lại chờ đợi thời gian rất lâu hắn phòng chế thân thể của trí đạo cảnh khác tới phụ cận nơi này một chuyến xem có trí đạo cảnh núp trong bóng tối hay không kết quả không có phát hiện ra bóng dáng của các trí đạo cảnh khác hắn đi dạo một vòng lại rời đi lúc này hắn xác định vô cực thiên cung đã thật sự rút đi dù sao mảnh cương vực này là vùng đất cằn cỗi tại vô cực vực không có tài nguyên gì trí đạo cảnh chờ tại mảnh vương vực này cũng chỉ là lãng phí thời gian tu vi sẽ khó mà tiến bộ cho nên trong tình huống không có những chỗ tốt khác, vô cực thiên cung cũng sẽ không trường kỳ điều động trí đạo cảnh chú đóng tại nơi đây liền xem như vô cực thiên cung từ bỏ khỏa vô cực trí đạo quả kia, hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể bại lộ, bằng không các cường giả vô cực thiên cung nhất định sẽ lại đuổi giết hắn một lần nữa lại qua năm tháng dài đằng đẵng. Vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 trên người Diệp Thiên Triệt để tiêu hao hết lúc này, tính toán sơ bộ một chút, là căn cứ vào phân chia quy tắc trí đạo để suy đoán. Cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 của mình bây giờ hẳn là ở vào cảnh giới 2 thành 3. Đây đã là cảnh giới rất cao trong tuế nguyệt sau đó. Hắn liền toàn tâm sáng tạo thần thông trí đạo danh sách thứ 8 hắn có cảm giác chính mình đã sắp sáng tạo ra quả nhiên. Một trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt sau đó Diệp Thiên cuối cùng đã sáng tạo ra môn thần thông trí đạo danh sách thứ 8 thứ nhất môn thần thông trí đạo danh sách thứ 8 này là hoàn thiện diễn hóa từ trí đạo cực thương thuật. Vẫn như cũ đặt tên là trí đạo cực thương thuật sau khi sáng tạo ra môn thần thông trí đạo danh sách thứ 8 này, thực lực của Diệp Thiên không thể nghi ngờ là trực tiếp tăng vọt một đoạn hắn tại chỗ sâu huyền lân sơn giới tìm được một kiện trí đạo kỳ vật. Thực lực của kiện trí đạo kỳ vật này tương đối không tệ, chính là trí chí đạo kỳ vật lưu quang toa, lấy tốc độ làm chủ có thể nói, một khi trí đạo kỳ vật lưu quang toa không địch lại, hoàn toàn có thể đào tàu độ khó giết nó là vô cùng lớn vào trước khi sáng tạo ra thần thông chí đạo danh sách thứ 8. Diệp Thiên không hề có một chút niềm tin xử lý nó nhưng bây giờ, hắn tự nhiên là vô cùng có lòng tin ngay từ đầu. Diệp Thiên ẩn giấu thực lực, đánh với trí đạo kỳ vật lưu quang toa khó phân thắng bại Diệp Thiên bạo khởi, toàn lực thi triển thần thông chí đạo danh sách thứ 8 trí đạo cực thương thuật oanh. Một thương này trực tiếp xuyên thủng trí đạo kỳ vật lưu quang toa, tiếp đó chính là đủ loại thần thông chí đạo loại hạn chế áp chế đối phương rậm rạp chẳng chỉ thương mong phong tỏa ngăn cản bất luận phương hướng nào mà trí đạo kỳ vật lưu quang toa có thể đào tàu sau mấy chiêu trí đạo kỳ vật lưu quang toa bị giết không thể đào tàu thành công xử lý nó hắn trên thực tế cũng không có bao nhiêu nắm chắc nhưng sau khi đánh ra một chiêu trọng thương trí đạo kỳ vật lưu quang toa trí đạo kỳ vật lưu quang toa liền đã không chạy được kết quả là hắn mới có thể xử lý trí đạo kỳ vật lưu quang toa ở trong trí đạo kỳ vật lưu quang toa hắn tìm được một mảnh vỡ hạch tâm ẩn chứa lực lượng quy tắc trí đạo bản nguyên danh sách thứ 8. Hơn nữa so với vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 lấy được trước đó còn tốt hơn không ít dạng này, hắn liền có thể mượn nhờ mảnh vỡ này lĩnh hội không ít năm tháng tu vi của Diệp Thiên ở dưới tình huống mượn nhờ vô số tài nguyên tại chỗ sâu huyền lân sơn giới, cuối cùng cũng bước vào đến trí đạo cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi càng cao, trợ giúp của tài nguyên ở nơi này đối với ta càng giảm. Hắn cũng tương đối lý giải, giá trị lớn nhất tại huyền lân sơn giới này chính là những trí đạo kỳ vật này, những tài nguyên khác mặc dù rất không tệ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là có tác dụng đối với trí đạo cảnh nhị trọng hoặc trí đạo cảnh tam trọng nhưng hắn trên thực tế sức chiến đấu đạt đến trí đạo cảnh tứ trọng, cường độ thân thể có thể so với trí đạo cảnh tứ trọng. Rất nhiều tài nguyên liền không còn tác dụng lớn đối với hắn nếu hắn đạt đến cảnh giới trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, tài nguyên ở nơi này đoán chừng đều không có cách nào trợ giúp hắn đột phá trở thành trí đạo cảnh nhị trọng rất nhiều tài nguyên ở chỗ sâu huyền lân sơn giới đều đã bị ta thu thập hết muốn lại dựng dục ra tài nguyên phải cần không ít tuế nguyệt không bằng mang những tài nguyên này ra ngoài. Diệp Thiên Hạ quyết định đương nhiên, hắn trực tiếp ra ngoài như vậy chắc chắn là không được, mà là phải dùng thân phận đệ tử Thái Tố Cung đi ra ngoài ở trong tuyến nguyệt tiếp theo. Hắn liền âm thầm nhìn trộm, nhìn xem có đệ tử Thái Tố Cung vẫn lạc tại huyền lân sơn giới hay không một khi có đệ tử Thái Tố Cung vẫn lạc ở nơi đây. Hắn liền lập tức thân thể phòng chế của đối phương đi ra ngoài. Bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube gì các phim đương nhiên. Hắn vẫn như cũ sẽ lưu lại thân thể phòng chế đợi ở chỗ này tìm kiếm trí đạo kỳ vật tuế nguyệt như thoi đưa diệp thiên nhìn thấy một vị đệ tử thái tổ cung thực lực không cao vẫn lạc ở trên tay một số sinh vật cường đại nhóm trí đạo cảnh dưới quyền nàng cũng đều chết sạch chính là nàng vị đệ tử thái tố cung này tên là huyền vận tu vi trí đạo cảnh nhị trọng trung kỳ đoán chừng tại thái tố cung không có địa vị gì bằng không cũng sẽ không chỉ dẫn theo ngần ấy trí đạo cảnh ông thân thể của huyền vận được phòng chế thành công tuy nói là nữ tính trí đạo cảnh nhưng diệp thiên cũng không quan tâm hắn trong quá khứ cũng không biết đã phòng chế bao nhiêu lần thân thể nữ từ thân thể phòng chế huyền vận liền mang theo toàn bộ tài nguyên hắn thu thập trong những tuế nguyệt này đi ra từ cửa ra huyền lân sơn giới ở trong nháy mắt đi ra ánh mắt của từng vị thái tổ vệ nhìn tới thấy là huyền vận đi ra ngược lại là không có nghiêm túc điều tra diệp thiên liền lấy thân phiền vận hận rời khỏi nơi này tiếp đó không ngừng xuyên thẳng qua đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ lúc này mới đổi một cỗ thân thể phòng chế khác sau đó hắn liền không ngừng chạy tới chỗ bản nguyên giới vĩnh hằng bì ngạn chi địa sau một khoảng thời gian diệp thiên cuối cùng cũng chạy về lại lấy thân thể phòng chế chân thân trở về vĩnh hằng bì ngạn chi địa hư không nứt ra cố thân thể phòng chế chân thân kia của diệp thiên trở lại những tài nguyên kia cũng thành công mang về những tài nguyên này đủ để cho nhân tộc cùng với thiên sơn các sinh ra một lượng lớn trí đạo cảnh hơn nữa cũng đại khái có thể để thăng tu vi của bản thân tới cảnh giới trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong nhưng muốn đột phá đến trí đạo cảnh nhị trọng liền phải nghĩ biện pháp khác mười trí đạo kỳ nguyên trôi qua lúc này liên tục sinh ra một lượng lớn nguyên thủy thượng cảnh bá chủ, trong đó bao gồm không ít nguyên thủy thượng cảnh bá chủ thức tỉnh chín lần, đây đều là công lao của những tài nguyên Diệp Thiên mang về kia bắt quá, tu vi của Diệp Thiên lại không có để thăng quá nhiều, muốn đột phá đến cảnh giới trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, còn phải tốn một chút thời gian đáng tiếc là, hắn trong những tuế nguyệt này chỉ giết chết một kiện trí đạo kỳ vật ở huyền lân sơn giới liền không có gặp phải các trí đạo kỳ vật khác về phần quy tắc trí đạo danh sách thứ 8, trước mắt tăng lên tới cảnh giới 3 thành một cũng coi như có thể mặt khác, hắn đã sáng tạo ra mấy môn thần thông chí đạo danh sách thứ tám thực lực tăng lên không ít tại vô cực thiên cung một thân ảnh sắc mặt trắng bạch trở về khôi giáp trên người đã vỡ vụn tại thời điểm vị trí đạo cảnh này trở về từng vị cường giả xuất hiện bách chiến thiên tôn người tại sao lại trở lại các cường giả vô cực thiên cung khác kinh ngạc bách chiến thiên tôn bất đắc dĩ nói một đám chí đạo hư ma chí đạo cảnh thất trọng tập kích cứ điểm lạc hà ta thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy trốn cái gì bách chiến thiên tôn một khi cứ điểm lạc hà thất thủ đám người kia e rằng sẽ chất vấn vô cực thiên cung chúng ta. Các cường giả vô cực thiên cung khác lo lắng nói, yên tâm đi, cùng lắm thì trực tiếp phân chia một bộ phận cương vực biến thành chiến trường, gánh vác một chút áp lực cho bọn họ, chuyện này liền sẽ qua đi. Bách chiến thiên tôn không thành vấn đề nói, vậy cũng được. Các cường giả vô cực thiên cung khác gật gật đầu ngược lại loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm không lâu sau đó. Một tin tức truyền đến, cứ điểm lạc hà bị trí đạo hư ma công phá, không ít trí đạo cảnh không kịp đào tàu. Tổn thất nặng nề mà bách chiến thiên tôn vô cực thiên cung tự nhiên bị chất vấn tại một chỗ hư không thần bí từng đạo hư ảnh hiện lên, một đạo trong đó rõ ràng là bách chiến thiên tôn vô cực thiên cung bách chiến thiên tôn. Cứ điểm lạc hà bị tập kích, người xem như một trong sáu vị trí đạo cảnh thất trọng tại cứ điểm lạc hà, vậy mà là người đầu tiên chạy trốn, dẫn đến cứ điểm lạc hà thất thủ, người nói nên trừng phạt người như thế nào. Một vị trí đạo cảnh thất trọng khác chất vấn bách chiến thiên tôn cũng không e ngại nói, các vị, ta nguyện ý cầm một chỗ cương vực vô cực vực xem như một trong các chiến trường, cánh vác một chút áp lực vì những chiến trường khác, thấy thế nào, Úc, như vậy cũng có thể, nhưng tối thiểu phải là chiến trường cấp 3 mới được. Diện tích cương vực không thể nhỏ một vị trí đạo cảnh thất trọng đưa ra yêu cầu bách chiến thiên tôn gật gật đầu sau đó, gã nói, các vị, chính là vùng này, tuy nói vùng này năng lượng cằn cỗi, nhưng xem như chiến trường là không có vấn đề gì, hơn nữa mảnh cương vực này đầy đủ bao la, tương đương với một phần 20 cương vực vô cực vực. Những trí đạo cảnh thất trọng này có chút trợn mắt hốc mồm, không thể không thừa nhận vô cực thiên cung thật sự hung ác, một hơi từ bỏ một phần hai mươi cung vực vô cực vực đổi lại thành bọn hắn, là tuyệt đối không làm được bất quá. Mảnh cung vực này chắc chắn không phải địa bàn chủ yếu của vô cực thiên cung, bằng không cũng sẽ không trực tiếp nhường lại nhưng bọn hắn không quan tâm, toàn bộ vô cực vực trước mắt lấy vô cực thiên cung vi tôn cũng chỉ có vô cực thiên cung mới có quyền nói chuyện các thế lực vô cực vực khác không có bất kỳ quyền nói chuyện gì liền xem như diệt sạch cũng sẽ không dám gây phiền phức cho vô cực thiên cung vậy cứ quyết định như thế mau chóng bố trí tốt đại trận chiến trường cấp 3, đến lúc đó khai thông đường hầm hư không dẫn một bộ phận trí đạo hư ma tiến vào chiến trường giảm bớt áp lực cho những chiến trường khác những trí đạo cảnh thất trọng này nói xong liền giải trừ hư ảnh mà bách chiến thiên tôn cũng giải trừ hư ảnh ý thức quay về vô cực thiên cung mấy vị thiên tôn khác nhìn về phía bách chiến thiên tôn lục đề thiên tôn hỏi bách chiến thiên tôn bên kia nói thế nào tự nhiên là đồng ý bách chiến thiên tôn thản nhiên nói cứ điểm lạc hà cũng không tính là cứ điểm vô cùng trọng yếu chúng ta trả giá một chút đại giới bọn hắn tự nhiên sẽ đồng ý tuy nói ta nếu như một mực thủ vững đích xác có khả năng chờ trợ giúp đến nhưng vạn nhất không thủ được ta nhất định phải chết hy sinh ta bảo trụ cứ điểm lạc hà vậy ta chắc chắn sẽ không làm bây giờ dạng này không tổn thất một chút lợi ích nào của vô cực thiên cung chúng ta liền giải quyết vấn đề thật tốt như vậy cũng đúng bọn người lục đề thiên tôn cười ha hà, hà bỗng nhiên lục đề thiên tôn hỏi bách chiến thiên tôn nếu bố trí xong chiến trường cấp 3, những trí đạo hư ma kia xâm nhập chiến trường cấp 3, còn phải điều động trí đạo cảnh đi chém giết với bọn chúng bằng không đám trí đạo hư ma này không ở lại mà nói trực tiếp rời khỏi không giảm bớt được áp lực cho những chiến trường khác mà nói bên kia khẳng định vẫn sẽ tiếp tục gây phiền phức cho chúng ta đích xác cần điều động một nhóm trí đạo hư ma đi vào nhưng không nói nhất định cần trí đạo cảnh của vô cực thiên cung chúng ta đi vào bách chiến thiên tôn cười lạnh nói liền điều động một số trí đạo cảnh không có tiềm lực gì đi vào vô cực thiên cung chúng ta không nơi phế vật mặt khác chúng ta có không ít thế lực dưới trướng để cho bọn hắn điều động trí đạo cảnh đi qua mặt khác tại bộ phận cung vực chúng ta nhường ra là một phần của chân đạo sơn chỉ có một số nhỏ là một phần của chúng ta chân đạo sơn bị chiến trường cấp 3 bao trùm đi vào bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản những trí đạo hư ma kia đúng vậy thực lực của chân đạo sơn coi như không tệ bọn hắn nhất định sẽ phản kháng ngăn cản trí đạo hư ma ít nhất có thể chống đỡ một đoạn thời gian mặt khác chân đạo sơn ở dưới trướng của thái tố cung thái tố cung không có khả năng thấy chết không cứu hơn nữa thái tố cung cũng lo lắng chiến trường mở rộng đến cung vực của các nàng chắc chắn cũng sẽ điều động trí đạo cảnh đi vào mặt khác chúng ta còn có thể ra lệnh để cho các đại thế lực đều phải điều động một số trí đạo cảnh đi vào lục đề thiên tôn cười nói dạng này bọn hắn không có tổn thất ngược lại là các thế lực khác sẽ tổn thất nặng nề việc này không nên chậm trễ lập tức bố trí đại trận chiến trường cấp 3 bách chiến thiên tôn thúc giục nói chỗ công vực của chân đạo sơn cùng với rất nhiều thế lực nhỏ vốn phía nơi đây được xưng là vô cực vực chân đạo vực khu vực này vô cùng bao la chỉ có điều tài nguyên hơi cằn cỗi không có bao nhiêu cường giả nhưng số lượng trí đạo cảnh cũng không ít chân đạo sơn lưu ly kim cung rất nhiều thế lực còn chưa có phát giác được nguy hiểm vẫn đang tu luyện giống như mọi khi bên ngoài vùng này từng vị trí đạo cảnh thất trọng buông xuống còn có rất nhiều trí đạo cảnh lục trọng bọn hắn lấy ra trận cơ bắt đầu bố trí đại trận chiến trường cấp 3 một tầng hàng rào vô hình bao phủ toàn bộ chân đạo vực trong chốc lát nhóm trí đạo cảnh của các thế lực chân đạo sơn Lưu Ly Kim cung cảm ứng được bọn hắn cảm thấy công vực của chính mình bị bóc ra khỏi vô cực vực, từng người sắc mặt đại biến bởi vì đây không phải lần đầu tiên, cho nên bọn hắn đều suy đoán được chuyện gì đang xảy ra, không tốt, chân đạo vực chúng ta bị bóc ra vô cực vực. Đây là tiết tấu bị kéo vào chiến trường sơn chủ chân đạo sơn cường giả trí đạo cảnh lục trọng sắc mặt kịch biến y chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này vậy mà đến phiên chân đạo vực, mấu chốt là vô cực thiên cung quá vô sỉ, một chút thông báo cũng không có, trực tiếp đưa bọn hắn vào chiến trường nếu thông báo mà nói chân đạo sơn hoàn toàn có thể rút khỏi chân đạo vực vô cực thiên cung hèn hạ vô sỉ sơn chủ chân đạo sơn gầm thét sơn chủ chân đạo sơn muốn rút khỏi nhưng vô cực thiên cung đã sớm có chuẩn bị tại thời điểm bố trí đại trận chiến trường cấp 3, liền triệt để phong tỏa chân đạo vực sơn chủ chân đạo sơn vượt qua hàng rào chiến trường muốn thừa dịp đại trận còn chưa có triệt để kiến tạo từ đó đánh vỡ hàng rào ra ngoài oanh kích lần lượt chỉ khiến cho đại trận run dày lại không có cách nào phá vỡ đại trận mà theo thời gian trôi qua Đại trận triệt đề được kiến tạo chân đạo vực triệt để bị phong tỏa rơi vào đường cùng, y chỉ có thể trở về chân đạo sơn vô cực thiên cung bố trí đại trận chiến trường cấp 3 tại chân đạo vực tạo ra động tĩnh lớn như thế. Chuyện này tự nhiên không gạt được thái tố cung trong lúc nhất thời. Sáu vị trí đạo cảnh thất trọng thái tổ cung buông xuống, người cầm đầu thình lình lại là thái tổ bất quá. Bọn người lục đề thiên tôn cùng với bách chiến thiên tôn ngăn cản các nàng thái tổ thái tố. Màu dừng bước, lục đề thiên tôn, vô cực thiên cung các ngươi muốn làm gì? vì sao lại bố trí đại trận chiến trường cấp 3 tại chân đạo vực? Thái tố chất vấn bách chiến thiên tôn vung tay lên, một phần hiệp nghị dùng phương thức bí văn chí đạo triển hiện ra, vô cực thiên cung chúng ta đã ký kết hiệp nghị, chân đạo vực sắp trở thành chiến trường cấp 3, giảm bớt áp lực cho những chiến trường khác, chuyện này đã được quyết định, không thể nào sửa đổi, làm sao, thái tố cùng các người muốn tạo phản sao? Bách chiến thiên tôn lạnh lùng nói thái tố nhìn chằm chằm phần hiệp nghị này, nửa ngày không nói chuyện các nàng thái tố nhao nhao rút đi vô cực vực này trước mắt vẫn là vô cực thiên cung làm chủ thái tố cung các nàng là không có cách nào chống lại cũng không tư cách đại biểu cho vô cực vực ngay cả cơ hội phản bác cũng không có sau khi trở lại thái tố cung các nàng thái tố vô cùng nổi nóng chuyện gì đã xảy ra chân đạo vực làm sao lại đột nhiên liền biến thành chiến trường còn chưa tới thời điểm kiếp nạn giáng lâm trí đạo hư ma còn chưa có ổ ạt xâm phạm nếu ổ ạt xâm phạm vô cực thiên cung chắc chắn sẽ để cho chúng ta làm pháo hôi làm sao lại đột nhiên thiết lập một cái chiến trường cấp 3? Chắc chắn là đã xảy ra sự tình gì chúng ta không biết. Đi hỏi thăm một chút đi nhắm trí đạo cảnh thất trọng thái tổ cung đi nghe ngóng tin tức không lâu sau đó. Các nàng biết được tình báo cụ thể biết được là bách chiến thiên tôn không đánh mà lui, đánh mất cứ điểm lạc hà, lúc này mới dẫn đến bên kia tức giận, mà vô cực thiên cung để cho chân đạo vực trở thành chiến trường cấp 3, cũng chỉ là để cho chính mình thoát tội mà thôi, vô cực thiên cung đáng chết. Thái Tố cam tức không thôi chân đạo sơn chính là một trong những thế lực chi nhánh đứng đầu nhất dưới trường các nàng. Cứ như vậy bị vô cực thiên cung gài bẫy trên thực tế, coi như bách chiến thiên tôn vô cực thiên cung muốn thoát tội, cũng có thể thương nghị một chút với các thế lực vô cực vực khác, lựa chọn một vùng cương vực biến thành chiến trường cấp 3. Lại có thể để một số người vô tội rút lui ra khỏi những vô cực thiên cung một chút tin tức cũng đều không có truyền ra, trực tiếp phong tỏa chân đạo vực Thái Tổ, không bằng bây giờ liền phát động kế hoạch, không được, bây giờ phát động kế hoạch quá sớm, chờ một chút đi nếu phát động kế hoạch bây giờ, chúng ta chỉ có một thành tỷ lệ. Thái tố lắc lắc đầu nói một thành tỷ lệ quá thấp, các nàng không dám mạo hiểm một khi thất bại, các nàng đều phải chết, trần đạo vực hóa thành chiến trường cấp 3, chúng ta còn không thể nào vào được, cao nhất chỉ cho phép trí đạo cảnh lục trọng đi vào. Hơn nữa, thực lực của trí đạo cảnh lục trọng cũng đều sẽ bị áp chế, chân chính có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ có trí đạo cảnh ngũ trọng. Ở trên chiến trường cấp 3, trí đạo cảnh ngũ trọng mới là chủ lực, trí đạo cảnh tam trọng, tứ trọng đều chỉ có thể biến thành pháo hôi. Lấy tác phong của vô cực thiên cung, nhất định sẽ ra lệnh cho trí đạo cảnh các đại thế lực chúng ta tiến vào chiến trường cấp 3, để chống lại những trí đạo hư ma kia thái tố suy đoán. Chắc chắn là như vậy, nhưng chúng ta còn không có cách nào cự tuyệt một vị trí đạo cảnh thất trọng khác bất đắc dĩ nói Diệp Thiên cũng cảm ứng được toàn bộ bản nguyên giới tựa hồ bị vô cực vực tách ra vậy. Sau đó hắn ra ngoài điều tra một chút, lúc này mới phát hiện ra chỗ công vực bản nguyên giới đều bị vô cực thiên cung phong tỏa ngăn cản ngay từ đầu hắn không rõ đây là vì sao nhưng rất nhanh chân đạo sơn chuyển ra toàn bộ tin tức lúc này toàn bộ thế lực lớn nhỏ tại chân đạo vực đều biết chiến trường cùng với trí đạo hư ma tồn tại trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh chân đạo vực đều sợ hãi không thôi thậm chí ngay cả diệp thiên cũng đều biến sắc bởi vì hắn thăm dò được một tin tức bản nguyên giới cũng không đỡ nổi trí đạo hư ma bản nguyên giới ngăn cách hết thảy sinh linh ngoại giới là không vào được trí đạo cảnh lại cường đại hơn nữa cũng đều khó mà tiến vào bản nguyên giới trừ phi là trí đạo cảnh vô cùng cường đại trực tiếp đánh nát bấy hết bản nguyên giới mà trí đạo hư ma thì không giống trí đạo hư ma có năng lực thôn vệ bản nguyên giới cuối cùng phá vỡ hàng rào bản nguyên giới từ đó giết vào trong bản nguyên giới trí đạo hư ma kinh khủng bực nào một khi giết vào bản nguyên giới ai chống đỡ được đến lúc đó hắn cũng đều không thể bảo hộ được vĩnh hằng bì ngạn chi địa đương nhiên trí đạo hư ma cũng không nhất định để ý tới bản nguyên giới mục tiêu thứ nhất của bọn chúng tự nhiên là các trí đạo cảnh khác chỉ khi nào chân đạo vực triệt để luân hãm như vậy vĩnh hằng bình ngạn chi điện tự nhiên cũng liền không giữ được nhất định phải nhanh chóng trưởng thành diệp thiên cấp bách nói nhưng hiện tại làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực diệp thiên tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt vô cực trí đạo quả hắn nghĩ tới món bảo vật này có lẽ sẽ có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng cao thực lực trước đó hắn không dám dò xét tình báo về vô cực trí đạo quả nhưng bây giờ chân đạo vực đều đã bị phong tỏa hắn tự nhiên cũng sẽ không quan tâm chân đạo cố đô đây là một trong những cố đô dưới quyền chân đạo sơn Bây giờ ở đây hội tụ một lượng lớn trí đạo cảnh bởi vì toàn bộ chân đạo vực đã biến thành chiến trường cấp 3. Nơi đây không thể nghi ngờ là một trong những chỗ an toàn nhất Diệp Thiên đến nơi này. Cảm thấy mỗi một vị trí đạo cảnh đều vô cùng sợ hãi, cũng đang thảo luận làm thế nào rời đi chân đạo vực nhưng ngay cả sương chủ chân đạo sơn cũng đều không rời đi được bọn hắn làm sao rời đi trừ phi nhận được sự cho phép của vô cực thiên cung mới có thể rời đi bằng không là không đi được sau đó diệp thiên ở đây nghe ngóng tin tức về vô cực trí đạo quả qua không bao lâu còn thật sự nghe được mà tin tức này chỉ tiêu tốn mấy ngàn trí đạo tệ của hắn rất nhanh là hắn biết vô cực trí đạo quả là cái gì vô cực trí đạo thụ là lấy vô cực trí đạo thụ chủng tử hấp thu bản nguyên bản nguyên giới trưởng thành vô cực trí đạo thụ chủng tử đến từ bên ngoài vô cực vực Vô cực trí đạo quả cần trăm vạn trí đạo kỳ nguyên tuyến người trở lên mới có thể bồi dưỡng ra được. Một gốc vô cực trí đạo thụ chỉ có thể dựng dục ra một quả vô cực trí đạo quả. Vô cực trí đạo quả có thể trợ giúp trí đạo cảnh cảnh dưới quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 viên mãn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, nhưng không phải trăm phần trăm. Nhưng xác suất thành công có năm thành vô cực trí đạo quả còn có trợ giúp đánh vỡ bình cảnh thích hợp nhất cho trí đạo cảnh lục trọng xung kích trí đạo cảnh thất trọng diệp thiên mới rốt cuộc biết giá trị của vô cực trí đạo quả chẳng thể trách vô cực thiên cung tức giận như vậy vô cực trí đạo quả còn thật sự có sự giúp đỡ to lớn đối với ta nhưng nếu ta luyện hóa mà nói có phần thật sự đáng tiếc nhưng tỉ mình nghĩ lại trong tình cảnh hiện tại thế nhưng là vô cùng cấp bách không nỡ cũng phải sử dụng dù sao cũng là chiếm đoạt được không dùng thì phí chờ tu vi bước vào đến trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong lập tức liền dùng vô cực trí đạo quả đột phá cảnh giới tiến hành xung kích trí đạo cảnh nhị trọng, thuận tiện còn có thể để cho cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tăng vọt. Vô cực thiên cung bắt đầu tạo dựng đường hầm hư không, để cho các trí đạo hư ma tiến vào chỗ chiến trường cấp 3 này, từ đó giảm bớt áp lực cho những chiến trường khác như muốn xây dựng thành công đường hầm hư không, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể làm được, lại còn phải cần được trao quyền bất quá. Vô cực thiên cung đã bắt đầu ra lệnh, để cho rất nhiều thế lực thái tố cung chuẩn bị kỹ càng, tùy thời tiến vào chỗ chiến trường cấp 3 này chặn đánh trí đạo hư ma hơn nữa còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt đánh chết càng nhiều trí đạo hư ma, ban thưởng sẽ càng nhiều đối với vô cực thiên cung mà nói, trả giá một chút tài nguyên, bảo đảm vô cực thiên cung không bị hao tổn, hết thầy đều đáng giá huống hồ, trí đạo hư ma vô cùng kinh khủng, nếu trí đạo cảnh vẫn lạc, cũng sẽ không thể đến tìm vô cực thiên cung hối đoái tài nguyên. Bọn hắn thậm chí cái gì cũng không cần trả giá nhóm thế lực thái tổ cung đối với mệnh lệnh của vô cực thiên cung, tự nhiên là vô cùng nổi nóng, nhưng lại không dám không nghe theo hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải điều động một số trí đạo cảnh đi vào đương nhiên đánh giết trí đạo hư ma cũng không phải là không có chỗ tốt ví dụ như sau khi giết chết trí đạo hư ma có thể thu hoạch tài nguyên trên người trí đạo hư ma có một số trí đạo hư ma thân mang theo rất nhiều tài nguyên mặt khác đánh giết trí đạo hư ma để cho trí đạo hư ma vẫn lạc tại phiến thiên địa này sẽ được thiên địa tặng cho bản nguyên có thể để thăng tu vi đáng tiếc trí đạo hư ma quá khó giết lại thêm cứu viện nhanh chóng coi như giết chết trí đạo hư ma cũng có thể bị vây công mà chết không có cách nào đào tàu trong bất chi bất giác lại qua một khoảng thời gian rất nhiều thế lực thái tổ cung phái một nhóm trí đạo cảnh tiến vào chiến trường cấp ba chân đạo vực nhưng bọn hắn cũng là mang theo chiến tràng lệnh tiến vào chiến tràng lệnh có thể khiến cho trí đạo cảnh tự do ra vào chiến trường cùng với ngoại giới bất quá chỉ có thể ra vào tại cửa vào đặc biệt hơn nữa một khi chết chiến tràng lệnh cũng liền sẽ vỡ vụn muốn cướp đoạt chiến tràng lệnh của các trí đạo cảnh khác đi ra đó là không có khả năng vũ cực thiên cung cũng phái một số trí đạo cảnh đi vào nhưng cũng là trí đạo cảnh không có thực lực gì lại đã hao hết tiềm lực, cơ hồ không có hy vọng tiến bộ cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được. Nhưng trí đạo cảnh này đều là phế vật tại vô cực thiên cung tại Thái Tổ Chiến Thành. Đây là chiến thành mà Thái Tố Cung mới xây tại chiến trường cấp 3. Rất nhiều trí đạo cảnh cũng có thể trực thuộc ở dưới trướng của Thái Tố Cung. Nếu giết chết trí đạo hư ma, có thể yêu cầu Thái Tố Cung đòi ban thưởng từ vô cực thiên cung Diệp Thiên cũng đi đến nơi này. Trực thuộc ở dưới trướng Thái Tố Cung hắn không dám trực thuộc ở dưới trướng của vô cực cung. Dù sao hắn cũng đã từng bị vô cực thiên cung truy nã đương nhiên hắn đi tới Thái Tố Cung là mang theo mặt nạ vũ khí trí đạo, dùng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 dung nhập vào trong mặt nạ, có thể che lấp khí tức cùng với bề ngoài của mình. Không dễ dàng bị nhận ra thân phận hắn từ Thái Tố Chiến Thành xin được một tấm ngụy chiến tràng lệnh, ngoại trừ không có cách nào rời khỏi chiến trường, những chức năng khác so với chiến tràng lệnh cũng không sai biệt lắm, không bao lâu nữa, đường hồng hư không kiến tạo xong, trí đạo hư ma liền sẽ buông xuống, tận khả năng giết nhiều một chút trí đạo hư ma, thu được quà tặng bản nguyên của thiên địa mới có thể nhanh chóng đột phá đến trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong bằng không dựa vào tốc độ tiến bộ của ta trở thành trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong e rằng phải cần mấy chục trí đạo kỳ nguyên nói không chừng khi đó chiến trường chân đạo vực đã triệt để luân hãm bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim ở một chỗ chân đạo vực một mảnh khu vực khổng lồ bắt đầu vỡ vụn ra tạo thành một đường hầm hư không Liên thông chỗ không biết ngoài vô cực vực một thân ảnh khổng lồ màu đen đi ra từ bên trong đường hầm hư không đây rõ ràng là một đầu trí đạo hư ma trí đạo cảnh ngũ trọng nó hít vào một hơi thật sâu, lại nhìn bốn phía một cái. Xác định đây là chiến trường cấp 3, lộ ra thần sắc hưng phấn. Chờ trở về hồi báo từng đầu trí đạo hư ma đến đây bọn chúng cũng không có lập tức xâm lấn chân đạo vực, mà là tiến hành kiến tạo từng tòa thành lũy, thành lũy rậm rạp chẳng chịt trải rộng vùng này từ đó tạo thành một tòa đại trận vĩ đại triệt để che khuất đường hầm hư không từng đầu trí đạo hư ma trí đạo cảnh lục trọng rất nhanh liền đến đây tiếp đó bắt đầu thương nghị xâm lấn chân đạo vực như thế nào nhóm thế lực thái tổ cung cũng đều biết trí đạo hư ma đã đến sắc mặt của từng người trở nên nghiêm túc sơn chủ chân đạo sơn là kinh hoàng nhất trí đạo cảnh lục trọng từ ngoại giới tiến vào trợ giúp còn có biện pháp đào tàu nhưng y lại trốn không thoát y là có khả năng vẫn lạc rất cao thái tổ cung cùng với cao tầng một số thế lực bây giờ đang thương nghị về phần vô cực thiên cung bọn hắn cảm thấy không thể trông cậy vào mấu chốt là bọn hắn còn nhất thiết phải ngăn trở xâm lấn tiêu hao số lượng trí đạo hư ma bằng không bên kia trách cứ xuống vô cực thiên cung có thể bắt bọn hắn sao nộp xui xẻo vẫn là bọn hắn thái tố nói căn cứ theo dò xét lần này trí đạo hư ma phái 13 đầu trí đạo cảnh lục trọng hơn 800 đầu trí đạo cảnh ngũ trọng ba vạn trí đạo cảnh tứ trọng cùng với mấy chục vạn trí đạo cảnh tam trọng và trăm vạn trí đạo ma vật số lượng này coi như cũng được không tính quá lớn chúng ta xuất động một phần lực lượng có thể miễn cưỡng chống đỡ được hy vọng trí đạo hư ma không có điều động thêm binh lực bằng không chúng ta sẽ thiệt hại thảm trọng căn cứ vào những gì chúng ta biết trí đạo hư ma tại các chiến trường khác cũng đầu nhập rất nhiều binh lực hơn nữa còn chưa có đến đến thời kỳ kiếp nạn bọn chúng sẽ không phái một lượng lớn binh lực nhưng mấy vạn trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt sau đó vậy chúng ta liền phiền toái mà trí đạo cảnh thất trọng hiểu rõ tình huống thực tế rõ ràng bọn hán nhất thiết phải ở trong khoảng thời gian này hạ thù với vô cực thiên cung bằng không sau này bọn hán nhất định phải chết bọn hán bắt đầu chỉ huy chiến đấu để cho nhóm trí đạo cảnh chặn đánh nhóm trí đạo hư ma trên chiến trường cấp 3 tại một chỗ chân đạo vực diệp thiên bị thái tổ cung an bài đến nơi đây tọa trấn nơi đây một khi phát hiện ra phụ cận có trí đạo hư ma hoặc trí đạo ma vật liền không tiếc bất cứ giá nào ngăn cán tu vi của hắn là trí đạo cảnh nhất trọng bởi vậy hắn được phân phối vào nhóm trí đạo cảnh nhất trọng bởi vì tu vi của bọn hắn quá thấp chỉ có thể ngăn cản dạng pháo hồi như trí đạo ma vật nếu gặp phải trí đạo hư ma bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn diệt thiên cũng không muốn hành động chung với những trí đạo cảnh nhất trọng này hắn chuẩn bị hành động đơn độc mục đích của hắn là giết trí đạo hư ma chỉ có đánh giết trí đạo hư ma mới có thể thu được quả tặng bản nguyên thiên địa mà giết nhiều trí đạo ma vật hơn nữa vẫn là không có chỗ hữu dụng có tin tức cứu viện truyền đến hiển nhiên là trí đạo hư ma hoặc trí đạo ma vật đi tới nơi này bá từng vị trí đạo cảnh xuất động tiến đến cứu viện hoặc chặn đánh trí đạo ma và diệp thiên tự nhiên cũng xuất động hắn trực tiếp đi tới khu vực mà trí đạo hư ma có khả năng xuất hiện hắn tìm được sáu đầu trí đạo hư ma hiển nhiên là tiểu đội trí đạo hư ma diệp thiên thấy được sáu đầu trí đạo hư ma này sáu đầu trí đạo hư ma này tự nhiên cũng chú ý tới diệp thiên trí đạo cảnh nhất trọng sâu kiến giết hắn một đầu trí đạo hư ma xuyên qua chuẩn bị tiện tay xử lý diệp thiên sáu đầu trí đạo hư ma này đều không kém một đầu yếu nhất cũng là trí đạo cảnh tam trọng một đầu cường đại nhất là trí đạo cảnh tứ trọng đỉnh phong bất kỳ một tiểu đội trí đạo hư ma nào tối thiểu nhất đều phải có một đầu trí đạo cảnh tứ trọng đỉnh phong thậm chí là trí đạo cảnh ngũ trọng có thể giết hắn chuẩn bị toàn diệt tiểu đội trí đạo hư ma này đầu trí đạo hư ma xuyên qua tới này bị diệp thiên tiện tay đâm một thương trực tiếp xuyên thủng miểu sắt ngay sau đó diệp thiên thi triển thần thông trí đạo danh sách thứ tám trí đạo lưu thân thuật trong nháy mắt lao tới đánh tới năm đầu trí đạo hư ma khác mà năm đầu trí đạo hư ma này vô cùng khiếp sợ bọn hắn còn tưởng rằng đầu trí đạo hư ma vừa rồi có thể giải quyết diệp thiên sau đó tiếp tục gấp rút lên đường kết quả lại bị trí đạo cảnh nhất trọng diệp thiên biểu sát năm đầu trí đạo hư ma đồng loạt xa tay vây giết diệp thiên nhưng bọn hắn vẫn đã đánh giá thấp thực lực của diệp thiên từng đầu từng đầu trí đạo hư ma bị diệp thiên chém giết ngay cả đầu trí đạo hư ma trí đạo cảnh tứ trọng đỉnh phong kia cũng là vị trí cường cực thương thuật của diệp thiên nhất kích đánh bay một cánh tay trực tiếp vỡ nát đầu trí đạo hư ma trí đạo cảnh tứ trọng đỉnh phong kia sợ hãi không thôi vừa cầu viện vừa đào tẩu nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng diệp thiên rất nhanh nó liền bị diệp thiên chém giết ở trong mảnh hư không này diệp thiên lấy đi bảo vật tài nguyên ở trên người bọn chúng nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây sau khi diệp thiên rời đi không lâu một thân ảnh buông xuống nơi đây rõ ràng là một đầu trí đạo hư ma trí đạo cảnh ngũ trọng đỉnh phong nó nhìn một chút phát hiện ra tiểu đội trí đạo hư ma này đã bị giết địch nhân đã biến mất không thấy khiến cho nó vô cùng nổi nóng ở một chỗ khác diệp thiên dừng lại nhìn một chút tài nguyên bảo vật tới tay lần này mặc dù không nhiều nhưng cũng tạm được có một chút tài nguyên hữu dụng đối với ta mặt khác hắn đánh chết sáu đầu chí đạo hư ma được ngụy chiến tràng lệnh ghi chép chiến công bất quá bây giờ hắn không định đi hối đoái chờ sau khi tích lũy thật nhiều chiến công lại đi hối đoái còn có quà tặng bản nguyên thiên địa hắn tùy thời cũng có thể tiếp nhận loại quà tặng này xem thử quà tặng bản nguyên thiên địa có hiệu quả như thế nào diệp thiên khẽ động tâm niệm bản nguyên thiên địa buông xuống một lượng lớn bản nguyên dung nhập vào trong thân thể diệp thiên để thăng tu vi của hắn loại quà tặng bản nguyên này có tốc độ luyện hóa rất nhanh không bao lâu hắn liền triệt để luyện hóa đối với tu vi là có tăng lên một chút nhưng không nhiều quả nhiên chỉ vẹn vẹn giết sáu đầu trí đạo hư ma trợ giúp không lớn chỉ khi nào giết thật nhiều trí đạo hư ma lấy được thật nhiều quả tặng bản nguyên thiên địa có lẽ liền có thể nhanh chóng tăng lên tới cảnh giới trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong diệp thiên nghĩ thầm trong những ngày kế tiếp diệp thiên liền chuyên môn tìm kiếm trí đạo hư ma săn giết thời gian dần qua trí đạo hư ma chết ở trên tay hắn càng ngày càng nhiều đương nhiên hắn cũng có thời điểm xui xẻo ví dụ như gặp phải trí đạo hư ma trí đạo cảnh ngũ trọng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có gặp phải loại tình huống này hắn sẽ trực tiếp giải trừ thân thể phòng chế để cho thân thể sắp đổ ở trong mắt trí đạo hư ma đây chính là tự sát bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng sẽ không truy đến cùng tại thái tố chiến thành trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong thái tổ cung long cầm cung chủ tọa trấn nơi này trên người nàng có chút thương thế là do trước đây không lâu chiến đấu với một đầu trí đạo hư ma lục trọng đỉnh phong một vị thái tổ vệ ngũ trọng đỉnh phong đến đây hồi báo tình huống bẩm báo long cầm cung chủ đây là danh sách tổn thất của Thái Tố Cung chúng ta gần đây, cùng với tình huống thiệt hại đại khái của toàn bộ chiến trường cấp 3 soạt. Một phần danh sách rơi vào trên tay Long Cầm Cung Chủ, nàng nghiêm túc đọc Thái Tố Cung vẫn lạc 5 vị trí đạo cảnh ngũ trọng, 32 vị trí đạo cảnh tứ trọng, hơn 100 vị trí đạo cảnh tam trọng, con số nhìn thấy mà giật mình, nàng hít thở sâu một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại mà các thế lực khác cũng là tổn thất nặng nề, một số thế lực trợ giúp ngoại lai gần như toàn quân bị diệt, không còn dám tới chi viện mà các thế lực nhỏ tại chân đạo vực cũng là tổn thất nặng nề, không ít đều bị hủy diệt, thậm chí ngay cả chân đạo sơn cũng đều tổn thất mấy vạn vị trí đạo cảnh nhưng tương đối mà nói, trí đạo hư ma thiệt hại ít hơn dù sao trí đạo hư ma cũng có một lượng lớn trí đạo ma vật làm phá hôi, thiệt hại nhiều hơn nữa, bọn chúng cũng không đau lòng, vô cực thiên cùng đáng chết, thiệt hại nghiêm trọng như thế, bọn hắn vẫn là chỉ phái một chút vế vật, ngay cả một vị tôn giả trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong cũng đều không điều động đi vào long cầm cung chủ nổi nóng nói nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói thế lực khác không chịu nổi ngay cả thái tố cung cũng không chịu nổi thông chi một chút đi để cho những thế lực kia rút về thu nhỏ công vực lòng cầm cung chủ bất đắc dĩ nói điều này có ý vị gì nàng hết sức rõ ràng một khi làm như vậy vô số sinh linh dưới trí đạo cảnh đều giống như bị từ bỏ sẽ bị trí đạo hư ma thôn phệ hết nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì thật sự không bảo hộ được một lượng lớn trí đạo cảnh hướng về chiến trường thái tố cung rút lui khỏi cương vực trên đạo sơn từ bỏ hai phần ba cương vực nhường cho trí đạo hư ma kết quả là một lượng lớn hư không đại lục cùng với thế giới đều bị trí đạo hư ma chiếm lĩnh nhưng cho dù như thế thiệt hại của nhóm thế lực thái tố cung vẫn là không nhỏ trong đó khẩn trương nhất không thể nghi ngờ là diệp thiên hắn thật sự sợ những thế lực này bị đánh tan tiếp đó triệt để từ bỏ tòa chiến trường cấp 3 này đến lúc đó hắn là không chết nhưng vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa nhất định sẽ bị hủy diệt cho nên hắn nhất thiết phải điên cuồng giết chết những trí đạo hư ma này cũng đang điên cuồng thôn phệ đủ loại tài nguyên cố gắng đạt đến cảnh giới trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong trong bất trì bất giác mấy trăm trí đạo niên tuế nguyệt đi qua chiến trường cấp ba đánh lâu như vậy vô số đại lục hư không đều bị đánh nát thiệt hại đã khó mà tính toán đương nhiên cũng có một số cường giả quật khởi đánh ra uy danh hiển hách diệp thiên bởi vì một mực đánh riêng lẻ không tham dự chiến đấu quy mô lớn cho nên không có ai biết được hắn tồn tại ngược lại là phế trí đạo hư ma biết được có một vị trí đạo cảnh nhất trọng quỷ dị đã giết không ít trí đạo hư ma của bọn chúng nhưng mỗi lần đều tự sát ngay từ đầu bọn hắn không có hoài nghi về sau mới cảm thấy kỳ quái cho rằng cái gọi là tự sát của Diệp Thiên Hẳn là một loại thủ đoạn chạy trốn, cho nên tiến hành truy nã treo thưởng đối với Diệp Thiên cho nên ở phía chính đạo hư ma. Diệp Thiên có danh tiếng không nhỏ Diệp Thiên đã giết không ít trí đạo hư ma, nhưng hắn vẫn không có tiếp nhận quà tặng bản nguyên thiên địa. Hắn chuẩn bị tích lũy thật nhiều sau đó tiếp nhận quà tặng bản nguyên thiên địa trong một lần tiến hành xung kích trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong diệp thiên khẽ động tâm niệm đón nhận quà tặng bản nguyên thiên địa sâu trong vô tận thời không phảng phất như có một lượng lớn bản nguyên chảy ngược xuống tràn vào trong thân thể của Diệp Thiên, rèn luyện toàn thân cao thấp của hắn tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, khí tức trên thân càng ngày càng cường đại trong lúc này. Diệp Thiên cũng phục dụng đủ loại tài nguyên, chỉ để mau chóng để thăng tu vi tới cảnh giới trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong mặc dù có chút lãng phí, nhưng vì tăng cao tu vi, nhất thiết phải làm như vậy cuối cùng tại thời điểm quà tặng bản nguyên thiên địa sắp hao hết. Diệp Thiên cuối cùng cũng cảm thấy tu vi đạt đến trình độ không thể tiến bộ đây chính là tu vi trí đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới này. Đến cảnh giới này, hắn cũng có thể tiến hành xung kích trí đạo cảnh nhị trọng hắn lấy ra vô cực trí đạo quả lộ ra thần sắc đáng tiếc nếu hắn để thăng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tới 10 thành cảnh giới lại tiến hành xung kích bình cảnh không chỉ có thể đánh vỡ tu vi gông cùm xưởng xích còn có thể đánh vỡ gông cùm xưởng xích quy tắc trí đạo lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy không có thời gian để cho hắn chậm rãi trưởng thành cho nên hắn nhất thiết phải phục dụng ngay bây giờ ừ. diệp thiên há miệng nuốt vào khỏa vô cực trí đạo quả này trong chốc lát ý chí của hắn ở dưới sự giúp đỡ của vô cực trí đạo quả ngộ tính tăng lên tới trình độ vô cùng kinh khủng, còn chứng kiến cảnh giới quy tắc trí cao thâm hơn đạo, đó rõ ràng là quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy ở dưới sự đề thăng ngộ tính khủng bố như thế, tiến hành lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy có thể tưởng tượng được tiến bộ là kinh khủng bực nào chẳng thể trách vô cực trí đạo quả có thể giúp cho trí đạo cảnh lục trọng có năm thành tỷ lệ lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy Đáng tiếc ta bây giờ là không có khả năng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, chỉ có thể tận khả năng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 thêm một chút hắn dùng toàn bộ thể xác và tinh thần tiến hành lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. Về phần tu vi, thuận thế liền có thể dễ dàng đột phá hắn phá vỡ bình cảnh trí đạo cảnh nhị trọng, dễ dàng vỡ vụn gông cùm xiềng xích, tu vi nhanh chóng tăng lên tới cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt vô cực trí đạo quả tiêu hao hết năng lượng, triệt để bị luyện hóa tiêu hao hết lúc này trên mặt Diệp Thiên đã lộ ra vài hưng phấn. Quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tăng mạnh hắn đã tính toán một chút, quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 của chính mình đã tăng lên tới cảnh giới 7 thành 2, đây là tiến bộ nhanh bực nào. Về phần tu vi, chỉ là vừa mới đột phá đến trình độ trí đạo cảnh nghị trọng. Dù sao vô cực trí đạo quả chủ yếu là dùng để đề thăng quy tắc trí đạo, mà không phải tăng cao tu vi, có thể đánh vỡ cảnh giới cũng đã không tệ rồi bằng vào thực lực của ta bây giờ đủ để trong nháy mắt miểu sát trí đạo hư ma ngũ trọng tầm thường hơn nữa ta mấy năm nay cũng góp nhặt rất nhiều chiến công có thể đi đến thái tố chiến thành hối đoái không ít tài nguyên diệp thiên hơi ổn định tu vi một chút liền đi tới thái tố chiến thành lúc này nhóm trí đạo cảnh ở nơi đây mặt không biểu tình hiển nhiên là trong những tuế nguyệt này lần lượt chiến bại dẫn đến rất nhiều trí đạo cảnh vẫn lạc bọn hắn có biểu lộ tốt mới là kỳ quái diệp thiên đi tới thái tố chiến thành cảm nhận được nơi này tinh thần xa sút thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi cùng với bất an trong nội tâm mỗi một vị trí đạo cảnh hắn không nghĩ quá nhiều rất nhanh liền đi đến thái tố chiến điện hối đoái chiến công lấy tài nguyên đều là tiến hành ở nơi này đi vào thái tố chiến điện từng nhân viên công tác đang hối đoái chiến công cho một số trí đạo cảnh khi diệp thiên lấy ngụy chiến tràng lệnh ra để cho nhân viên công tác kiểm tra một chút đối phương rất nhanh liền lộ ra vẻ khép sợ nàng tiếp tục kiểm tra xác nhận không sai nhưng nàng hoàn toàn không dám tin thế là âm thầm đưa tin cho cao tầng thái tố chiến điện cũng chính là một vị trí đạo cảnh ngũ trọng thái tổ cung dù sao phần chiến công này hoàn toàn không giống như là một vị trí đạo cảnh nhị trọng có thể làm được quả thực là quá khoa trương đây là cần giết bao nhiêu trí đạo hư ma mới có thể thu được nhiều chiến công như vậy một vị trí đạo cảnh ngũ trọng xuất hiện ở bên cạnh nhân viên công tác này mười nghìn các hạ ngươi thu được tổng cộng hơn 13 vạn chiến công bởi vì số lượng chiến công quá nhiều chúng ta cần xác minh một chút vị trí đạo cảnh ngũ trọng thái tổ cung này nói diệp thiên biểu thị không quan trọng tuy nói lần này có thể sẽ dẫn đến thân phận của mình bại lộ nhưng đằng sau nhất định sẽ bại lộ, nhiều lắm thì là bại lộ sớm một chút mà thôi, một vị trí đạo cảnh nhị trọng thu được 13 vạn chiến công. Khi Long Cầm Cung chủ biết được tin tức này, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi sau đó, nàng thôi động một kiện vũ khí lục văn trí đạo diễn kính của Thái Tố Cung thôi diễn một chút lại là thật sự, lập tức, nàng tò mò đối với Diệp Thiên ánh mắt của nàng xuyên thấu qua Thái Tố Chiến Điện, nhìn về phía Diệp Thiên cho dù Diệp Thiên có chút ngụy trang, nhưng ở trong mắt Long Cầm Cung chủ lại không giấu giếm được quy tắc trí đạo nàng nắm giữ thế nhưng là cường đại hơn quy tắc trí đạo của diệp thiên trong trước mắt diện mạo chân thật của diệp thiên liền bại lộ nàng không biết diệp thiên nhưng căn cứ vào khí tức của diệp thiên có thể điều tra bề ngoài một chút rất nhanh kết quả điều tra liền đi ra bên trong vô cực vực không có tư liệu của diệp thiên nhưng vô cực thiên cung đã từng truy đã diệp thiên đây là có thể tra được dù sao trước đây chuyện này huyên náo xôn xao rất dễ dàng điều tra đắc tội vô cực thiên cung lại còn không có chết Long cầm cung chủ nổi lên hứng thú đối với Diệp Thiên sau khi chiến công của Diệp Thiên được xác minh là không sai, liền để cho Diệp Thiên chọn lựa tài nguyên ban thưởng mười mấy vạn chiến công, đủ để đổi lấy rất nhiều đồ tốt cùng với tài nguyên, có bí thuật hoặc bảo vật tìm kiếm trí đạo kỳ vật hay không. Tìm kiếm trí đạo kỳ vật Trí đạo cảnh ngũ trọng thái tố cùng phát mộng, đây là yêu cầu gì? Bất quá, chiến công có thể hối đoái hết thảy, đây là sự tình đã được nói ngay từ đầu trừ phi là vật phẩm quá hiếm thấy, hoặc là không cho phép hối đoái mới không cho hối đoái nhưng yêu cầu của diệp thiên không thuộc về loại cấm hối đoái vị trí đạo cảnh ngũ trọng này nói trí đạo kỳ vật ẩn tàng rất sâu nên xem như tiến vào kỳ địa có thể sinh ra trí đạo kỳ vật cũng chỉ có trí đạo kỳ vật tìm chúng ta chúng ta rất khó chủ động tìm được trí đạo kỳ vật nhưng các đại thế lực không ngừng nghiên cứu cũng sáng tạo ra được bí thuật có thể cảm ứng được trí đạo kỳ vật nhưng những bí thuật này rất chân quý hơn nữa vô cùng gần gà người xác định thật sự muốn hối đoái Diệp Thiên khẳng định nói loại bí thuật này đối với những trí đạo cảnh khác mà nói rất gần gà, nhưng đối với hắn mà nói lại rất trọng yếu nếu có bí thuật như vậy, hắn liền có thể tìm được càng nhiều trí đạo kỳ vật tại huyền lân sơn giới, sau khi đánh giết bọn chúng, liền có thể thu được càng nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ 8, từ đó để cho quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 nhanh chóng tiến bộ được, đây là bí thuật có thể cung cấp hối đoái, ngươi lựa chọn một loại đi, từng môn bí thuật lộ ra ở trước mặt Diệp Thiên. Để cho Diệp Thiên lựa chọn một loại đại thần hy bí thuật, có thể dò xét trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8, độ khó tu luyện cực cao, cần lĩnh ngộ 6 thành quy tắc trí đạo danh sách thứ 8, yêu cầu hối đoái, 6 vạn chiến công đại quỷ hà bí thuật, có thể dò xét trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8, độ khó tu luyện dễ dàng, mỗi lần thi triển sẽ tổn hại nhục thân, chỉ cần 3 thành quy tắc trí đạo danh sách thứ 8, yêu cầu hối đoái, 3 vạn chiến công vô cực khư thần thuật, có thể dò xét trí đạo kỳ vật danh sách thứ 7, độ khó tu luyện cực cao cần lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy yêu cầu hối đoái một trăm vạn chiến công ở đây hiện ra tổng cộng mười mấy loại bí thuật có một số bí thuật là diệp thiên trước mắt không đổi được hắn cẩn thận suy nghĩ vẫn là lựa chọn đại quỷ hà bí thuật tuy nói hắn có thể tu luyện đại thần hy bí thuật cũng thỏa mãn yêu cầu nhưng độ khó tu luyện cực cao mà nói e rằng cần thời gian rất lâu mới có thể luyện thành mà đại quỷ hà bí thuật lại rất dễ dàng luyện thành tuy nói có thiếu hụt nhưng hắn có thể đổi thân thể phòng chế bí thuật như vậy mới thích hợp với hắn thế là hắn lựa chọn đại quỷ hà bí thuật ta lựa chọn hối đoái đại quỷ hà bí thuật vị trí đạo cảnh ngũ trọng thái tố cung này không nói gì thêm làm thủ tục hối đoái cho diệp thiên bất quá thái tố chiến điện tự nhiên không có đại quỷ hà bí thuật còn cần mua từ ngoại giới chuyện này cần thời gian cho nên hắn cần chờ chờ một chút thời gian thế là diệp thiên chuẩn bị ở lại thái tố chiến thành chờ đợi đại quỷ hà bí thuật truyền thừa đưa tói mà ngay vào thời điểm diệp thiên vừa mới rời đi thái tố chiến điện trước mặt xuất hiện một thân ảnh thình lình lại là long cầm cung chủ diệp thiên thông qua thân thể phòng chế cũng biết được thân phận của đối phương bài kiến long cầm cung chủ long cầm cung chủ mỉm cười nói có hứng thú trò chuyện một chút hay không diệp thiên biết thân phận của mình hẳn là đã bại lộ bằng không cường giải trí đạo cảnh lục trọng đình phong như long cầm cung chủ cũng sẽ không tới tìm chính mình diệp thiên theo long cầm cung chủ đi tới một chỗ lầu các trong thái tố chiến thành ở đây yên tĩnh không có các trí đạo cảnh khác quấy dày lúc này long cầm cung chủ lấy ra một phần lệnh truy nã vô cực thiên cung chắc hẳn ngươi chính là vị trí đạo cảnh mà vô cực thiên cung truy nã kia đúng vậy chẳng lẽ long cầm cung chủ muốn giao nộp ta cho vô cực thiên cung nhận phần thưởng diệp thiên cười nhạt nói hắn biết quan hệ giữa thái tố cung và vô cực thiên cung không tốt hơn nữa hành vi lần này của vô cực thiên cung đã khiến cho rất nhiều thế lực đều vô cùng bất mãn cho nên hắn mới dám bại lộ không sợ lo lắng cho tình cảnh của mình long cầm cung chủ lắc đầu ta đương nhiên sẽ không làm như thế ta chỉ là rất hiếu kỳ ngươi chỉ là một vị trí đạo cảnh nhị trọng vì sao có thể làm cho bạch diệp tôn giả vô cực thiên cung truy nã bạch diệp tôn giả bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim diệp thiên chỉ biết là vô cực thiên cung truy nã nhưng cũng không biết là ai truy nã hiện tại xem ra chính là vị bạch diệp tôn giả này long cầm cung chủ rất hiếu kỳ nguyên nhân sao người không nói cũng được long cầm cung chủ mỉm cười nói rất đơn giản ta phá hủy kế hoạch của bạch diệp tôn giả cho nên bị vô cực thiên cung truy nã người rất lợi hại long cầm cung chủ khích lệ nói bách diệp tôn giả có thể điều động vô cực thiên du cầu của vô cực thiên cung theo lý mà nói ngươi không có khả năng tránh né vô cực thiên du cầu truy sát trừ phi ngươi một mực, mực trốn ở trong bản nguyên giới đương nhiên chuyện này cũng không trọng yếu ta muốn đại biểu thái tố cung mời chào ngươi thấy thế nào mời chào ta diệp thiên trầm tư một chút chỉ thấy long cầm cung chủ tiếp tục nói chúng ta nhìn chúng là tiềm lực cùng với thực lực của ngươi Ngươi có thể thu được nhiều chiến công như vậy thực lực chân thật chắc chắn thập phần cường đại hơn nữa ta có thể từ trên người ngươi cảm ứng được khí tức quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. có thể tại cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy ta nhớ được thái tố cung là thế lực nữ tử chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta gia nhập vào thái tố v long cầm cung chủ gật gật đầu ta có thể thu được chỗ tốt gì diệp thiên chỉ quan tâm chuyện này long cầm cung chủ nói đầu tiên chúng ta có thể giúp ngươi không bị vô cực thiên cung phát hiện ra coi như bị bọn hắn phát hiện ra thái tố cung cũng có thể bảo trụ ngươi dù sao ngươi đắc tội vẻn vẹn chỉ là bạch diệp tôn giả mà thôi mà không phải toàn bộ vô cực thiên cung mặt khác sau khi gia nhập vào thái tố cung ngươi có thể thu được càng nhiều tri thức truyền thừa chuyện này đối với ngươi xung kích cảnh giới cao hơn sau này rất có ích lợi thấy diệp thiên đồng ý tâm tình của long cầm cung chủ rất không tệ nàng mời chào diệp thiên cũng chỉ vẻn vẹn nhìn thấy tiềm lực của diệp thiên rất không tệ trong tương lai có hy vọng trở thành trí đạo cảnh lục trọng thậm chí là trí đạo cảnh thất trọng nếu như vậy liền có thể đề thăng thực lực của thái tố cung trên diện rộng tăng thêm một đi nội tình chống lại vô cực thiên cung bỗng nhiên diệp thiên lại hỏi lòng cầm cung thủ chiến trường chân đạo vực sẽ bị từ bỏ sao lòng cầm cung chủ trầm mặc một chút nói tạm thời sẽ không bị từ bỏ tạm thời theo lý thuyết nếu thật sự ở vào tuyệt cảnh vẫn sẽ bị từ bỏ trí đạo hương ma liền không có biện pháp đuổi đi sao lòng cầm cung chủ cười khổ nói thứ nhất rất khó đuổi đi thực lực của chúng ta thật sự không chống đỡ được trí đạo hư ma lại coi như thật sự có thể đuổi đi, vô cực thiên cung cũng không cho phép đuổi đi. Trên thực tế, chúng ta là phải ngăn chặn những trí đạo hư ma này, tận khả năng giảm bớt áp lực cho những chiến trường khác những chiến trường khác, cấp độ hắn tiếp xúc không cao, cho nên không hiểu rõ chân tướng cụ thể Long Cầm Cung chủ tiếp tục nói, chân đạo vực là chiến trường cấp 3, đây là vị trí do vô cực thiên cung lựa chọn, cũng là do một vị thiên tôn vô cực thiên cung tại cứ điểm lạc hà không đánh mà chạy, dẫn đến cứ điểm lạc hà bị công phá, thế là vô cực thiên cung vì bồi tội, hóa chân đạo vực thành chiến trường cấp 3, hấp dẫn một nhóm trí đạo hư ma đi vào. Dạng này, những chiến trường khác sẽ giảm bớt một chút trí đạo hư ma Diệp Thiên bó tay rồi, còn có thể như thế sao? Vu cực thiên cung quá hố người đi, mấu chốt là vô cực thiên cung còn không có thiệt hại gì Long cầm cung chủ tiếp tục nói. Nếu chúng ta rút đi, chờ trí đạo hư ma triệt để hủy diệt chân đạo vực, bọn chúng nhất định sẽ rút đi. Đến lúc đó những chiến trường khác chắc chắn lại sẽ gia tăng áp lực, đến lúc đó vu cực thiên cung liền sẽ bị trách phạt, cho nên Chỗ chiến trường cấp 3 chân đạo vực này ít nhất phải duy trì một vạn trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt, đây là kỳ hạn tối thiểu vô cực thiên cung sợ trách phạt, chẳng lẽ còn có thế lực siêu việt vô cực thiên cung? Diệp Thiên rất hiếu kỳ Long Cầm cung chủ không trả lời, mà là nói, chuyện này bây giờ không phải là ngươi có thể tìm hiểu, chờ tu vi đề thăng, đạt đến cấp độ như ta, liền sẽ hiểu rõ một chút, nhưng cũng chỉ có thể hiểu rõ một chút, không đạt đến trí đạo cảnh thất trọng, rất nhiều tin tức cũng là không cho phép biết được Diệp Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Diệp Thiên, ta muốn kiểm tra một chút thực lực của ngươi, không biết có thể hay không. Long cầm cung chủ dò hỏi Diệp Thiên dùng chính là cái tên Diệp Thiên này, cũng không thể sử dụng danh hào vô tận chi chủ tại vô cực vực, trí đạo cảnh tu vi thấp căn bản không có danh hào gì, chỉ có thể sử dụng tên thật cho nên. Long cầm cung chủ mới dùng xưng hô hai chữ Diệp Thiên Diệp Thiên không có ý kiến về sao hắn nhất định sẽ công khai chiến đấu, chém giết cùng với trí đạo hư ma, thực lực nhất định sẽ bại lộ, không cần thiết tiếp tục giấu kín Long cầm cung chủ mang theo Diệp Thiên đi tới một chỗ hư không. Diệp Thiên, người công kích đi long cầm cung chủ nói long cầm cung chủ ta liền mạo phạm diệp thiên thi triển trí đạo lưu thân thuật đánh tới long cầm cung chủ trên tay ngưng kết trí đạo cực thương thuật đâm một kích về phía long cầm cung chủ một kích này có thể xưng là chiến lược đứng đầu nhất trí đạo cảnh ngũ trọng sau khi nhìn thấy một kích này long cầm cung chủ cũng đều bị khiếp sợ nàng trên thực tế cho rằng thực lực của diệp thiên có thể đạt đến trí đạo cảnh tứ trọng đỉnh phong cũng đã không tệ rồi chỉ có điều năng lực bảo mệnh cường đại hoặc là có thủ đoạn quỷ dị lúc này mới giết nhiều trí đạo hư ma như vậy vẫn còn sống sót, không nghĩ tới lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế long cầm cung chủ ngừng tụ phòng bảo hộ trước người. Quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 mười thành cảnh giới viên mãn dung nhập vào trong đó, nhẹ nhõm chặn lại công kích của Diệp Thiên kế tiếp. Diệp Thiên công kích như thế nào, đều không có cách nào đánh vỡ phòng ngự của long cầm cung chủ tranh lệch thực lực quá lớn. Diệp Thiên, được rồi. Long cầm cung chủ bảo Diệp Thiên ngừng động tác Diệp Thiên thu hồi trường thương, ngừng lại, Diệp Thiên, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đạt đến chiến lược trí đạo cảnh ngũ trọng đỉnh tiêm, ngươi đi hẳn là là con đường trí đạo trí cường. Long Cầm Cung Chủ nói, con đường trí đạo trí cường, con đường trí đạo trí cường là mỗi một cảnh giới đều vô cùng hoàn mỹ, căn cơ vô cùng cường đại, vượt cấp khiêu chiến vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mỗi lần đột phá cũng càng thêm khó khăn. Toàn bộ vô cực vực chỉ vẹn vẹn có ba vị đi con đường trí đạo trí cường, hai vị trong đó đã vẫn lạc, chỉ có một vị còn sống, vị kia đã rời đi vô cực vực. Đã rất lâu Tuế Nguyệt chưa có trở về, đoán chừng cũng sẽ không trở về vô cực vực, dù sao thấy được thiên địa minh mông hơn, đương nhiên sẽ không trở về địa phương nhỏ vô cực vực này. Diệp Thiên cùng với Long Cầm cung chủ Hàn Huyên một hồi, Long Cầm cung chủ liền tự mình làm thủ tục gia nhập vào Thái Tố vệ cho Diệp Thiên hơn nữa, còn trực tiếp cho Diệp Thiên chức vị Thiên quân thái Tố vệ vốn có 10 vị thiên quân, bây giờ Diệp Thiên chính là vị thiên quân thứ 11 tuy nói chưa có lập xuống đại công lao, trực tiếp liền cho chức vị cao như vậy là không quá hợp lý. Nhưng chức vị này của Diệp Thiên trước mắt không có thực quyền, không có bao nhiêu thủ hạ, hơn nữa ở trên chiến trường cấp 3, coi như các trí đạo cảnh thái tổ vệ khác bất mãn, cũng sẽ không tiến vào chiến trường cấp 3 để gây phiền phức cho Diệp Thiên mà Diệp Thiên sau khi gia nhập vào Thái Tố vệ, trực tiếp thu được một chỗ cung điện tại Thái Tố chiến thành xem như chỗ cư trú cùng với bế quan, còn có thể miễn phí xem rất nhiều truyền thừa phổ thông, truyền thừa đỉnh tiêm liền cần chiến công hoặc điểm cống hiến của Thái Tố cung để đổi tại Thái Tố cung Long Cầm cung chủ đi ra từ chiến trường cấp 3 hồi báo tình báo liên quan tới diệp thiên cho mấy vị trí đạo cảnh thất trọng thái tổ dù sao mời chào diệp thiên tất nhiên sẽ đắc tội vô cực thiên cung tự nhiên phải muốn nói một chút huống chi diệp thiên còn là đi con đường trí đạo trí cường tiềm lực vô hạn càng phải hồi báo lên rất nhanh long cầm cung chủ liền gặp được mấy vị trí đạo cảnh thất trọng thái tố cung cung chủ thái tố cung đại nhân ta có chuyện trọng yếu muốn hồi báo long cầm cung chủ nói ra sự tình về diệp thiên thái tố sau khi nghe xong lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi thiên tài yêu nghiệt đi con đường trí đạo trí cường thái tố cảm thấy diệp thiên quá yêu nghiệt thậm chí so với thiên tài trí đạo trí cường ghi chép bên trong lịch sử còn yêu nghiệt hơn những thiên tài kia cũng không có tại trí đạo cảnh nhị trọng liền đề thăng quy tắc trí đạo tới quy tắc trí đạo danh sách thứ tám cảnh giới bảy thành hơn nữa các nàng có thể suy tính ra diệp thiên tu hành tuế nguyệt không dài có thể nhanh chóng như thế tăng lên tới trí đạo cảnh nhị trọng chuyện này quá bất khả từ nghị nếu như diệp thiên có thể đề thăng tu vi tới trí đạo cảnh tứ trọng hơn nữa lĩnh ngộ quy trí đạo danh sách thứ bảy như vậy thái tố có chút mong đợi tác nếu diệp thiên thật sự làm được như thế vậy tất nhiên sẽ nắm giữ chiến lược trí đạo cảnh thất trọng như vậy nhiều một vị trí đạo cảnh thất trọng kế hoạch của thái tố cung liền lại nhiều thêm một phần hy vọng chỉ là diệp thiên có thể nhanh như vậy tấn thăng đến trí đạo cảnh tứ trọng tại thái tố chiến thành diệp thiên tiến vào cung điện của mình tiếp đó bắt đầu tiếp thu truyền thừa đại quỷ hà bí thuật không bao lâu hắn liền triệt để nhớ kỹ đại quỷ hà bí thuật bí thuật thật là huyền ảo lấy quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 làm căn cơ, mới có thể luyện thành đại quỷ hà bí thuật hắn phát hiện ra liền xem như đại quỷ hà bí thuật cũng không quá dễ dàng luyện thành. Có thể tưởng tượng được bí thuật độ khó cực cao khác là khó mà luyện thành bực nào đại quỷ hà bí thuật là bí thuật tìm kiếm trí đạo kỳ vật dễ dàng luyện thành nhất, nhưng cũng phải chậm rãi nghiên cứu lĩnh hội, chú ý cẩn thận mới có thể luyện thành ở trong thời gian nhất sinh nhưng Diệp Thiên không quản được, hắn chuẩn bị điên cuồng nếm thử, từ đó nhanh chóng luyện thành đại quỷ hà bí thuật điên cuồng tu luyện như vậy rất dễ dàng tạo thành tổn thương thân thể, nhưng đổi một cỗ thân thể phòng chế khác liền có thể thế là, ở trong tuyến nguyện tiếp theo, một cỗ thân thể phòng chế trong đó của hán điên cuồng tu luyện đại quỷ hà bí thuật, cũng điều động một cỗ thân thể phòng chế đi chiến đấu chém giết với trí đạo hư ma ở một chỗ chiến trường chân đạo vực diệp thiên phòng chế thân thể một đầu trí đạo ma vật, tiếp đó lẻn vào đến phụ cận một chỗ nào huyệt chỗ xào huyệt này là xào huyệt của trí đạo ma vật, bên trong có sáu đầu trí đạo hư ma tứ trọng. 73 đầu trí đạo hư ma tam trọng là điểm hội hợp của mấy tiểu đội trí đạo hư ma cùng lúc đó. Bốn phía còn có một lượng lớn trí đạo ma vật trông coi tuần tra bốn phía, liền xem như cường giả trí đạo cảnh cũng khó có thể lèn vào nơi đây thân thể phòng chế trí đạo ma vật của Diệp Thiên sau khi lèn vào mảnh cung vực này, chiếm cứ một cái động quật, bắt đầu phòng chế chân thân của mình rất nhanh. Thân thể phòng chế chân thân ngưng kết ra hơn nữa, ấn ký ngụy chiến tràng lệnh cũng hiện lên vô luận là chiến tràng lệnh hay là ngụy chiến tràng lệnh, trên thực tế cũng là có liên hệ với đại trận chiến trường liền xem như có nhiều phân thân, vẫn như cũ có thể nắm giữ cùng một tấm chiến tràng lệnh cho nên, vô luận cỗ thân thể phòng chế nào của Diệp Thiên giết địch, cũng có thể thu được chiến công, lèn vào thành công, lần này diệt đi xào huyệt trí đạo hư ma này, sẽ có thể thu được không ít chiến công. Diệp Thiên thi triển trí đạo lưu thân thuật, nhanh chóng xông qua khi hắn tiếp cận xào huyệt, những trí đạo ma vật kia tính toán ngăn cản, hắn khẽ động ý niệm, tất cả đều hóa thành cho tần Diệp Thiên hung hăng đánh một kích về phía xào huyệt, trong nháy mắt khiến cho xào huyệt này vỡ nát trong đó hơn 10 đầu trí đạo hư ma tam trọng nhận phải sư ba xung kích, bị mất mạng tại chỗ trí đạo cảnh nhị trọng, giết. Những trí đạo hư ma này mặc dù nhìn ra Diệp Thiên không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, cùng nhau giết tới từng đạo thương mang xuyên thấu thân thể của bọn chúng, liền xem như trí đạo hư ma tứ trọng, cũng là kết quả bị miểu sát trong nháy mắt qua trong giây lát. Những trí đạo hư ma này bị giết sạch Diệp Thiên vung tay lên, lấy đi tài nguyên bảo vật trên người hắn họ, tiếp đó nhanh chóng chạy khỏi nơi này không lâu sau đó, mấy đầu trí đạo hư ma ngũ trọng chạy tới nơi này phát ra thanh âm gầm thét nhưng lại không tìm thấy diệp thiên những ngày tiếp theo diệp thiên lợi dụng loại phương thức này tiêu diệt không ít trí đạo hư ma thậm chí tiêu diệt một đầu trí đạo hư ma ngũ trọng giảm bớt áp lực cho những trí đạo cảnh khác diệp thiên cũng đã luyện thành đại quỷ hào bí thuật luyện thành đại quỷ hào bí thuật diệp thiên có thể tìm kiếm trí đạo kỳ vật tại huyền lân sơn dưới diệp thiên thi triển đại quỷ hào bí thuật một cỗ dao động kỳ dị phát tán ra bắt đầu tìm kiếm dấu vết của trí đạo kỳ vật mà di chứng do đại quỷ hà bí thuật mang tới cũng xuất hiện nhục thân bắt đầu xuất hiện không ít vết sách loại vết sách này hậu kỳ phải cần thời gian rất lâu mới có thể chữa trị thậm chí đều không nhất định chữa trị hoàn hảo hoàn toàn nhưng diệp thiên hoàn toàn không quan tâm điểm tổn thương ấy rất nhanh hắn tìm được một kiện trí đạo kỳ vật diệp thiên nhanh chóng chui qua lúc này hắn phát hiện ra trí đạo kỳ vật giấu ở trong một cái khe hẹp cực kỳ kín đáo mà diệp thiên đến cũng làm cho kiện trí đạo kỳ vật này nhanh chóng trốn chạy hiển nhiên là cảm giác được nguy hiểm nhưng diệp thiên một mực theo dõi nó tốc độ lại nhanh hơn so với nó, tự nhiên dễ dàng đổi kịp nó trí đạo kỳ vật đèn lưu ly. Diệp Thiên nhận ra loại trí đạo kỳ vật này, loại trí đạo kỳ vật này có thể phóng thích lưu ly trí đạo hòa kinh khủng, có thể đốt đốt vạn vật, thực lực không tầm thường vô cùng vô tận lưu ly trí đạo hòa thiêu đốt mà đến. Tính toán xử lý Diệp Thiên nhưng Diệp Thiên chỉ là quơ quơ thương, trực tiếp phá vỡ biển lửa, chợt một thương đánh nát trí đạo kỳ vật đèn lưu ly, khiến cho thân ảnh quỷ dị kia tiêu tan trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Thiên điều tay chụp một cái, bắt được một mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. Mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 này rất không tệ, so với trước đó đều tốt hơn rất nhiều. Diệp Thiên có chút hài lòng hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ đạt đến cấp độ trí đạo cảnh ngũ trọng đỉnh tiêm, giết những trí đạo kỳ vật chỉ tương đương với trí đạo cảnh tứ trọng đỉnh tiêm này. Tự nhiên là hết sức dễ dàng sau đó, hắn lại tìm được một kiện trí đạo kỳ vật, nhẹ nhõm đánh chết từ đó đạt được thêm một mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 cứ như vậy, thu hoạch của Diệp Thiên càng ngày càng nhiều. Mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 góc nhà trên tay tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều vấn đề hiện tại là nhiều mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 như vậy, muốn dùng hết đều phải tiêu phí tuyến nguyệt dài đằng đẵng Bằng không sẽ không có biện pháp dùng hết diệp thiên lấy thân vận thái tố vệ thiên quân thứ 11 của chính mình thẩm tra tư liệu liên quan tới trí đạo kỳ vật tư liệu của thái tố cung khẳng định là nhiều hơn so với hắn biết rất nhanh. Một đống tư liệu bị Diệp Thiên lấy được lúc này, hắn mới hiểu rõ nhiều hơn về trí đạo kỳ vật, trí đạo kỳ vật ở trong vô cực vực chỉ đàn sinh ở bên trong chín tòa kỳ địa, thực lực của trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 cơ hồ đều là trí đạo cảnh tứ trọng một số ít có thể đạt đến trí đạo cảnh ngũ trọng nhưng bởi vì đàn sinh tại kỳ địa mà kỳ địa có tư chuẩn tiến vào cho nên muốn đánh giết trí đạo kỳ vật là vô cùng gian khổ mà trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy không thể nghi ngờ yếu nhất cũng là trí đạo cảnh thất trọng lại đàn sinh tại đệ nhất kỳ địa đệ nhị kỳ địa đệ tam kỳ địa cùng với đệ tứ kỳ địa chỉ có bốn tòa kỳ địa này dựng dục ra trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nhưng bốn tòa kỳ địa này thuộc quyền trưởng khống của vô cực thiên cung nhưng vô cực thiên cung cũng không giết được trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy bằng không giết chết một số trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy thu được một số mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy như vậy để cho cường giả trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong nắm giữ thiên phú trác tuyệt tìm hiểu mà nói khẳng định có thể tìm hiểu ra quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cũng liền có thể sung kích đột phá đến trí đạo cảnh thất trọng như vậy vô cực vực cũng sẽ không chỉ có chừng đó trí đạo cảnh thất trọng muốn giết chết một lượng lớn trí đạo kỳ vật chỉ có trí đạo cảnh đi con đường trí đạo trí cường mới có thể làm được nhưng vô cực vực từ trước tới nay chỉ có mấy vị cứ như vậy trong đó còn có hai vị chưa trưởng thành một vị khác đã sớm rời đi vô cực vực đương nhiên sẽ không trợ giúp thế lực vô cực vực đi giết trí đạo kỳ vật coi như giết chết trí đạo kỳ vật cũng sẽ giống như diệp thiên bản thân tự sử dụng sẽ không cho các trí đạo cảnh khác các đại thế lực trải qua vô số năm tháng nghiên cứu trí đạo kỳ vật cũng có biện pháp áp chế thực lực của trí đạo kỳ vật trong năm tháng dài đằng đẵng đến nay cũng đích xác giết chết trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ 8, thu được một số ít mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 hơn nữa trải qua nghiên cứu sáng tạo bọn hắn cũng sáng tạo được trận pháp lợi dụng mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8. dạng này có thể càng nhanh lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ tám thái tố cung liền có một tòa trận pháp dạng này trí đạo kỳ vật trận Chí đạo kỳ vật trận chính là lợi dụng mảnh vỡ chí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 trên người chí đạo kỳ vật kết hợp lại, tạo thành một tòa đại trận, từ đó để cho người ta cảm ngộ được quy tắc chí đạo cao thâm hơn. Hiệu quả lĩnh hội cũng sẽ tốt hơn giống như dẫn đạo đại trận của Thái Tổ Cung chính là lợi dụng một mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 xem như hạch tâm, dẫn động quy tắc trí đạo danh sách thứ 9 để cho người ta lĩnh hội mà mức tiêu hào này rất nhỏ. Cho nên một mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 có thể sử dụng vô số năm tháng đây liền tương đương với sử dụng mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 làm như vật dẫn mà thôi. Tự nhiên không có tiêu hao nhiều, trí đạo kỳ vật trận, dùng chiến công đổi, cần 20 vạn chiến công. Nếu dùng điểm cống hiến của thái tố cung hối đoái, thế nhưng là 3 tỷ điểm cống hiến, ta gia nhập vào thái tố cung, ba đầu chỉ có 20 vạn điểm cống hiến, căn bản không đổi được tòa chí đạo kỳ vật trận này. Diệp Thiên suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là dùng chiến công có lời hơn hắn bây giờ thu được chiến công hết sức dễ dàng, không bao lâu nữa liền có thể góp được 20 vạn chiến công, đến lúc đó liền có thể hối đoái trí đạo kỳ vật trận sau một thời gian ngắn Diệp Thiên thông qua không ngừng giết chết trí đạo hư ma. Chiến công thu hoạch được cũng là càng ngày càng nhiều khiến cho một phương trí đạo hư ma vô cùng tức giận, nếu thiệt hại một số trí đạo hư ma tam trọng thì cũng thôi đi, bọn chúng còn chịu được, nhưng thiệt hại không ít trí đạo hư ma tứ trọng, ngẫu nhiên còn thiệt hại một hai đầu trí đạo hư ma ngũ trọng tổn thất như vậy, bọn hắn liền không nguyện ý đón nhận, cuối cùng cũng góp đủ 20 vạn chiến công. Diệp Thiên lập tức đi tới Thái Tố chiến điện hối đoái trí đạo kỳ vật trận hơn nữa, hắn bây giờ là thiên quân Thái Tố vệ, rất dễ dàng liền hối đoái thành công, không có bất kỳ hỏi thăm gì không bao lâu, trí đạo kỳ vật trận truyền thừa được đưa tới Diệp Thiên lập tức tiếp nhận truyền thừa trí đạo kỳ vật trận vô cùng huyền ảo bằng không giá cả cũng sẽ không cao như thế trong những ngày tiếp theo diệp thiên liền yên lặng lĩnh hội trí đạo kỳ vật trận hao tốn không ít tâm tư mới tìm hiểu được trí đạo kỳ vật trận diệp thiên bắt đầu bố trí trí đạo kỳ vật trận trí đạo kỳ vật trận có ba loại phương pháp bố trí loại thứ nhất là lợi dụng chín mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ tám bài trận loại thứ hai là lợi dụng 27 mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ tám bài trận loại thứ ba nhưng là lợi dụng 81 mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ tám bài trận trên thực tế ở trong vô cực vực hai loại sau là căn cứ vào loại thứ nhất suy diễn ra lại đã xác nhận không sai nhưng trên thực tế cũng chưa từng thao tác chân chính ta ở trong những tuế nguyệt này đã giết không ít trí đạo kỳ vật có thể bố trí loại trận pháp thứ ba diệp thiên liền quyết định dựa theo loại thứ ba để bố trí trí đạo kỳ vật trận từng mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ tám bị diệp thiên lấy ra trong này bất kỳ một mảnh vỡ nào cũng đều đủ để để cho những trí đạo cảnh kia điên cuồng thậm chí liều mạng nếu như để cho vũ cực thiên cung biết hắn có nhiều mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ tám như vậy đoán chừng cũng sẽ trả một cái giá thật lớn rất chết hắn. Cướp đoạt những mảnh vỡ này rất nhanh trí đạo kỳ vật trận được bố trí xong, hơn nữa còn thành công trong một lần duy nhất lập tức. Ở trong trí đạo kỳ vật trận, quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 phảng phất như hóa thành quy tắc thế giới, tùy ý để cho Diệp Thiên Ngao du lĩnh hội trong đó lúc này. Diệp Thiên đắm chỉ mở trong đó, lĩnh hội những quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 này loại cảm giác này có chút giống lần thứ nhất tiến vào dẫn đạo đại trận, lĩnh hội quy tắc trí đạo tiến bộ nhanh chóng bất quá tiến vào dẫn đạo đại trận tìm hiểu là quy tắc trí đạo danh sách thứ 9, mà hắn bây giờ tìm hiểu là quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 theo tuế nguyệt trôi qua, quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 của Diệp Thiên nhanh chóng tiến bộ, mà mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 cũng đang nhanh chóng tiêu hao tại chiến trường cấp 3 chân đạo vực Diệp Thiên vào ngày này lại tới săn trí đạo hư ma, hắn lợi dụng thân thể phòng chế trí đạo ma vật, lèn vào một chỗ khu vực trí đạo hư ma chiếm lĩnh, tiếp đó tìm được một đám trí đạo hư ma, bắt đầu đi săn trong một thời gian ngắn, đám chí đạo hư ma này liền bị hắn giết khiến cho hắn thu được không ít tài phú, đồng thời còn được một nhóm chiến công nhưng lại tại thời điểm hắn muốn chạy trốn, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập đến, phong tỏa mảnh cung vực này trí đạo hư ma lục trọng. Người đến rõ ràng là trí đạo hư ma lục trọng già diệp hư ma già diệp hư ma chính là trí chí đạo hư ma đạt đến trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong, nắm dư chín thành một quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. Thực lực cực kỳ kinh khủng Diệp Thiên không cần nhìn cũng biết chính mình không có hy vọng chạy trốn. Thế là liền trực tiếp giải trừ thân thể phòng chế già Diệp Hư Ma nhìn thấy Diệp Thiên tiêu tán lập tức tức giận không thôi đáng chết lại là vị trí đạo cảnh này nó nhận ra diệp thiên rõ ràng là vị trí đạo cảnh nhất trọng mang đến rất nhiều phiền phức cho trí đạo hư ma lúc trước kia mỗi khi sắp bắt được liền phảng phất như tự sát vậy nhưng sau đó lại xuất hiện loại phương thức chạy trốn quỷ dị này khiến cho bọn chúng không có cách nào ứng đối trên thực tế diệp thiên đó là thật sự tự sát chỉ có điều thân thể phòng chế có thể lần lượt phòng chế lúc này mới trông giống như hắn nắm giữ phương thức chạy trốn quỷ dị trong tuế nguyệt sau đó diệp thiên giết chết quá nhiều trí đạo hư ma làm giảm mạnh áp lực trên chiến trường cấp 3, cũng làm cho danh tiếng của hắn vang xa hắn tuy nói không phải trí đạo cảnh lục trọng, nhưng tác dụng không thua gì một vị trí đạo cảnh lục trọng chân chính dù sao trí đạo cảnh lục trọng nếu như tham chiến, sẽ rất dễ dàng liền vị trí đạo hư ma lục trọng để mắt tới, cũng không có thời gian đi đổ sát trí đạo hư ma nhỏ, yếu. Trí đạo hư ma giết được cũng không nhiều mà theo danh tiếng của Diệp Thiên trở nên vang dội. Vô cực thiên cung tự nhiên là biết được tại vô cực thiên cung Bạch Diệp nhìn tin tức trong tay, còn có hình ảnh của Diệp Thiên tên gia hỏa này quả nhiên không có chết. Bạch Diệp lạnh lạnh nhạt nói tòa bản nguyên giới kia ở ngay bên trong chiến trường chân đạo vực, hiện tại xem ra, sáu cỗ thân thể Diệp Thiên xông ra trước đây đều là phân thân, bản thể tất nhiên còn ở trong bản nguyên giới, lần này nơi đó hóa thành chiến trường, tên gia hỏa này mới đi ra, thậm chí còn gia nhập thái tổ cung hơn nữa, tu vi của đối phương còn tăng vỏ trước đây vẻn vẹn chỉ là nguyên thủy thượng cảnh bá chủ, bây giờ lại trở thành trí đạo cảnh nhị trọng tên gia hỏa này vô cùng có khả năng đi là con đường trí đạo trí cường dạng yêu nghiệt này không thể để cho hắn trưởng thành bạch diệp thầm nghĩ gã liên lạc với thái tổ cung để cho thái tố cung giao ra diệp thiên nhưng thái tố cung trực tiếp không trả lời không để ý bạch diệp gã đi tìm lục đề thiên tôn vô cực thiên cung lục đề thiên tôn tên gia hỏa cướp đoạt vô cực trí đạo quả của ta trước đây còn sống bây giờ còn gia nhập vào thái tố vệ thái tố cung bạch diệp hồi báo loại chuyện nhỏ này tự ngươi xử lý đi lục đề thiên tôn không nhịn được nói bạch diệp vội vàng nói lục đề thiên tôn tên gia hỏa này bây giờ đã đột phá đến trí đạo cảnh nhị trọng có thể là một vị trí đạo cảnh nhẹ trọng đi con đường trí đạo trí cường, đi con đường trí đạo trí cường. Lục đề thiên tôn ngưng trọng, dạng yêu nghiệt này, nếu thật sự trưởng thành, đó hoàn toàn là tăng cao thực lực của thái tổ cung, thậm chí trong tương lai có khả năng trưởng thành đến chiến lược như vô cực thiên đế đại nhân. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một vị đi con đường trí đạo trí cường cũng có thể trưởng thành. Coi như thời kỳ đều trả giá giá thật lớn bồi dưỡng ra một vị trí đạo cảnh dạng này, hậu kỳ cũng có thể sẽ rơi vào bình cảnh, từ đó không có cách nào đột phá dẫn đến yên lặng vô danh cũng có khả năng nửa đường vẫn lạc hết thảy bồi dưỡng đều đổ xuống sông xuống biển cho nên trước mắt mà nói lục đề thiên tôn cũng không có hoảng hốt cũng không có quá coi trọng nhưng gã cũng không muốn để cho diệp thiên trưởng thành thái tố cùng không thả người bạch diệp gật gật đầu lục đề thiên tôn trầm mặc một hồi nói ngươi có thể đi chiến trường chân đạo vực âm thầm ám sát vị trí đạo cảnh kia lục đề thiên tôn vị trí đạo cảnh kia bây giờ ló đầu không nhất định là chân thân có khả năng vẫn là phân thân nếu ám sát phân thân là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Diệp cũng từng nghĩ tới ám sát, nhưng nghĩ đến đó chẳng qua là phân thân, ám sát liền vô dụng. Ngược lại sẽ khiến cho Diệp Thiên trở nên càng thêm cẩn thận. Không sai, vị trí đạo cảnh mà ngươi nói kia, bản thể vẫn như cũ có thể trốn ở trong bản nguyên giới. Lục đề Thiên Tôn cũng cảm thấy khả năng này là tồn tại, mà phá hủy bản nguyên giới, ngoại trừ trí đạo cảnh bát trọng, cũng chỉ có trí đạo hư ma mới có thể làm được. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp mệnh lệnh trí đạo hư ma cũng đừng hòng tính toán trò chuyện hợp tác với trí đạo hương ma song phương là từ địch bất kỳ lời nói nào cũng đều không thể tin nếu tin tưởng mà nói hậu quả có thể tạo thành chính là một lượng lớn tộc nhân vẫn lạc không có bất kỳ một đầu trí đạo hương ma nào sẽ làm như vậy chỉ có thể chờ đợi vô cực thiên đế đại nhân quay về đến lúc đó chúng ta mời vô cực thiên đế đại nhân ra tay trả giá đánh đổi khá nhiều cách bản nguyên giới cũng có thể chấn sát đối phương về phần vô cực thiên đế đại nhân có nguyện ý hay không trả giá đánh đổi như vậy đã cho rằng là sẽ nguyện ý nếu là trí đạo cảnh phổ thông trả giá đánh đổi như thế chắc chắn không đáng nhưng nếu là trí đạo cảnh đi con đường trí đạo trí cường vô cực thiên cung lại còn đắc tội tự nhiên phải thừa dịp đối phương còn chưa trưởng thành tiến hành xử lý bạch diệp nghe xong lập tức đại hỉ có vô cực thiên đế đại nhân xuất thủ coi như vị diệp thiên kia nắm giữ nhiều phân thân hơn nữa cũng sẽ vẫn diệt cùng với bản thể vô cực thiên đế đại nhân còn có chuyện rất trọng yếu trong thời gian ngắn không về được ít nhất còn cần mấy trăm trí đạo kỳ nguyên thời gian bạch diệp cảm thấy mấy trăm trí đạo kỳ nguyên thời gian không lâu lắm gã nguyện ý chờ đợi mà diệp thiên còn không biết mình đã bị vô cực thiên cung để mắt tới còn chuẩn bị mời vô cực thiên đế ra tay với hắn quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 của hắn tăng vọt trên phạm vi lớn đã tăng lên tới 8 thành cảnh giới trở lên dựa theo dạng tốc độ tiến bộ này có lẽ không cần thời gian quá dài lâu liền có thể để thăng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tới 10 thành cảnh giới bất quá những mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ tám này còn chưa đủ hắn còn cần đánh giết càng nhiều trí đạo kỳ vật nhưng trí đạo kỳ vật tại huyền lân sơn giới không còn bao nhiêu hắn muốn đi kỳ địa khác săn giết trí đạo kỳ vật đệ cửu kỳ địa huyền lân sơn giới bên trong vô cực vực là một phần của thái tố cung đệ bát kỳ địa huyết nha khư cùng với đệ cửu kỳ địa không sai biệt lắm là một phần của ba tòa thánh địa vô hận thánh địa hư vụ thánh địa cùng với lân long thánh địa mục tiêu của diệp thiên là muốn tiến vào đệ bát kỳ địa huyết nha khư nhưng huyết nha khư trải qua thời gian rất lâu mới có thể mở ra một lần hắn liền xem như muốn đi vào cũng vào không được mấu chốt là chuyện này còn không thể cậy nhờ thái tổ cung ở trong mắt thái tổ cung hắn còn bị kẹt ở trong chân đạo vực chiến trường cấp 3, là không ra được bằng không thái tổ cung đã sớm an bài để cho hắn tiến vào huyền lân sơn giới dù sao thái tổ cung cũng không biết hắn đã sớm chờ thời gian rất lâu tại huyền lân sơn giới cho nên trong thời gian ngắn hắn không có cách nào tiến vào huyết nhạc hư diệp thiên đã điều tra một chút phát hiện ra kỳ địa có thể tiến vào chỉ còn lại đệ thất kỳ địa long ngâm lĩnh long ngâm lĩnh trưởng khống ở trên tay vô cực thiên cung cũng chỉ có trí đạo cảnh vô cực thiên cung mới có thể tiến vào long ngâm lĩnh các trí đạo cảnh khác nếu như tự tiện xong vào long ngâm lĩnh thậm chí là tiếp cận cửa vào long ngâm lĩnh đều sẽ bị chấn sát ở phụ cận tòa kỳ địa long ngâm lĩnh này vô cực thiên cung phái vô cực thiên quân chấn thủ chỉ là trí đạo cảnh lục trọng liền có khoảng chừng ba vị còn có rất nhiều trí đạo cảnh ngũ trọng máu chốt là còn có một vị trí đạo cảnh thất trọng thiên tôn ở phụ cận long ngâm lĩnh cách đó không xa tùy thời có thể tới trợ giúp diệp thiên không bị tự tiện xông vào long ngâm lĩnh nhưng xử lý một vị trí đạo cảnh vô cực thiên cung tiếp đó phòng chế thân thể của đối phương lấy thân phận của đối phương xin tiến vào long ngâm lĩnh vậy vẫn là không có vấn đề gì coi như vô cực thiên cung sau đó phát hiện ra cũng không nghĩ ra là hắn làm cứ làm như vậy diệp thiên sau đó bắt đầu để cho thân thể phòng chế khác điều tra tìm kiếm mục tiêu thích hợp vào một ngày diệp thiên tìm được mục tiêu trí đạo cảnh nhị trọng hải hân là một trong dòng dõi của một vị trí đạo cảnh tứ trọng vô cực thiên cung thân phận địa vị không cao nhưng cũng đủ từ cách xin tiến vào long ngâm lĩnh diệp thiên thừa dịp đối phương ra ngoài vô thanh vô tức trực tiếp xóa bỏ đối phương nhanh chóng phòng chế ra thân phận của đối phương tiếp đó mang theo vật phẩm của đối phương thỉnh cầu tiến vào long ngâm lĩnh thỉnh cầu được thông qua sau đó diệp thiên trực tiếp đi tới long ngâm lĩnh ở đây nhiều đội vô cực thiên quân đi qua lại tuần tra diệp thiên vô cùng bình thản sau khi thông qua kiểm tra liền tiến vào long ngâm lĩnh tiến vào rồi tâm tình của diệp thiên thật tốt sau khi tiến vào nơi đây coi như vô cực thiên cung cha được hải hân chết cũng chỉ bởi vì là chết ở Long Ngâm Lĩnh, cũng sẽ không thật sự đi cẩn thận điều tra, cũng sẽ không có chỗ hoài nghi Long Ngâm Lĩnh so sánh với Huyền Lân Sơn giới, cấp bậc nơi này cao hơn không ít, trí đạo cảnh tam trọng đánh đổi khá nhiều cũng có thể tiến vào nơi đây, nhưng thực lực sẽ bị áp chế rất mạnh liệt, thậm chí không có cách nào tiếp tục chờ đợi thời gian dài mà trí đạo kỳ vật cường đại nhất ở trong đó cũng không phải là trí đạo cảnh tứ trọng, mà là trí đạo cảnh ngũ trọng, trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh ngũ trọng, quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 nói ẩn chứa tự nhiên càng cường đại hơn, nếu giết chết mà nói mảnh vỡ ẩn chứa trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 kia tự nhiên cũng liền tốt hơn có thể một mảnh liền bù đắp được mười mấy mảnh thậm chí là càng nhiều mảnh hơn trước đây diệp thiên xâm nhập long ngâm lĩnh sau khi đi tới chỗ sâu long ngâm lĩnh lập tức bắt đầu phòng chế chân thân của mình thân thể phòng chế chân thân của diệp thiên ngưng kết thành công lúc này hắn lại phòng chế hai cỗ chân thân một cỗ dùng để thu thập tài nguyên tại nơi này một cỗ xem như dự bị bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube gì các phim sau đó. Diệp Thiên bắt đầu tìm kiếm tài nguyên cùng với trí đạo kỳ vật rất nhanh hắn lại đụng phải trí đạo kỳ vật hắn tiện tay liền đánh giết kiện trí đạo kỳ vật này, thu được một mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 hơn nữa. Tài nguyên ở nơi này cũng rất phong phú, Diệp Thiên không ngừng thu thập tài nguyên. Thu hoạch rất lớn những tài nguyên này có thể dùng để đề thăng tu vi của hắn có thể làm cho hắn càng nhanh tăng lên tới cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng trung kỳ diệp thiên ở chỗ sâu long ngầm lĩnh đụng phải trí đạo kỳ vật linh lung thương sánh ngang trí đạo cảnh ngũ trọng linh lung thương vừa xuất hiện quy tắc trí đạo danh sách thứ tám kinh khủng tràn ngập mà đến khí tức kinh khủng đủ để cho những trí đạo cảnh tứ trọng kia khó mà sinh ra ý niệm chiến đấu trí đạo kỳ vật rất mạnh không thua gì trí đạo cảnh ngũ trọng đỉnh tiêm chân thân của hắn có thể áp chế kiện trí đạo kỳ vật này nhưng muốn xử lý nó vẫn phải tốn một chút thời giờ vẫn là phải vây công một cỗ thân thể phòng chế chân thân khác của Diệp Thiên chạy đến, lại còn đang phòng chế những cỗ thân thể phòng chế chân thân khác kế tiếp. Một hồi đại chiến mở ra, mấy cỗ thân thể phòng chế chân thân của Diệp Thiên vây công trí đạo kỳ vật linh lung thương, chiến đấu tác động đến hết hết khu vực này đến khu vực khác cuối cùng. Diệp Thiên vẫn là mái chết đối phương, mảnh vỡ này, thật lớn. Diệp Thiên cầm mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 này, cảm ứng được quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 nồng đậm đến cực điểm bên trong, một mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 dạng này, giá trị của nó viễn siêu bất luận mảnh vỡ gì lấy được trước đó ở trong tuyến nguyệt tiếp theo diệp thiên lợi dụng đại quỷ hà bí thuật tìm được từng kiện trí đạo kỳ vật tại chỗ sâu long ngâm lĩnh giết sạch chúng nó thu hoạch mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 thời gian dần qua hắn cũng góp được 81 mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8. trong đó chỉ là mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 trên người trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh ngũ trọng liền có 16 mảnh hắn kế tiếp lại bố trí trí đạo kỳ vật trận tại nơi đây hơn nữa bởi vì nguyên nhân phẩm chất mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8. Hiệu quả bố trí trí đạo kỳ vật trận lần này tăng lên gần như gấp 5 lần, có mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 ở nơi này, ta tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tới 10 thành cảnh giới viên mãn. Hết trí đạo niên này đến trí đạo niên khác đi qua tại chiến trường chân đạo vực, các đại thế lực cùng với trí đạo hư ma cũng là đánh càng ngày càng thảm liệt, trong lúc đó cũng bạo phát nhiều lần chiến đấu quy mô lớn cũng là kết thúc với sự thảm bại của nhóm thế lực Thái tổ cung nhưng mà Diệp Thiên mỗi lần đều lén lút lèn vào khu vực trí đạo hư ma chiếm giữ tiến hành phá hủy thật nhiều lần khiến cho trí đạo hư ma rút về lúc này mới khiến thiệt hại của các đại thế lực giảm bớt một chút mà trong những năm này Diệp Thiên tích lũy được rất nhiều chiến công đã đạt đến trăm vạn trở lên có thể thấy được trí đạo hư ma hắn giết chết có bao nhiêu nếu như không có hắn mà nói nhóm thế lực Thái tổ cung liền tổn thất thảm trọng hơn trong nháy mắt ba triệu trí đạo niên thời gian đi qua đây cũng là năm tháng tiếp cận một trí đạo kỳ nguyên quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 của Diệp Thiên đã tăng lên tới 10 thành cảnh giới hơn nữa. Hắn đã giết nhiều trí đạo hư man như vậy, quả tặng bản nguyên thiên địa lấy được tăng thêm tài nguyên đạt được. Tu vi hiện tại đã đạt đến cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng hậu kỳ. Cách trí đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng chỉ có một bước quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 10 thành viên mãn. Tu vi đạt đến trí đạo cảnh nhị trọng hậu kỳ có thể nói thực lực bây giờ của diệp thiên đạt ở trong trí đạo cảnh ngũ trọng cũng đều có thể xưng vô địch nếu giao thủ cùng với trí đạo kỳ vật linh lung thương hắn ở trong thời gian ngắn liền có thể chấn sát nó đây chính là thực lực bây giờ của diệp thiên bất quá sau khi quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 đạt đến 10 thành cảnh giới viên mãn hắn bây giờ cũng không có biện pháp tiếp tục để thăng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. những mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8 trong tay hắn liền đã vô dụng đối với hắn chờ giết sạch trí đạo kỳ vật tại long ngâm lĩnh liền rời khỏi nơi đây mang những vật này ra ngoài hơn nữa, hắn cũng chuẩn bị tiến hành nếm thử lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy đáng tiếc đã dùng hết vô cực trí đạo quả, nhưng hắn không hối hận nếu không phục dụng vô cực trí đạo quả, thực lực của hắn cũng sẽ không để thăng nhanh như vậy, cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ công cùm xiềng xích trí đạo cảnh nhị trọng mà hắn ở trong những năm tháng này, dựa vào thực lực cường đại chế tạo phiền toái rất lớn cho trí đạo hư ma lúc này mới khiến cho trí đạo hư ma không có triệt để đánh hạ chiến trường chân đạo vực nếu trước đây hắn không có phục dụng vô cực trí đạo quả nói không chừng nhóm thế lực thái tố cung gặp tình hình quá tệ trực tiếp từ bỏ chiến trường trên đạo vực như vậy vĩnh hằng bị ngạn chi địa liền sẽ không còn đương nhiên hắn bây giờ lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy so với các trí đạo cảnh khác dễ dàng hơn một chút dù sao hắn cũng đã tận mắt chứng kiến qua quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy mà các trí đạo cảnh khác ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua nếu như có thể thu được mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy vậy liền tốt diệp thiên chỉ có thể nghĩ như thế bất kỳ một mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nào cũng đều đến từ trên thân trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh thất trọng tồn tại cấp độ kia tiện tay liền có thể nghiền nát thân thể của hắn giết chết hắn vô số lần cho nên hắn bây giờ là đừng nghĩ thu được mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy mà kiến thức của hắn có hạn chỉ biết là vô cực trí đạo quả có trợ giúp lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nhưng hắn không tin trí đạo cảnh thất trọng thái tổ cung đều dựa vào vô cực trí đạo quả lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy chắc chắn còn có những biện pháp khác long cầm cung chủ vừa mới trở về từ chiến trường diệp thiên liền lập tức tới thỉnh giáo long cầm cung chủ diệp thiên vấn an diệp thiên có chuyện gì sao long cầm cung chủ hỏi long cầm cung chủ người có biết làm thế nào để nhanh chóng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy không lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy long cầm cung chủ nghi hoặc người bây giờ hỏi chuyện này làm cái gì vẫn là trước tiên đề thăng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tới mười thành cảnh giới ta đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 đến mười thành cảnh giới. Lòng cầm cung chủ chừng lớn hai con người, có chút không dám tin quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 mười thành cảnh giới, nàng cũng là hao tốn vô số trí đạo kỳ nguyên, mới đạt tới cảnh giới này, mà Diệp Thiên mới tu luyện bao lâu, thấy lòng cầm cung chủ không quá tin tưởng. Diệp Thiên trực tiếp thúc giục quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 mười thành cảnh giới bạo phát đi ra uy áp quy tắc trí đạo kinh khủng tràn ngập hư không bốn phía long cầm cung chủ triệt để tin tưởng diệp thiên thu luyện khí tức không còn phóng thích ra quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. diệp thiên người tiến bộ quá nhanh người sẽ không phải là tiến vào kỳ điện nào đó giết một lượng lớn trí đạo kỳ vật bố trí trí đạo kỳ vật trận đó chứ long cầm cung chủ dò hỏi diệp thiên không nói gì mà long cầm cung chủ cũng không có tiếp tục truy hỏi bất quá đối với vấn đề của diệp thiên long cầm cung chủ cũng cho ra câu trả lời một lĩnh ngộ mộ quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy biện pháp cũng không nhiều một là lợi dụng vô tận tuyến nguyệt chậm rãi lĩnh ngộ nói không chừng vào một ngày nào đó liền lĩnh ngộ ra được thứ hai chính là lợi dụng một ít bảo vật đặc thù để lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy ví dụ như các loại bảo vật vô cực trí đạo quả thái hạo kim long mộc thứ ba chính là thu hoạch mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cần săn giết trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh thất trọng mà trí đạo kỳ vật là ở trong kỳ địa căn bản không làm được long cầm cung chủ nói hết biện pháp này đến biện pháp khác mà diệp thiên lại khẽ nhíu mày bởi vì những biện pháp này hắn cũng là biết đến chỉ là không có biết kỹ càng mà thôi long cầm cung chủ nói thêm một loại biện pháp còn có một loại phương thức vô cùng nguy hiểm đó chính là tiến vào vết sách ly quang hư vực nhưng trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong tiến vào bên trong có thể lệ nhất định có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nhưng trong này quá nguy hiểm đợi thời gian dài liền sẽ tử vong vết sách ly quang diệp thiên cảm thấy hứng thú mà trải qua long cầm cung chủ giảng dài hắn biết nơi đó là địa phương nào trí đạo hư ma liền đến từ hư vực dạng cương vực như vô cực vực thuộc về tiên thiên nguyên vực tiên thiên nguyên vực không chỉ có một tòa này mà là rất nhiều tiên thiên nguyên vực liên hợp lại cùng chống lại trí đạo hư ma xâm lấn hơn nữa kiến tạo cứ điểm ở khắp nơi hư vực từ đó ngăn cản trí đạo hư ma xâm lấn các đại tiên thiên nguyên vực nhưng cho tới nay các đại tiên thiên nguyên vực đều ở thế yếu mà vết sách ly quang chính là một chỗ đặc thù địa phương bên trong hư vực nơi đó tràn ngập lực lượng quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nhưng bên trong vết sách ly quang tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng có thể ăn mòn thân thể của trí đạo cảnh lục trọng mấu chốt là tại thời điểm lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy sẽ rất dễ dàng trầm mê trong đó cuối cùng dẫn đến hoàn toàn chết đi hơn nữa nếu không khống chế tốt thời gian lĩnh hội sẽ dễ dàng tạo thành tổn thương vĩnh hằng đối với thân thể vậy thì không đáng ra huống hồ cho dù có thể khắc chế xúc động tìm hiểu kịp thời đi ra nhưng cũng phải đối mặt với uy hiếp khác ví dụ như uy hiếp đến từ trí đạo hư mà khoảng cách của chỗ vết sách ly quang kia tương đối tiếp cận cứ điểm lạc hà trước kia nhưng không có chiếm lĩnh được, thường xuyên có trí đạo hư ma lục trọng đến đó, nếu mạo hiểm lĩnh hội, nhất định sẽ đụng phải bọn chúng bây giờ, cứ điểm lạc hà đã bị công phá, nguy hiểm lại càng lớn hơn, long cầm cung chủ, làm thế nào đi hư vực, diệp thiên, ngươi bây giờ không rời khỏi được chiến trường, nói cũng không có tác dụng, long cầm cung chủ lắc đầu diệp thiên không có dấu diếm, trực tiếp tiết lộ, ta có một cỗ phần thân lưu ở ngoại giới, muốn đi mạo hiểm thử một lần, phân thân, long cầm cung chủ kinh ngạc trong nội tâm nàng có phỏng đoán, đoán chừng là phân thân của Diệp Thiên đi kỳ địa nào đó, giết không ít trí đạo kỳ vật, thu được mảnh vỡ trí đạo kỳ vật danh sách thứ 8, lúc này mới có thể nhanh chóng như thế để thăng quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tới mười thành cảnh giới. Diệp Thiên, Thái Tổ Cung đích xác có biện pháp để cho người đi vào hư vực, nhưng Thái Tổ Cung cũng không hiểu rõ hư vực, có khả năng người còn chưa có đến vết sách ly quang. Phân thân của người liền bị trí đạo hư ma phát hiện ra sau đó giết chết Long Cầm Cung Chủ nhắc nhở, Long Cầm Cung Chủ, một cỗ phân thân mà thôi, coi như thiệt hại cũng chẳng sao cả. Diệp Thiên Sao cũng được nói Long Cầm Cung Chủ hơi kinh ngạc, cho dù là phân thân, nhưng đến cấp độ trí đạo cảnh này, bất kỳ một cỗ phân thân nào cũng rất khó luyện chế được. Đại giới phải trả ra quá lớn, hơn nữa đại bộ phận phân thân luyện chế ra đều có thiếu hụt rất lớn, lại không có thực lực bằng bản thể cho nên, cho dù là trí đạo cảnh có phân thân, cũng không nỡ làm tổn thất phân thân nhưng Diệp Thiên lại không quan tâm phân thân chút nào nàng phỏng đoán Diệp Thiên luyện chế phân thân cũng không phải trả giá lớn, nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi, được, ta sẽ thỉnh cầu cung chủ thái tố cung đến lúc đó sẽ thông chi cho người đà tạ long cầm cung chủ long cầm cung chủ trở về từ chiến trường lập tức đi gặp cung chủ thái tố cung tự mình nói một lần tình huống cho cung chủ thái tố cung diệp thiên muốn đi vào vết sách ly quang hư vực chuyện này ta cho phép thái tố nói sau đó thái tố để cho long cầm cung chủ thông chi diệp thiên để cho phân thân diệp thiên đi tới thái tố cung nàng sẽ đích thân mang theo diệp thiên tiến vào hư vực thân thể phòng chế chân thân của diệp thiên liền đi tới thái tố cung gặp được vị cung chủ thái tố cung trí đạo cảnh thất trọng này bái kiến cung chủ thái tố cung diệp thiên long cầm đã nói sự tình cho ta ngươi muốn đi vào vết sách ly quang ta không có cách nào mang ngươi tới ta chỉ có thể đưa ngươi vào hư vực đằng sau liền phải dựa vào chính ngươi thái tố nhắc nhở diệp thiên đi theo cung chủ thái tố cung rời đi từ thái tố cung đi tới một chỗ không gian vô cực vực yếu nhược thái tố giải thích cho diệp thiên rời khỏi vô cực vực trên cơ bản chỉ có hai loại biện pháp biện pháp thứ nhất chính là vực môn xuyên qua vực môn liền có thể rời đi vô cực vực vực môn liên thông với tiên thiên nguyên vực khác còn liên thông với một số ít cứ điểm bên ngoài cứ điểm chính là hư vực tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiến vào hư vực biện pháp thứ hai chính là đánh vỡ tiết điểm vô cực vực nhưng tiết điểm bình thường không có thực lực trí đạo cảnh bát trọng là không có cách nào đánh vỡ chỉ có một số ít tiết điểm yếu trí đạo cảnh thất trọng liền có thể đánh vỡ một cái trước mắt nhưng muốn trở về mà nói liền phải sớm liên hệ ta ta đánh vỡ tiết điểm để cho ngươi trở về trong nháy mắt sau một khoảng thời gian bọn hán vốt cuộc đã tới một chỗ tọa độ không gian bạc nhược bắt đầu trên thân cung chủ thái tố cung hiện lên quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy khí tức kinh khủng tràn ngập ra khiến cho diệp thiên cũng đều vô cùng chấn kinh lực lượng này quá kinh khủng một tia đoán chừng liền có thể chấn sát trí đạo cảnh lục trọng tầm thường trí đạo cảnh lục trọng cùng với trí đạo cảnh thất trọng tranh lệch quá xa quả thực là khác biệt một trời một vực cung chủ thái tổ cung cầm trong tay một thanh trường kiếm trí đạo thất văn thì triển thần thông trí đạo danh sách thứ bảy một kiếm đâm rách tọa độ không gian cung chủ thái tố cung hô diệp thiên không do dự nữa theo tọa độ không gian bị phá vỡ trực tiếp độn qua hư vực đã đến bây giờ hắn đang cảm giác vô cực vực phát hiện ra vô cực vực chính là một khu vực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tựa như một tòa tù cái cực lớn vậy bắt đầu phong tỏa hết thảy mà ở chỗ cực xa có từng điểm sáng đó tất nhiên là những tiên thiên nguyên vực khác trước tiên phòng chế thêm mấy cỗ chân thân vẫn là một cỗ còn có thể tiếp tục tìm tòi diệp thiên nghĩ thầm một cỗ lại một cỗ thân thể phòng chế chân thân được ngưng tụ ra tiếp đó phân tán ra hắn cần tìm một địa phương an toàn bảo đảm một cỗ thân thể phòng chế chân thân trong đó sẽ không vẫn lạc mà thân thể phòng chế chân thân khác thì chạy tới vết sách ly quang một tấm bản đồ hiện lên tấm bản đồ này chính là bản đồ hư vực thái tố cung cho hắn ghi lại vị trí vết sách ly quang cùng với vị trí cứ điểm lạc hà cứ điểm lạc hà bị công phá nhưng muốn đi vết sách ly quang mà nói tốt nhất vẫn là đi qua từ chỗ cứ điểm lạc hà hắn liền không ngừng xuyên thẳng qua chạy tới cứ điểm lạc hà trên đường đi am âm Có thanh âm chiến đấu truyền đến hắn cảm giác được một đám trí đạo hư ma đang chém giết với một số trí đạo cảnh nếu là ở thời điểm cứ điểm lạc hà chưa có bị công phá, trí đạo hư ma không công vào được nơi đây, nhưng bây giờ ở đây liền có thêm không ít trí đạo hư ma. Nhưng nhóm trí đạo cảnh tiên thiên nguyên vực chắc chắn phải nghĩ biện pháp xua đuổi bọn trí đạo hư ma này đi, trùng kiến cứ điểm lạc hà diệp thiên không có trợ giúp những trí đạo cảnh này, mà là đi vòng, mục tiêu của hắn là đi vết sách ly quang, những cảnh khác đều là thứ yếu nhưng tại một thời khắc xui xẻo hắn liền gặp phải trí đạo cảnh kinh khủng hắn còn chưa kịp phản ứng một bàn tay lớn trí đạo hư ma kinh khủng rưỡi ra từ trong hư vô giang giác thân thể của hắn liền bị bóp nát trí đạo hư ma thất trọng diệp thiên cũng bó tay rồi hắn vậy mà đụng phải một đầu trí đạo hư ma thất trọng không có chức lực phản kháng nào liền bị miểu sát đây cũng là một đầu trí đạo hư ma thất trọng tham gia công phá cứ điểm lạc hà bây giờ vùng này từ hồi ưu thế của trí đạo hư ma lớn hơn một chút không bằng lại phòng chế một đầu trí đạo ma vật nhị trọng như vậy sẽ an toàn hơn một chút đương nhiên thân thể phòng chế chân thân cũng tiếp tục xuất động, chỉ cần có một cỗ thân thể phòng chế đi tới được vết sách ly quang, đó chính là thắng lợi mà liền xem như trí đạo ma vật, xui xẻo gặp phải các trí đạo cảnh khác mà nói, sẽ bị đối phương trực tiếp đánh giết Diệp Thiên dần dần tới gần cứ điểm Lạc Hà Diệp Thiên cuối cùng cũng đã tới cứ điểm Lạc Hà, đã đến cứ điểm Lạc Hà, Diệp Thiên nhìn về phía cứ điểm Lạc Hà, lúc này nơi đây đã vỡ nát từng mảnh từng mảnh khu vực giống như là pha lê tan vỡ khắp nơi đều là mảnh vỡ cứ điểm lạc hà hơn nữa ở đây còn có không ít thi thể trí đạo cảnh thậm chí là thi thể trí đạo hư ma đương nhiên bảo vật trên người bọn hắn đều đã bị vơ vét hết không còn sót lại bất cứ thứ gì diệp thiên tìm được một chỗ khu vực biên giới cứ điểm lạc hà lao tới từ một lỗ hồng đến gần đó tỷ lệ gặp phải trí đạo hư ma liền cao hơn diệp thiên chuẩn bị để thân thể phòng chế trí đạo ma vật đi tới vết sách ly quang dạng này tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn theo thời gian trôi qua Diệp Thiên Cách vết sách ly quang càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng kích động điều này đại biểu cho hắn cách lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy càng ngày càng tiếp cân. Diệp Thiên cuối cùng cũng thấy được vết sách ly quang, vết sách này vô cùng to lớn, nhưng bốn phía cũng không có trí đạo hơ ma gì dù sao tiến vào vết sách ly quang đích xác có thể lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, nhưng xác suất thành công quá thấp, tỷ lệ tử vong cũng rất cao hơn nữa, cũng chỉ có lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 đến 10 thành cảnh giới mới có thể tới đây lĩnh hội cho nên không có mấy đầu trí đạo hư mà sẽ đến nơi đây đương nhiên phụ cận nơi đây nhất định sẽ thường xuyên xuất hiện trí đạo hư mà nếu như hắn thật sự chỉ có một cỗ thân thể phòng chế như vậy thì chắc chắn phải chết giống như các nàng long cầm cung chủ cũng là khuyên can chính mình đừng tới các nàng có khả năng cao biết được cỗ phân thân này của chính mình chắc chắn phải chết bất quá các nàng không lay chuyển được hắn mà thôi trên thực tế cũng đích xác như thế hắn trên đoạn đường này cũng không chỉ là thiệt hại một cỗ thân thể phòng chế cũng may hắn đến nơi này hết thảy đều đáng giá Ngộ tính của thân thể phòng chế trí đạo ma vật không quá cao, nếu đi vào tìm hiểu mà nói, không thể nghi ngờ sẽ không có hiệu quả diệp thiên chuẩn bị để cho thân thể phòng chế chân thân tiến vào trong vết sách ly quang, để cho thân thể phòng chế chân thân một mực lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy. liền xem như vẫn lạc cũng không có vấn đề gì, vậy cứ làm như thế, hắn đi tới một chỗ cách nơi này không xa, giấu ở bên trong một mảnh vỡ, lại không ngừng kiến tạo trận pháp ẩn nặc, lúc này mới bắt đầu phòng chế chân thân rất nhanh một cỗ thân thể phòng chế chân thần được ngưng kết thành công thân thể phòng chế chân thần của Diệp Thiên Xuyên thẳng qua, trực tiếp tiến vào bên trong vết sách ly quang vừa mới đi vào, tia sáng kinh khủng liền tiến hành ăn mòn nhục thể của hắn, cho dù thi triển thần thông chí đạo danh sách thứ 8 chí đạo kim cương thể, cũng không có bất kỳ tác dụng nào nhưng rất nhanh, Diệp Thiên liền bị quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy ở nơi này hấp dẫn ông, ý chí của hắn dần dần đắm chìm trong đó, lĩnh hội quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy thậm chí quên đi thân thể đau đớn cỗ thân thể phòng chế này của Diệp Thiên dần dần trọng thương thậm chí là sắp bỏ mạng. Hắn ngược lại là có thể mượn nhờ thân thể phòng chế khác cưỡng ép tỉnh lại cỗ thân thể phòng chế chân thân này nhưng chuyện này không cần thiết lại qua một đoạn thời gian. Cỗ thân thể phòng chế này của Diệp Thiên hoàn toàn chết đi, nhưng Diệp Thiên cũng rất hưng phấn. Quả nhiên có thể mượn nhờ vết sách ly quang ở nơi này lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, nhưng chỉ vẹn vẹn lĩnh hội một lần là không đủ. Nếu lĩnh hội một lần liền có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo, như vậy những chí đạo hư ma lục trọng kia cũng sẽ tới cỗ thân thể phòng chế chân thân thứ hai của diệp thiên lại xuyên thẳng qua đi tới bên trong vết sách ly quang lĩnh hội quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy một lần nữa lần này hắn vẫn là lĩnh hội đến vẫn lạc mới thôi sau đó hắn tiếp tục điều động thân thể phòng chế chân thân lĩnh hội quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy ba lần bốn lần năm lần diệp thiên cũng không biết tiến vào trong vết sách ly quang bao nhiêu lần bây giờ hắn đã sắp lĩnh ngộ quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy chân chính toàn thân tâm đều đang lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy vào một ngày oanh. Quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy triệt để lĩnh ngộ ra được nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn phát hiện ra mình bị vết sách ly quang bài xích ra ngoài. Đáng tiếc, vốn còn muốn tiếp tục lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy tại vết sách ly quang. Kết quả sau khi lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, liền trực tiếp bị bài xích ra ngoài. Nhưng tìm mình nghĩ lại, cũng rất bình thường nếu như không bài xích mà nói, Chí đạo hư mà thất trọng thậm chí là trí đạo cảnh bát trọng hoàn toàn có thể tiến vào nơi đây lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy tán diệp thiên giải trừ từng cỗ thân thể phòng chế kế tiếp trọng tâm của hắn vẫn là phải đặt ở trên chiến trường cấp 3 cho nên hắn cần vận dụng rất nhiều thân thể phòng chế không có thời gian đi sông hư vực hơn nữa hắn còn phải sáng tạo quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy có thể nói là vô cùng bận rộn quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy quá cường đại chỉ vừa mới lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy thần thông chí đạo danh sách thứ 8 của ta liền tăng vọt không chỉ gấp mấy lần diệp thiên lẩm bẩm nói vốn dĩ lực chiến đấu của hắn là trí đạo cảnh ngũ trọng vô địch nhưng bây giờ liền xem như trí đạo hơn mà trí đạo cảnh ngũ trọng vô địch hắn cũng đều có thể tiện tay miểu sát đúng vậy chiến lược của hắn bây giờ là trí đạo cảnh lục trọng mà ở trên chiến trường cấp 3, tu vi của trí đạo cảnh lục trọng cũng đều sẽ bị áp chế nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là trí đạo cảnh nhị trọng hậu kỳ đương nhiên sẽ không bị áp chế ha 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 bây giờ ta ở trên chiến trường coi như đánh không lại những trí đạo hư ma lục trọng đỉnh tiêm kia nhưng thực lực của bọn hắn sau khi bị áp chế cũng đừng hòng giết ta hắn chuẩn bị giết thêm một số trí đạo hư ma gom gốc đầy đủ quà tặng bản nguyên thiên địa xung kích cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong tại chân đạo vực trong một tòa pháo đài khổng lồ mà trí đạo hư ma chiếm lĩnh một đầu trí đạo hư ma toàn thân khí tức vô cùng ngưng luyện tới nó đến khiến cho một đám trí đạo hư ma lộ ra vẻ kính sợ. Hải nha điện hạ đông đảo trí đạo hư ma nhào nhào cúi đầu xuống trong đó có không ít trí đạo hư ma lục trọng bọn nó sở dĩ cung kính đối với hải nha điện hạ như thế. Là bởi vì hải nha điện hạ tới từ một gia tộc trí đạo hư ma thập phần cường đại trí đạo hư ma mặc dù tàn nhẫn, muốn chiếm lĩnh tiên thiên nguyên vực, muốn giết chết hết thảy sinh mệnh tiên thiên nguyên vực, nhưng bọn hắn vẫn là sinh mệnh có trí tuệ, cũng xem trọng huyết mạch, trí đạo hư ma thực lực càng cao, trí tuệ càng cao cũng chỉ có những trí đạo hư ma thực lực nhỏ yếu kia trí tuệ mới rất thấp, trí đạo ma vật càng là không có trí tuệ như Hải Nha Điện Hạ. Phụ thân là một đầu trí đạo hư ma thất trọng, trong nhà còn có một vị lão tổ trí đạo hư ma bắt trọng những trí đạo hư ma bọn nó là ở dưới chướng gia tộc trí đạo hư ma này, cho nên bọn nó không dám bất kính đối với Hải Nha Điện Hạ. Hải Nha Điện Hạ, ngài tới nơi này làm gì? Đây là chiến trường, rất nguy hiểm. Một đầu trí đạo hư ma lục trọng hỏi Hải Nha Điện Hạ thản nhiên nói, ta đã đạt đến trí đạo hư ma ngũ trọng đỉnh phong rất lâu, tính nguy hiểm của tòa chiến trường cấp 3 này cũng không lớn, cho nên ta muốn mà luyện ở đây một phen, huống hồ, bằng vào thực lực cùng với thủ đoạn bảo mệnh của ta, trí đạo cảnh lục trọng cũng đều không giết chết được ta, thì cũng nguy hiểm gì các trí đạo hư ma khác không nói chuyện, cũng không dám phản bác đương nhiên, bọn nó cũng biết hải nha điện hạ vô cùng yêu nghiệt, mặc dù còn chưa có đạt đến trí đạo cảnh lục trọng, nhưng đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 tới 10 thành cảnh giới. Nói không chừng vào một ngày nào đó liền có thể lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cho nên. Hải nha điện hạ tại trí đạo cảnh ngũ trọng là tồn tại vô địch cũng chỉ đánh không lại trí đạo cảnh lục trọng mà thôi. Các ngươi chuẩn bị một chút, xâm lấn quy mô lớn những trí đạo cảnh vô cực vực này. Ta muốn tham chiến, giết một nhóm trí đạo cảnh. Hải nha điện hạ ra lệnh đông đảo trí đạo hư ma đáp không bao lâu, trí đạo hư ma xâm lấn một lượng lớn nhóm trí đạo cảnh thái tổ cung và rất nhiều thế lực bắt đầu ngăn cản. Bài trận giữ vững mảnh công vực cuối cùng này mà diệp thiên sau khi biết được cũng là lập tức tham chiến bất quá giống như ngày xưa hắn chuẩn bị đánh lén hậu phương chí đạo hư ma chí đạo hư ma chắc chắn bố trí cạm bẫy ở hậu phương nhưng bọn hắn nếu như đánh giá thấp thực lực của ta vậy thì trở biến thành con mồi của ta đi hắn liền lợi dụng thân thể phòng chế chí đạo ma vật để cho chân thân tiến vào hậu phương chí đạo hư ma lại phong tỏa một tòa thành lũy cỡ lớn chí đạo hư ma cần ở trong từng tòa thành lũy mỗi một tòa thành lũy đều vô cùng khổng lồ đội bộ ẩn chứa rất nhiều hư không thường thường một tòa thành lũy ước chừng có mấy trăm đầu chí đạo hư ma nhưng bây giờ trí đạo hư ma cùng khai chiến với trí đạo cảnh vô cực vực số lượng trí đạo hư ma ở nơi này cũng không nhiều lực công kích kinh khủng vượt qua trí đạo cảnh ngũ trọng trực tiếp đánh vào phía trên thành lũy này trong chớp mắt tòa thành lũy này bị xé nứt ra a à, à. từng đầu trí đạo hư ma đang chữa thương ở phía trên thành lũy còn chưa kịp phản ứng thân thể liền bị xé nứt từng đầu vẫn lạc chỉ vẹn vẹn có hai đầu trí đạo cảnh ngũ trọng còn sống bọn nó lập tức cầu viện tiếp đó tính toán đảo tàu nhưng sau một khắc hai đạo quang mang xuyên thấu thân thể của bọn nó thần thông trí đạo phòng ngự cũng không bảo vệ được bọn nó trực tiếp bị nát bấy trước khi chết bọn nó cảm ứng được quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy hoàn toàn không dám tin một vị trí đạo cảnh lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cờ hồ át thành trí đạo cảnh thất trọng hiếm thấy cỡ nào vậy mà lại xuất hiện trên chiến trường sau khi đánh chết những trí đạo hư ma này diệp thiên lấy đi vật phẩm trên người bọn nó tiếp đó nhanh chóng rời đi kế tiếp hắn ở hậu phương trí đạo hư ma trắng trợn đánh giết trí đạo hư ma một số trí đạo hư ma ngũ trọng đóng giữ sau khi vết được cùng nhau chạy đến nhưng đều bị diệp thiên cường thế đánh giết rất nhanh trí đạo hư ma lục trọng đóng giữ ra tay trí đạo hư ma lục trọng phì hà diệp thiên cảm ứng được tung tích của phỉ hà đối với việc bản thân nhanh chóng bị tìm thấy như vậy không cảm thấy ngoài ý muốn hắn mỗi lần lèn vào nơi đây đều sẽ nhanh chóng bị phát hiện ra dù sao ngay cả vô cực thiên cung đều có thể cách chỗ rất xa tìm được từng cỗ thân thể phòng chế chân thân của hắn trí đạo hư ma tự nhiên cũng có bảo vật tương tự khóa chặt vị trí của hắn nhưng mà hắn bây giờ không cần sợ đầu trí đạo hư ma lục trọng này là ngươi trí đạo hư ma lục trọng phì hà sau khi nhìn thấy diệp thiên tức giận vô cùng diệp thiên đã lẻn vào nơi đây rất nhiều lần giết rất nhiều trí đạo hư ma mỗi lần cũng là tan giã bản thân giống như là tự sát nhưng mỗi lần đều sống sót cho nên nó vô cùng đau đầu đối với diệp thiên kẻ như vậy giết cũng đều giết không được bất quá vẫn là phải ra tay nếu không sẽ có càng nhiều trí đạo hư ma bị giết chết nó cũng không quan tâm tính mệnh của những trí đạo hư ma này nhưng thiệt hại quá nhiều, bọn nó sẽ rất khó công phá tòa chiến trường này, phía trên cũng sẽ trách phạt phì hàng ngang tàng ra tay, vô số quang mang màu đen đánh tới Diệp Thiên nếu là quá khứ, Diệp Thiên sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Nhưng bây giờ, hắn tự nhiên có biện pháp ngăn cản quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy dung nhập vào trong trí đạo kim cương thể, khiến cho tự thân trở nên vô cùng cứng cỏi, cứng rắn chịu đựng một kích của phì hà, chỉ là nhận một chút vết thương nhẹ diệp thiên thi triển trí đạo lưu thân thuật chạy trốn. Có quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy gia trì, tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với quá khứ cái gì quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy phi hà ghen ghét xét từ tu vi diệp thiên vẻn vẹn chỉ là trí đạo cảnh nhị trọng vậy mà lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy đây là yêu nghiệt bực nào dọc theo đường đi phi hà không ngừng truy sát nhưng diệp thiên đều có thể dễ dàng đào tầu thế là phi hà đuổi theo không bỏ diệp thiên cũng không quan tâm cỗ thân thể phòng chế này có vẫn lạc hay không hắn chỉ là tận khả năng giết trí đạo hư ma thời gian dần qua trí đạo hư ma bị hắn giết một nhóm lại một nhóm nhiều đầu trí đạo hư ma lục trọng xuất lĩnh một lượng lớn trí đạo hư ma cùng với trí đạo ma và tiến hành chiến đấu đại quy mô với nhóm trí đạo cảnh vô cực vực không ngừng xâm lấn bỗng nhiên bọn hắn thu được tin tức lập tức biến sắc không ổn vì trí đạo cảnh đáng giận kia lại giết vào hậu phương chúng ta một lượng lớn trí đạo hư ma bị giết liền xem như trí đạo hư ma ngũ trọng cũng không đỡ được một chiêu của đối phương vì hà đang đổi giết hắn nhưng đổi không kịp đối phương đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy một vị trí đạo cảnh lục trọng lạnh lùng nói lui trước tiên rút lui trở về giết chết hắn nếu tiếp tục để cho hắn giết tiếp chúng ta sẽ thiệt hại một lượng lớn tộc nhân vậy thì không đáng giá bá 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 những trí đạo hư ma này rút đi nhóm trí đạo cảnh cung chủ thái tổ cung cũng không có đuổi theo dù sao thực lực của bọn hắn cũng không bằng những trí đạo hư ma này truy sát chính là tìm đường chết có thể bảo trụ địa bàn cũng đã không tệ rồi từng đầu trí đạo hư ma lục trọng tiến đến truy sát diệp thiên ngay cả Hải Nha Điện Hạ cũng đều có hứng thú, trí đạo cảnh nghị trọng, lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, Không biết hắn có đánh thắng được ta hay không? Hải Nha Điện Hạ có ý nghĩ này lại có một đầu trí đạo hư ma ngũ trọng chết ở trên tay Diệp Thiên ngay vào thời điểm chuẩn bị tiếp tục trốn. Phía trước lại xuất hiện một đầu trí đạo hư ma lục trọng, bọn nó đã rút về. Cố thân thể phòng chế này của ta dẫn động oanh động lớn như thế, đoán chừng sẽ khó mà trốn. Nhưng mà, hắn bây giờ còn có thể trốn còn chưa tới thời điểm tuyệt cảnh hắn một lần nữa thi triển trí đạo lưu thân thuật đào tổ kế tiếp lần lừa từng đầu trí đạo hư ma lục trọng vây quanh mà đến thu nhỏ phạm vi khiến cho hắn không còn cách nào trốn nhưng vào lúc này một đầu trí đạo hư ma ngũ trọng xuất hiện nhiều thêm một đầu trí đạo hư ma ngũ trọng giết tên gia hỏa này lại giải trừ cỗ thân thể phòng chế này mà đầu trí đạo hư ma ngũ trọng này chính là hải nha điện hạ ha, ha 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 tìm được rồi chỉ là trí đạo cảnh nhị trọng ta ngược lại là muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu lợi hại bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh YouTube Di các Phim. Hải Nha Điện Hạ cầm trường đao vũ khí trí đạo lục văn trong tay, chém một đao về phía Diệp Thiên uy lực. Một kích này gần như tiếp xúc đến cánh cửa trí đạo cảnh lục trọng Diệp Thiên không thèm nhìn một kích này, dùng nhục thân cứng rắn chặn lại. Tiếp đó đâm một thương về phía Hải Nha thân thể của Hải Nha Điện Hạ bị đâm trúng, từng kiện bảo vật bảo mệnh tản mát ra tê sáng, che lại thân thể của nó nhưng lực trùng kích kinh khủng, vẫn như cũ khiến cho thân thể của nó bị đánh rách tả tơi cũng may bảo vật bảo mệnh khôi phục thương thế nhanh chóng khiến cho thân thể của nó khép lại nhưng toàn bộ thân hình của nó cũng là bị đánh bay không biết bao xa hải nha điện hạ phát mộng nếu không phải trên người có rất nhiều bảo vật bảo mệnh nó vừa mới đoán chừng sẽ bị một kích miểu sắt nó vẫn cho rằng chính mình rất lợi hại cảm thấy chỉ là trí đạo cảnh nhị trọng coi như là yêu nghiệt hơn nữa lại có thể như thế nào các trí đạo cảnh ngũ trọng khác bị giết là bọn hắn quá yếu kết quả chính mình cũng suýt chút nữa bị giết hải nha điện hạ vị trí đạo cảnh kia quá lợi hại ngài vẫn là rời đi trước để cho chúng ta đối phó hắn. Một đầu trí đạo hư ma lục trọng nói hải nha điện hạ không dám khoác lác nữa, lập tức đi nhiều đầu trí đạo hư ma lục trọng vây quanh Diệp Thiên. Diệp Thiên giống như trước đó trực tiếp giải trừ thân thể phòng chế thế cảnh này, những trí đạo cảnh lục trọng này vô cùng phẫn nộ chết nhiều trí đạo hư ma như vậy. Diệp Thiên lại không chết, việc này làm cho những trí đạo hư ma lục trọng này vô cùng nổi nóng mà cam tức nhất vẫn là hải nha điện hạ. Nó tới đây là muốn hành hạ người mới, kết quả bị người ta ngược đãi tăng binh, ta muốn tiêu diệt tòa chiến trường cấp 3 này. Hải Nha Điện Hạ phẫn nộ nói lúc này, một đầu trí đạo hư ma lục trọng nói, Hải Nha Điện Hạ, bây giờ tình hình chiến đấu của những chiến trường khác còn thảm thiết hơn, còn có cứ điểm lạc hà sau khi bị công phá, phía trên còn cần triệt để chiếm lĩnh chỗ khu vực kia, trước mắt đánh rất kịch liệt, trong một thời gian ngắn rất khó điều động càng nhiều binh lực, còn cần chờ đợi một chút tuế nguyệt, thừa dịp tình hình chiến đấu ở những chiến trường khác không kịch liệt, lại điều động một nhóm trí đạo hư ma tới Hải Nha Điện Hạ cũng biết ở trong thời gian ngắn rất khó lại phái càng nhiều trí đạo hư ma nhưng trên thực tế nếu thật sự không tiếc bất cứ giá nào, tự nhiên có thể điều binh lực tới nhưng mà không đáng. Giá trị của tòa chiến trường cấp 3 này cũng không phải quá cao, nếu trả giá đắt quá lớn, chiếm lĩnh cũng không có lợi lắm mà giá trị của những chiến trường khác rất cao. Gia tộc nhất định sẽ ưu tiên những chiến trường khác, lần này giết rất nhiều trí đạo hư ma, kiếm lợi lớn, đáng tiếc không có mang về được những tài nguyên cướp đoạt được kia đương nhiên, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc giết nhiều trí đạo hư ma như vậy, tăng thêm hắn bình thường gom góp quà tặng bản nguyên thiên địa. Nếu sử dụng trong một lần mà nói, hẳn là có hy vọng để thăng tu vi lên tới cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể xung kích trí đạo cảnh tam trọng một khi đột phá đến trí đạo cảnh tam trọng, hắn sẽ gần như vô địch tại chiến trường này bất quá, vì chắc chắn hắn chuẩn bị lại giết thêm một chút trí đạo hư ma, gom góp thêm quà tặng bản nguyên thiên địa vô cực thiên cung từng vị thiên tôn trí đạo cảnh thất trọng đứng thành một hàng, chờ đợi vô cực thiên đế vô cực thiên cung buông xuống hàng rào vô cực vực bị xé nứt ra một thân ảnh phủ xuống bái kiến vô cực thiên đế đại nhân toàn thân vô cực thiên đế mọc một bộ giáp trụ màu bạc mái tóc dài màu bạc lay động hai con mắt của gã là màu bạc thuần túy phóng xuất ra hào quang màu bạc mà bên trong quang mang này bỗng nhiên ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu kinh khủng lúc này những thiên tôn trí đạo cảnh thất trọng này cũng không dám nhìn thẳng vô cực thiên đế vô cực thiên đế quá cường đại xa xa không phải trí đạo cảnh thất trọng có thể so sánh trong những tuyến nguyệt này vô cực vực không có xảy ra chuyện gì vô cực thiên đế hỏi lúc này bách chiến thiên tôn nói Vô cực thiên đế đại nhân, ngoại trừ chân đạo vực bị nhập vào chiến trường cấp 3, những nơi khác ngược lại là không có chuyện gì lớn. Sự tình chân đạo vực cùng với cứ điểm lạc hà, ta đã sớm biết, những lão gia hòa kia cũng quả mắng ta không ít, bất quá, nếu như đã phát sinh, vậy thì quên đi, thiệt hại một tòa chân đạo vực cũng không có ảnh hưởng gì đối với vô cực thiên cung chúng ta vô cực thiên đế thản nhiên nói nghe vô cực thiên đế nói như vậy, bách chiến thiên tôn thở dài một hơi lục để thiên tôn tiến lên, nói, vô cực thiên đế đại nhân, vô cực vực nghi ngờ sinh ra một vị trí đạo cảnh đi con đường trí đạo trí cường tu vi đạt đến trí đạo cảnh nhị trọng còn đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ 8. ồ trí đạo cảnh đi con đường trí đạo trí cường chẳng lẽ là gia nhập vô cực thiên cung chúng ta vô cực thiên đế cảm thấy hứng thú nếu đối phương hiệu chung vô cực thiên cung thân phận không có vấn đề gì mà nói gã ngược lại là nguyện ý thu làm đồ đệ nhưng lục đề thiên tôn lại nói vô cực thiên đế đại nhân vị trí đạo cảnh đi con đường trí đạo trí cường kia là địch nhân của vô cực thiên cung chúng ta hơn nữa còn gia nhập Thái Tố Cung. Trước mắt đang ở chiến trường chân đạo vực Thái Tố Cung sắc mặt của vô cực thiên đế có chút bất thiện lục đề thiên tôn lại nói, cái này tự hồ có không ít phân thân, lại đến từ bản nguyên giới. Chúng ta phỏng đoán bản thể của hắn chắc chắn còn ở bản nguyên giới, cho nên một mực khó mà rất thiết hắn. Giảng yêu nghiệt này, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, nhất thiết phải thừa dịp đối phương còn chưa có trưởng thành, tiến hành rất thiết hắn. Sau đó, lục đề thiên tôn nói tin tức cụ thể về diệp thiên vô cực thiên tôn nghe xong, lập tức ngưng trọng tuy nói Diệp Thiên bây giờ còn chỉ là một con kiến hôi, cho dù một mực trưởng thành, cũng không chắc chắn có thể uy hiếp được, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng, dù sao thực lực của đối phương để thăng quá nhanh, vô cùng yêu nghiệt. So với gã còn kinh khủng chỉ cần không có cách nào lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu cao một đời cũng đều không thể đạt đến trình độ giống như gã, gã cũng sẽ không quá lo lắng mà muốn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu không chỉ là vấn đề thiên phú, còn phải có cơ duyên, vận khí vân vân, rất nhiều nhân tố thiếu một thứ cũng không được yêu nghiệt đi con đường trí đạo trí cường trên thực tế cũng phải quá hiếm thấy gã nếu như bồi dưỡng mà nói đánh đổi một số thứ cũng có thể bồi dưỡng ra được nhưng không có ý nghĩa cưỡng ép bồi dưỡng ra được cũng chỉ là phế vật không đạt được đến trình độ giống như gã nhưng gã cũng không hy vọng có địch nhân như vậy nếu như có thể giết chết vậy dĩ nhiên là phải giết diệp thiên ta sẽ ra tay vô cực thiên đế nói thấy vô cực thiên đế muốn xuất thủ Lục Đề Thiên Tôn cho rằng Diệp Thiên sẽ chết chắc đưa khí tức cùng với hình ảnh thời không của Diệp Thiên cho ta vô cực thiên đế ra lệnh Lục Đề Thiên Tôn bảo Bạch Diệp thể hiện ra khí tức cùng với hình ảnh thời không của Diệp Thiên vô cực thiên đế nhìn Diệp Thiên trong hình ảnh thời không. Lấy ra chấn cung chi bảo của vô cực cung vũ khí trí đạo tám văn thái nhất luân bàn thái nhất luân bàn trôi nổi ở bên trong hư không, phong tỏa khí tức của Diệp Thiên chợt vô cực thiên đế thôi động lực lượng của bản thân để cho thái nhất luân bàn vượt qua bản nguyên vô cực vực chiến trường cấp 3 cùng với bản nguyên giới bắt đầu chấn sát diệp thiên giết một cỗ lực lượng kinh khủng vượt qua thời không lan tràn đi qua kẻ này chết chắc vũ cực thiên đế khẳng định nói một cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên cảm thấy đại nguy cơ buông xuống mà cỗ thân thể phòng chế này trực tiếp bị tiêu diệt một cỗ thân thể phòng chế khác trên chiến trường chân đạo vực cũng bắt đầu dạn nứt nhưng có quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy hộ thể suy yếu hơn phân nửa lực công kích chỉ làm cho thân thể phòng chế bị trọng thương một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua bản nguyên giới buông xuống cũng chỉ trọng thương cỗ thân thể phòng chế này của hắn lực lượng quy tắc thật là khủng khiếp nếu không phải ta lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy một kích vừa rồi e rằng đủ để chôn vùi toàn bộ thân thể của ta sắc mặt của diệp thiên kịch biến hắn tuy nói có thủ đoạn phục sinh nhưng thủ đoạn phục sinh quá cấp thấp đối mặt với lực lượng quy tắc trí đạo tập sát đoán chừng cũng không phục sinh được nếu không phải hắn đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy như vậy ác sẽ chết không thể nghi ngờ khi hắn biết được thân thể phòng chế cũng không thể giữ mạng cho hắn được nếu thật sự gặp phải nhân vật khủng bố một ý niệm liền có khả năng gạt bỏ toàn bộ thân thể của hắn khiến cho hắn hoàn toàn chết đi vừa mới rồi là ai ra tay, nhưng cẩn thận phỏng đoán, hắn liền phán đoán ra có thể có được lực lượng quy tắc trí đạo khủng bố như thế, còn có thể vượt qua chiến trường cấp 3 cùng với bản nguyên giới ra tay. Ở trong vô cực vực chỉ có một người vô cực thiên đế, vô cực thiên đế là một vị tồn tại trí đạo cảnh bát trọng duy nhất trong vô cực vực, lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu cũng chỉ có đối phương mới có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế cung chủ thái tố cung thu được tin tức vô cực thiên đế thua động thái nhất luân bàn động tĩnh lớn như thế lại đường hoàng xâm lấn vào bên trong chiến trường thái tố cung nếu như còn không biết mà nói làm sao còn có tư cách lật đổ vô cực thiên cung vô cực thiên đế là ra tay đối với người nào cung chủ thái tổ cung nghi hoặc chợt nàng để cho người ta điều tra sau khi vô cực thiên đế thôi động thái nhất luân bàn ra tay phản vệ đến từ bản nguyên thiên địa liền phủ xuống âm trái tim của gã nứt ra một đường vết rách một chút xíu máu tươi chảy xuôi ra nhưng rất nhanh liền khôi phục lại một chút phản vệ ấy không tính là gì nhưng mà gã lại khẽ nhíu mày vô cực thiên đế đại nhân sao vậy vị diệt thiên kia bản thể chưa có chết. Vô cực thiên đế có chút không dám tin nói, phần thân hắn để ở những địa phương vô cực vực khác đã bị ta cảm giác được giết chết, nhưng bản thể của hắn thậm chí là phân thân lưu lại trong vô cực vực lại không có tử vong sao có khả năng. Lục đề thiên tôn có chút không dám tin ngay cả vô cực thiên đế đích thân ra tay, Diệp Thiên vẫn có thể còn sống. Diệp Thiên đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, ta không có cách nào ở dưới tình huống cách chiến trường cùng với bản nguyên giới giết hắn, tuy nói ta có thể phá hủy bản nguyên giới, chịu một chút bản nguyên thiên địa phản phệ nhưng mà đại trận chiến trường đã được bố trí bây giờ muốn triệt tiêu cũng rất khó cần bên kia cho phép vô cực thiên đế bất đắc dĩ nói đông đảo trí đạo cảnh thất trọng phát mộng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này vô cực thiên đế đại nhân bây giờ nên làm gì nếu như đã đắc tội diệp thiên vậy thì phải nghĩ biện pháp khiến cho diệp thiên vẫn lạc tuyệt đối không thể cho đối phương có cơ hội trưởng thành vô cực thiên đế trầm mọc một hồi chợt lấy ra một tiểu trận bàn đây là vô cực hốn thiên trận các ngươi để cho một vị trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong tiến vào bên trong chiến trường bố trí nó tại chỗ bản nguyên giới của hắn phong tỏa bản nguyên giới của hắn tiếp đó ta sẽ trả ra đại giới lớn hơn giết chết phần thần trên chiến trường của hắn cứ như vậy hắn cũng chỉ còn lại có bản thể lưu lại bản nguyên giới không có tài nguyên hắn coi như lại yêu nghiệt hơn cũng không có cách nào trưởng thành đây là hạ hạ sách nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này một khi bố trí xuống vô cực khốn thiên trận trí đạo cảnh đỉnh phong lục trọng cũng đều không thể phá vỡ vô cực khốn thiên trận đến lúc đó thái tổ cung cũng đều không có cách nào giải cứu diệp thiên bạch diệp liền để ngươi đi vô cực thiên đế điểm danh bạch diệp tôn giả đáp sau đó gã liền cầm lấy vô cực tù thiên trận đi tới chiến trường bạch diệp tôn giả liền đi tới chiến trường tiếp đó đi về phía chỗ bản nguyên giới của diệp thiên lấy tốc độ của gã không mất bao lâu liền phủ xuống lại tới nơi này diệp thiên đáng chết lần trước tranh đoạt vô cực trí đạo quả của ta người lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy chắc chắn là dùng vô cực trí đạo quả của ta bạch diệp bây giờ vô cùng phẫn hận nếu không phải vì diệp thiên người lĩnh ngộ quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy chính là gã nhưng bây giờ gã có thể phong tỏa diệp thiên tâm tình tự nhiên cũng trở nên tốt hơn soạt trận bàn vô cực tù thiên trận rơi xuống trong nháy mắt hóa thành lao tù kinh khủng hơn bao lại toàn bộ bản nguyên giới ánh mắt của diệp thiên nhìn về phía ngoại giới thấy được bạch diệp tôn giả cũng nhìn thấy vô cực tù thiên trận kia hắn có thể cảm ứng được sự kinh khủng của tòa đại trận này vô cực thiên đế giết ta không thành đây là muốn phong tỏa chỗ bản nguyên giới của ta Diệp Thiên hiểu được bất quá, hắn còn có thân thể phòng chế lưu ở ngoại giới, không đúng, vô cực thiên đế chắc chắn biết ta còn có thân thể khác, cho nên gã chắc sẽ dùng công kích như vừa rồi, giết thân thể phòng chế của ta. Mấu chốt là, bất luận thân thể phòng chế nào của hắn đều sẽ bị giết trước đó, cỗ thân thể phòng chế trí đạo ma vật kia của hắn vẫn như cũ bị lực lượng quy tắc của vô cực thiên đế xóa bỏ điều này nói rõ. Một chút cảm ứng ở giữa thân thể phòng chế kia, vẫn như cũ không thể gạt được lực lượng quy tắc của vô cực thiên đế đến lúc đó, ngoại trừ bản nguyên giới, các thân thể phòng chế khác của hắn đều sẽ bị gạt bỏ vô cực thiên đế thật là ác độc bất quá hắn ngược lại là không hoảng hốt ở trong những năm tháng này vô số tài nguyên hắn lấy được đều đã bị hắn đưa đến bản nguyên giói những tài nguyên này đủ để cho tu vi của hắn để thăng không ít thậm chí là tiến hành xung kích trí đạo cảnh tam trọng nếu hắn đột phá đến trí đạo cảnh tam trọng sáng tạo ra thần thông trí đạo quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy có lẽ có thể đánh vỡ tòa trận pháp này từ đó ra ngoài tại vô cực cung vô cực thiên đế thu được bạch diệp đưa tin biết vô cực tù thiên trận đã bố trí xong liền không chần chờ nữa gã một lần nữa thúc giục thái nhất luân bàn tiến hành chấn sát các phần thân khác của diệp thiên lực lượng quy tắc buông xuống một lần nữa sát nhập vào chiến trường chân đạo vực lần này thân thể phòng chế của diệp thiên triệt để bị trọng thương loại sắp vẫn là kia nhưng sau một khắc vô cực thiên đế lại phát động công kích một cỗ thân thể phòng chế trên chiến trường vẫn là bị xóa sạch quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy vẫn không có đỡ được sau khi lần lượt tiêu diệt Diệp thiên ngoại trừ thân thể phòng chế chân thân tại bản nguyên giới các thân thể phòng chế khác bị giết toàn bộ đương nhiên vô cực thiên đế cũng bị phản vệ rất nặng nề gã lập tức đi chữa thương sự tình khác liền không nhúng vào cung chủ thái tố cung đại nhân diệp thiên tại thái tố chiến thành bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn sát nhưng trước mắt không biết diệp thiên bị giết là bản thể hay là phân thân long cầm cung chủ đưa tin thái tố khẽ nhíu mày nàng biết diệp thiên có phân thân nhưng lần này lại là vô cực thiên đế ra tay liền xem như cách chiến trường đại trận cùng với bản nguyên giới nếu như không có quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy che chở liền xem như chờ tại bản nguyên giới cũng sẽ bị oanh sát nàng lo lắng diệp thiên đã hoàn toàn chết đi lúc này nàng để cho long cầm cung chủ đi đến chỗ bản nguyên giới của diệp thiên nhìn một chút không bao lâu long cầm cung chủ lại đáp lời một lần nữa bản nguyên giới bị một tòa đại trận bao trùm nàng nghe tin tức này lập tức liền hiểu rõ vô cực tù thiên trận là đại trận phong tỏa do vô cực thiên đế sáng tạo ra trí đạo cảnh lục trọng không thể phá chỉ có trí đạo cảnh thất trọng mới có thể dễ dàng phá vỡ vô cực tù thiên trận đại giới bố trí dạng đại trận này là không thấp vô cực thiên cung bố trí tòa đại trận này vậy nói rõ vô cực thiên đế không thể giết chết bản thể của diệp thiên chỉ có thể phong tỏa chỗ bản nguyên giới của hắn cung chủ thái tố cung kinh ngạc vô cực thiên đế cũng đều giết không chết diệp thiên không có khả năng trừ phi diệp thiên chẳng lẽ đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nếu thật sự là như thế Vậy thì dễ giải thích đã xác định được Diệp Thiên không có vẫn lạc, vậy thì còn có hy vọng giải cứu ra nhưng điều kiện tiên quyết là triệt tiêu chiến trường đại trận, nhưng chuyện này e rằng cần tuế nguyệt dài đằng đẵng, cần chờ đến khi trí đạo hư ma triệt để từ bỏ chiến trường chân đạo vực, còn phải là thái tố cung nắm giữ quyền hạn, mới có thể xin hủy bỏ chiến trường đại trận mà muốn làm được điểm này, e rằng cần phải lật đổ vô cực thiên cung, bằng không sẽ vĩnh viễn không làm được nhóm trí đạo cảnh thất trọng thái tố cung lại tiến hành thương nghị các vị, vô cực thiên đế đã trở về trước tiên liền ra tay đối với diệp thiên quân của thái tổ cung chúng ta trước mắt toàn bộ phân thân của diệp thiên quân đã bị giết bản thể bị phong ấn ở bản nguyên giới nội tạm thời không có cách nào đi ra diệp thiên vô cùng có khả năng đã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nếu thật sự là như thế như vậy diệp thiên tương lai tất nhiên sẽ nắm giữ chiến lược trí đạo cảnh thất trọng cũng có thể để thăng rất nhiều thực lực cho chúng ta cung chủ thái tố cung nói một vị trí đạo cảnh thất trọng khác nói ta từ trong miệng một vị trí đạo cảnh vô cực thiên cung biết được vô cực thiên đế không ngừng thua động thái nhất luân bàn cách không động thủ đối với phân thân diệp thiên tại chiến trường dẫn đến vô cực thiên đế bị bản nguyên thiên địa phản phệ chịu thương thế trước mắt đàng chữa thương cung chủ thái tố cùng nghe xong lập tức đại hỉ vô cực thiên đế bị thương như thế chúng ta phải chăng có thể sớm phát động kế hoạch có lẽ có thể lại sẽ tăng thêm một thành hy vọng các trí đạo cảnh thất trọng khác sau khi nghe cũng cảm thấy có thể liều một phen vậy thì nhân cơ hội này phát động kế hoạch này, ta đi liên lạc với các trí đạo cảnh thất trọng khác, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không động thủ trước, nhất định phải chờ sau khi vô cực thiên đế bị phong ấn, mới có thể ra tay hiệp trợ chúng ta cùng nhau phản vô cực thiên cung cứ như vậy. Kế hoạch này liền quyết định không lâu sau đó, các trí đạo cảnh thất trọng thế lực khác đều đồng ý, lại đều lập được thể ước trí đạo, không ai được tiết lộ ra ngoài thái tố cung dùng một tòa đại trận đặc thù triệu hoán ra một đạo hư ảnh đạo hư ảnh này chính là một vị thanh niên người mặc đạo bào màu xanh nhưng vẻn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh Điều tựa như ẩn chứa uy áp kinh khủng nếu vô cực thiên đế ở chỗ này liền sẽ nhận ra được người này chính là trí đạo cảnh lục trọng thái bạch kiếm chủ thái bạch kiếm chủ mặc dù chỉ vèn vẹn là trí đạo cảnh lục trọng nhưng thực lực so với vô cực thiên đế còn cường đại hơn một chút thái bạch kiếm chủ giống như diệp thiên vậy đi là con đường trí đạo trí cường tu vi đạt đến cảnh dưới trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong cách trí đạo cảnh thất trọng chỉ có cách xa một bước nhưng thái bạch kiếm chủ cũng không có lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu nếu lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu mà nói vậy y Lên có thể có thể xưng vô địch ở trong trí đạo cảnh bát trọng thậm chí có thể dễ dàng đào tàu ở dưới tay trí đạo cảnh cửu trọng yếu kém hơn nữa cũng chính bởi vì đi con đường trí đạo trí cường bình cảnh của y vô cùng kiên cố không lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu mà nói căn bản là không có cách đánh vỡ bình cảnh tấn thăng đến trí đạo cảnh thất trọng mà các trí đạo cảnh khác chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy liền có thể xung kích đến trí đạo cảnh thất trọng đương nhiên đi con đường trí đạo trí cường sức chiến đấu hậu kỳ rất khủng bố tiên kỳ lại có thể vượt qua ba đại cảnh giới bất quá đến hậu kỳ muốn vượt qua ba đại cảnh giới liền không có khả năng thái bạch kiếm chủ không có cách nào dễ dàng đánh chết vô cực thiên đế cũng không dám giết nhưng có thể phong ấn đối phương thái tố ngươi tìm ta có chuyện gì thái bạch kiếm chủ dò hỏi cung chủ thái tố cung liền nói ngay thái bạch kiếm chủ kế hoạch nói cho ngươi trước đó chuẩn bị bắt đầu đây là muốn bắt đầu trước thời hạn sao thái bạch kiếm chủ mỉm cười không quan trọng sớm liền sớm ta sẽ mau chóng trở về nhưng như đã nói trước đó ta chỉ ra tay một lần sau khi ra tay liền không còn nợ nhân tình của ngươi hơn nữa ta chỉ có thể phong ấn vô cực thiên đế không thể giết gã bằng không đám người trong liên minh tiên thiên nguyên vực kia e rằng sẽ gây phiền phức cho ta nếu như các ngươi thật sự bại ta cũng sẽ không ra tay nếu thắng ta sẽ nói chuyện thay các ngươi để cho thái tố cung chấp trưởng vô cực vực đa à tạ thái bạch kiếm chủ cung chủ thái tố cung cảm kích nói nàng cùng với thái bạch kiếm chủ cũng không có quan hệ quá thâm hậu chỉ có điều trước đây lúc thái bạch kiếm chủ mới bắt đầu quật khởi gặp phải nguy hiểm nàng từng ra tay hiệp trợ thái bạch kiếm chủ hơn nữa tự mình tiễn y ra khỏi vô cực vực bằng không thái bạch kiếm chủ cũng không có cách nào trưởng thành đến trình độ như bây giờ đáng tiếc thái bạch kiếm chủ sống không tốt lắm tại vô cực vực cho nên không có cảm tình gì đối với vô cực vực đã sớm không phát triển tại vô cực vực lần này có thể đồng ý giúp đỡ vẫn là nhờ tầng quan hệ của cung chủ thái tố cung này bằng không thì thái bạch kiếm chủ căn bản sẽ không trở về diệp thiên không rõ ràng chuyện ngoại giới lúc này hắn chuẩn bị xung kích cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong quà tặng bản nguyên thiên địa buông xuống trong một ý niệm một lượng lớn bản nguyên thiên địa phủ xuống bản nguyên thiên địa buông xuống là ngay cả vô cực khốn thiên trận cũng đều không thể ngăn cách nếu như có thể ngăn cách quả tặng bản nguyên thiên địa vậy thì không phải là vô cực thiên đế có thể làm được một lượng lớn bản nguyên buông xuống khiến cho tu vi của diệp thiên không ngừng tăng lên một hồi lâu sau tu vi của hắn cuối cùng đạt đến cảnh giới trí đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong mà sau khi triệt để hấp thu những bản nguyên này thu vi trí đạo cảnh nhị trọng của hắn xem như đạt đến cực hạn bước kế tiếp chính là xung kích trí đạo cảnh tam trọng lấy tạo nghệ lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy của hắn xung kích trí đạo cảnh tam trọng tự nhiên không khó nhưng cũng cần lần lượt xung kích mới có hy vọng đột phá cứ như vậy thời gian trôi qua mà ở ngoại giới thái tổ cung cũng đang kín đáo chuẩn bị nhưng ngoại trừ trí đạo cảnh thất trọng các trí đạo cảnh khác cũng không biết sẽ có một hồi đại chiến buông xuống cung chủ thái tổ cung thu được một phần đưa tin thái bạch kiếm chủ đã đến vô cực vực thái tố cung hơi có vẻ khẩn trương cuối cùng đã tới ngày này lần này không phải thái tố cung triệt để hủy diệt chính là vô cực thiên cung hủy diệt lập tức nàng để cho những trí đạo cảnh thái tố cung nhỏ yếu kia tiến vào chiến trường chân đạo vực đây cũng là một loại bảo hộ biến tướng một khi khai chiến ngoại giới so với chiến trường chân đạo vực sẽ càng thêm nguy hiểm có thể tưởng tượng trí đạo cảnh thất trọng liều lĩnh chém giết chỉ là dư ba cũng có thể giết chết rất nhiều trí đạo cảnh nhỏ yếu cho nên chiến trường chân đạo vực ngược lại là một nơi ẩn nốt an toàn vô cực thiên đế đang chịu thương lại thu được thái tố cung đưa tin lúc này tức giận thái tố cung đáng chết lại dám tạo phản gã vừa mới nhận được tin tức thái tố cung tập kích một chỗ trụ sở vô cực thiên cung một vị trí đạo cảnh lục trọng bị giết năm vị trí đạo cảnh ngũ trọng vẫn lạc còn có rất nhiều trí đạo cảnh đều chết ở trên tay một vị trí đạo cảnh thất trọng thái tố cung thái tố cung ta mặc kệ không hỏi các người không nghĩ tới các người còn dám nhảy nhót vô cực thiên đế chuẩn bị trực tiếp hủy diệt thái tố cung tuy nói làm như vậy kiếp nạn lần tiếp theo tới sẽ mất đi rất nhiều phá hồi nhưng hành vi làm tức giận vô cực thiên cung như thế, nếu như không hủy diệt bọn hắn, thế lực khác chẳng phải là cũng sẽ tạo phản vô cực thiên đế bước ra từ vô cực thiên cung, đi thẳng đến thái tố cung vô cực thiên đế không ngừng xuyên thẳng qua, lừa giận trong lòng phủ lên vô tận cung vực, ngẫu nhiên nhìn thấy thế lực dưới quyền thái tố cung, một cái ý niệm trực tiếp gạt bỏ một lượng lớn sinh linh sắc mặt của gã kịch biến, ngừng lại trên thân vô cực thiên đế hiện lên vô số ánh vàng, bao phủ khu vực bốn phía khu vực bốn phía chấn vỡ toàn bộ, thời không chôn vùi lúc này một thân ảnh bị ép đi ra thái bạch kiếm chủ vô cực thiên đế biến xác gã không nghĩ tới thái bạch kiếm chủ lại trở về đây là vị trí đạo cảnh đi con đường trí đạo trí cường đi ra từ vô cực vực bọn hắn mặc dù chưa quen thuộc nhưng ở một ít nơi cũng là được chứng kiến chỉ có điều thái bạch kiếm chủ không có quá để ý tới gã thái bạch kiếm chủ tuy nói không có lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu nhưng thực lực cũng rất kinh khủng đặc biệt là thần thông trí đạo danh sách thứ bảy của y thái bạch kiếm vực đủ để biểu sát một đám trí đạo cảnh thất trọng trọng thương thậm chí là đánh giết trí đạo cảnh bát trọng yếu kém thái bạch kiếm chủ không nghĩ tới ngươi trở về có rảnh có thể tới vô cực thiên cung chúng ta ngồi một chút vô cực thiên đế lộ ra khuôn mặt tươi cười nhưng thái bạch kiếm chủ khẽ động ngón tay một thanh trường kiếm vũ khí trí đạo tám văn rơi vào trên tay của y rõ ràng là thái bạch nguyễn quang kiếm của hắn thái bạch kiếm chủ đây là có ý gì ta cũng đâu có đắc tội ngươi vô cực thiên đế dò hỏi thái bạch kiếm chủ lẩm bẩm nói vô cực thiên đế người thật sự không có đắc tội ta nhưng ta thiếu thái tố một cái ân tình thái tố cùng muốn người giết ta vô cực thiên đế bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách thái tố cùng can đảm như thế cũng dám tập kích trụ sở vô cực thiên cung giết trí đạo cảnh vô cực thiên cung hóa ra là tìm thái bạch kiếm chủ làm chỗ dựa thái bạch kiếm chủ ngươi muốn giết ta một khi liên minh tiên thiên nguyên vực biết được tất nhiên sẽ trọng phạt ngươi vô cực thiên đế phát ra âm thanh lạnh lùng nói ta sẽ không giết ngươi ta chỉ phong ấn ngươi thái bạch kiếm chủ thản nhiên nói phong ấn chỉ sợ là ngươi không có bản sự kia Vô cực thiên đế vừa nói xong, liền trực tiếp bắt đầu trốn thực lực của gã không bằng thái bạch kiếm chủ, nhưng một khi đào tàu, chạy ra vô cực vực, ngay cả vô cực thiên đế cũng đừng hòng tìm được hắn thái bạch kiếm chủ vùng tay lên. Thái bạch kiếm vực chấn áp xuống mà vô cực thiên đế cũng không muốn ngồi chờ chết, toàn thân gã hiện lên quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu, tạo thành tầng tầng kết giới tầng tầng kết giới bị phá ra, nhưng gã vẫn chặn lại được thái bạch kiếm vực thái bạch kiếm thủ, ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi dù sao cũng không có lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu ngươi muốn phong ấn nằm mơ giữa ban ngày vô cực thiên đế thi triển một môn bí thuật liền muốn cưỡng ép phá vỡ thái bạch kiếm vực bỏ chay nhưng ngã đã đánh giá thấp thái bạch kiếm chủ bên trong hư không thân thể của vô cực thiên đế bị một đạo kiếm quang đánh trúng bị đánh bay đi ra từ trong thời không song phương không ngừng giao thủ nhưng toàn bộ quá trình cũng là bị vô cực thiên đế nghiền ép nếu không phải là có quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu bảo hộ gã đã, đã sớm bị chấn áp trí đạo cảnh bát trọng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu quả nhiên cũng là sắc rùa gen thái bạch kiếm chủ cảm khái nói y cũng muốn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu nhưng năm tháng tu luyện ngắn lại không có thu được cơ duyên quá tốt lại chịu chèn ép khắp nơi rất nhiều thế lực không muốn y quật khởi cho nên y cho đến nay cũng không có lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu nếu không chỉ là một gã vô cực thiên đế phất tay liền có thể chấn áp sau khi chiến đấu một hồi phòng ngự của vô cực thiên đế bị phá ra một lần nữa một cánh tay bị kiếm quang của thái bạch kiếm chủ chém rụng trong nháy mắt hóa thành cho tàn nhưng một chút thương thế này đối với vô cực thiên đế mà nói không tính là gì nhưng đột nhiên phản vệ bản nguyên thiên địa lại xuất hiện khiến cho toàn thân gã sạn nứt phản vệ thái bạch kiếm chủ lộ ra ý cười chẳng thể trách thái tố cùng muốn sớm phát động kế hoạch hóa ra là vô cực thiên đế bị thiên địa phản vệ một chút phản vệ ấy không tính là gì rất nhanh liền có thể khôi phục nhưng bây giờ trong chiến đấu chính là vấn đề to lớn thái bạch kiếm chủ không nên ép ta người bây giờ nếu rời đi ta sẽ coi như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh bằng không nếu như ta liều mạng ngươi cũng không dễ chịu vô cực thiên đế giận dữ hết ồ xem ra ngươi là có át chủ bài vậy thì ra tay đi thái bạch kiếm chủ có chút hăng hái nhìn chằm chằm vô cực thiên đế chờ đợi vô cực thiên đế ra tay trên thân vô cực thiên đế tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng đó là khí tức vũ khí chí đạo cửu vân vũ khí chí đạo cửu vân thái bạch kiếm chủ hơi kinh ngạc vô cực thiên đế vẫn còn có đồ tốt bất quá vũ khí trí đạo cửu vân chính là trí đạo cảnh cử trọng luyện chế ra bên trong ẩn chứa tác trí đạo danh sách thứ năm tu vi không đạt đến trí đạo cảnh cửu trọng mà nói cưỡng ép thôi động vũ khí trí đạo cửu vân sẽ không phát huy ra bao nhiêu uy lực lại sẽ phải chịu phản vệ nhất định mấu chốt là vô cực thiên đế chưa bao giờ bại lộ ra kiện vũ khí trí đạo cửu vân này hiển nhiên là không muốn bại lộ dù sao không ít trí đạo cảnh cửu trọng cũng sẽ có hứng thú rất lớn đối với vũ khí trí đạo cửu vân nói không chừng sẽ tới gây phiền phức cho vô cực thiên đế thậm chí là ám sát gã nhưng bây giờ không có biện pháp gã nếu như không bại lộ liền nguy hiểm không chết cũng sẽ bị phong ấn một bộ đạo đồ kinh khủng lơ lửng đi ra kiện vũ khí trí đạo cử vân này là thái huyền phù không đồ có hiệu quả phong ấn trấn áp bên trong ẩn chứa một tia quy tắc trí đạo danh sách thứ năm ngươi bây giờ rút đi lập xuống lời thề không cho phép tiết lộ kiện vũ khí trí đạo cử vân này của ta ta vẫn như cũ sẽ bỏ qua cho ngươi gã cũng không có chắc chắn phong ấn được thái bạch kiếm chủ cho nên không muốn liều một phen thái bạch kiếm chủ lại một chút cũng không hoảng hốt thản nhiên nói vô cực thiên đế người sẽ không cho rằng dựa vào một kiện vũ khí trí đạo cửu vân liền có thể chấn áp ta đó chứ như vậy ngươi có thể thử xem thấy thái bạch kiếm chủ bất vi sở động vô cực thiên đế chỉ có thể thử một lần gã thiêu đốt bản nguyên của chính mình thôi động thái huyền phù không đồ lập tức thái huyền phù không đồ không ngừng lan tràn biến lớn tính toán thu thái bạch kiếm chủ vào ở trong tầm mắt của thái bạch kiếm chủ thái huyền phù không độ phẳng phất như đặt vạn vật vào vô biên vô hạn coi như xuyên thẳng qua cũng đều không thể bay ra ngoài các ngươi cho rằng thần thông chí đạo lợi hại nhất của ta là thái bạch kiếm vực nhưng thần thông chí đạo lợi hại nhất của ta chính là một chiều khác hôm nay vô cực thiên đế ngươi may mắn nhìn thấy một chiêu này bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim ngay sau đó thái bạch kiếm chủ thi triển thần thông chí đạo danh sách thứ bảy cường đại nhất rất nhiều thời không phảng phất như ngừng lại trong nháy mắt tiếp đó một đạo kiếm quang kinh khủng đến mức tận cùng xé rách hết thảy cũng xé rách thái huyền phù không đồ đó là vô cực thiên đế cảm ứng được một tia quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu chẳng lẽ thái bạch kiếm chủ lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu không có khả năng thái bạch kiếm chủ nếu như lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu tất nhiên có thể dùng kích đến trí đạo cảnh thất trọng sẽ không một mực dừng lại ở trí đạo cảnh lục trọng trong chớp mắt đã hiểu rõ thái bạch kiếm chủ dùng thần thông chí đạo dẫn động quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu trong thiên địa để cho uy lực của thần thông trí đạo tạm thời đạt đến cấp bậc thần thông trí đạo danh sách thứ sáu ưu nghiệt vô cực thiên đế hoàn toàn phục thái bạch kiếm chủ không lĩnh ngộ ra quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu liền dùng thần thông trí đạo danh sách thứ bảy dẫn động quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu dạng thần thông trí đạo danh sách thứ bảy này ở một trình độ nhất định mà nói cũng đã là thần thông trí đạo danh sách thứ sáu gã lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu cũng sáng tạo ra được thần thông trí đạo danh sách thứ sáu nhưng mà cường độ thân thể cùng với lực lượng của gã xa xa không bằng thái bạch kiếm chủ tố chất thân thể của thái bạch kiếm chủ có thể so với trí đạo cảnh cửu trọng cho nên sau đó một kiếm này đánh ra gã liền biết chính mình không có hy vọng xoẹt thái bạch kiếm chủ phá vỡ thái huyền phù không đồ lại là chém ra một kiếm triệt đề đà thương nặng vô cực thiên đế quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu ở trên người không ngừng vỡ nát ngay sau đó thái bạch kiếm chủ thi triển một môn phong ấn chi thuật tính toán phong ấn vô cực thiên đế vô cực thiên đế còn đang suy nghĩ biện pháp đào tàu nhưng lần lượt bị Thái Bạch Kiếm chủ chấn áp cuối cùng vô cực thiên đế vẫn là bị Thái Bạch Kiếm chủ phong ấn lại mà Thái Huyền phù không đồ của vô cực thiên cung thì rơi vào trên tay Thái Bạch Kiếm chủ kiện vũ khí trí đạo cử vân này xem như thuộc về y y bây giờ là không dùng đến nhưng sau này chắc chắn có thể dùng được cũng có thể bán đi sau đó y liền kiến tạo một tòa trận pháp phong ấn tại chỗ này chỉ có tồn tại có thực lực sánh ngang y mới có thể phá vỡ mà coi như nhiều trí đạo cảnh thất trọng hơn nữa cũng là không có cách nào triệt để phá vỡ nơi này đương nhiên dạng phong ấn này cũng không phải phong ấn vĩnh hằng trải qua năm tháng dài đằng đẵng sau đó vô cực thiên đế vẫn có thể phá vỡ phong ấn đi ra nếu khi đó thái tổ cung còn chưa có biện pháp ứng đối với vô cực thiên đế như vậy liền không có quan hệ gì với y y, y đã trả nhân tình cho thái tố thái tố ta đã phong ấn vô cực thiên đế sự tình phía sau đã không có quan hệ gì với ta thái bạch kiếm chủ sau khi đưa tin cho thái tố liền trực tiếp rời đi cung chủ thái tố cung thu được thái bạch kiếm chủ đưa tin, lập tức thở dài một hơi nàng trước kia cũng không dám mong chờ thái bạch kiếm chủ thật sự có thể phong ấn vô cực thiên đế, dù sao nàng cũng không rõ ràng thực lực chân chính của thái bạch kiếm chủ, hơn nữa thái bạch kiếm chủ chỉ đáp ứng ra tay một lần nếu vô cực thiên đế chạy, thái bạch kiếm chủ cũng sẽ không một mực truy sát vô cực thiên đế nếu như vậy, thái tổ cung liền trực tiếp không còn bây giờ, vô cực thiên đế bị phong ấn, tương đương với kế hoạch thành công một nửa với phần một nửa khác còn phải dựa vào thái tố Cung cùng với các thế lực khác liên thủ chống lại. Bây giờ mặc dù vô cực thiên đế đã bị phong ấn, các nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối, vẫn như cụ có khả năng sẽ bị vô cực thiên cung đánh bại thông trì cho trí đạo cảnh thất trọng các thế lực khác. Vô cực thiên đế đã bị thái bạch kiếm thủ phong ấn, đã đến lúc phản công. Cung chủ thái tổ cung nói các trí đạo cảnh thất trọng cảnh đáp ngay sau đó, tin tức truyền ra, rất nhiều trí đạo cảnh dưới trường thái tố cung đều biết trong lúc nhất thời. Các nàng vô cùng chấn động thực lực của thái tổ cung so với vô cực thiên cung kém nhiều lắm một mình vô cực thiên cung đủ để chấn áp toàn bộ vô cực vực không nghĩ tới thái tổ cung lại muốn tiến đánh vô cực thiên cung nếu không phải vô cực thiên đế bị phong ấn đại bộ phận trí đạo cảnh thái tố cung tuyệt đối sẽ lập tức chạy trốn mà không phải đi theo thái tố cung cùng nhau phản kháng vô cực thiên cung rất nhanh thái tố cung vô hận thánh địa hư vụ thánh địa lân long thánh địa trí đạo cảnh thất trọng của rất nhiều thế lực đều liên hợp lại biết được vô cực thiên đế đã bị chấn áp phong ấn lá gan của bọn hắn tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều thế lực đều đang phản kháng vô cực thiên cung xâm lấn trụ sở vô cực thiên cung khắp nơi bởi vì vào lúc vô cực thiên cung không kịp phản ứng bọn hắn còn tưởng rằng vô cực thiên đế có thể nhẹ nhõm chấn sát thái tố cung cũng không có chuẩn bị cái gì bây giờ vô cực thiên đế bị phong ấn bọn hắn tin tức gì cũng không có kịp thu được kết quả là bọn hắn bị đánh trở tay không kịp rất nhiều trí đạo cảnh bị giết rất nhanh vô cực thiên cung thu được tin tức vô cực thiên đế bị trấn áp phong ấn cũng đi đến địa phương phong ấn xác định tin tức là thật thế là bọn hắn liền luống cuống bọn hắn không biết thái bạch kiếm chủ chỉ xuất thủ một lần còn tưởng rằng thái bạch kiếm chủ sẽ xuất thủ một lần nữa lúc này bách chiến thiên tôn là kẻ đầu tiên chạy không sai gã lại lặp lại hành động tại cứ điểm lạc hà không chiến liền chạy trốn mấu chốt là bản thân gã đào tàu thì cũng thôi đi mấu chốt là một vị nữ thiên tôn của vô cực thiên cung lạc khê thiên tôn cũng chạy trốn hai vị thiên tôn chỉ đạo cảnh thất trọng chạy trốn khiến cho số lượng thiên tôn của vô cực thiên cung giảm bớt thực lực giảm mạnh lúc này cung chủ thái tố Cung nhận được tin tức bách chiến thiên tôn Lạc khê thiên tôn chạy trốn lập tức cười ha hả bách chiến thiên tôn thật đúng là nhát gan trước đó đào tẩu khỏi cứ điểm lạc hà bây giờ lại đào tẩu khỏi vô cực thiên cung lần này gã đi còn mang theo lạc khê thiên tôn xác suất thành công của chúng ta trực tiếp tăng lên một thành cung chủ thái tố cung cùng với các trí đạo cảnh thất trọng khác tập kích bất ngờ một chỗ phân bộ vô cực thiên cung do một vị trí đạo cảnh thất trọng trấn thủ trong thời gian ngắn liền công phá vô cực thiên cung vây giết vị trí đạo cảnh thất trọng thiên tôn kia dạng này vô cực thiên cung lại tổn thất một vị trí đạo cảnh thất trọng nhưng rất nhanh cao tầng vô cực thiên cung cùng nhau quay về tổng bộ vô cực thiên cung vô cực thiên cung có đại trận phù hộ thái tố cung trong lúc nhất thời cũng không dám tiến đánh vô cực thiên cung thái tố cung cùng với các thế lực khác đã lên kế hoạch xong xuôi đó chính là ăn mòn địa bàn vô cực thiên cung từng chút một thừa dịp vô cực thiên cung còn chưa kịp phản ứng chiếm lĩnh đại bộ phận cung vực sau đó chính là tiêu tốn thời gian dài rằng giặc đánh lâu dài sau một khoảng thời gian vô cực thiên cung phát hiện ra thái bạch kiếm chủ không có tiếp tục ra tay lại hơi nghe ngóng một chút liền phỏng đoán thái bạch kiếm chủ sẽ không lại ra tay liền không còn lo lắng thái bạch kiếm chủ vô cực thiên cung cùng với nhóm thế lực thái tố cung chân chính mở ra đại chiến cuộc chiến này liên lụy toàn bộ vô cực vực mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều trí đạo cảnh vẫn lạc diệp thiên cũng không biết chuyện ngoại giới hắn vẫn như cũ còn đang xung kích trí đạo cảnh tam trọng qua lần lượt xung kích hắn đối với xung kích trí đạo cảnh tam trọng cũng là có chút cảm ngộ không bao lâu nữa liền có thể chân chính đột phá công cùng xưởng xích của diệp thiên cuối cùng cũng bị hắn chọc thủng tu vi đạt đến trí đạo cảnh tam trọng lại tiêu tốn rất nhiều năm tháng cảnh giới trí đạo cảnh tam trọng của hắn cuối cùng cũng vững chắc hơn nữa hắn ở trong những năm tháng này còn hoàn thiện rất nhiều thần thông trí đạo như trí đạo cực thương thuật trí đạo lưu thân thuật trí đạo kim cương thể đến cấp bậc thần thông trí đạo danh sách thứ bảy thực lực có thể nói là tăng vọt rất nhiều lần bằng vào thực lực của ta bây giờ không biết có thể phá vỡ đại trận kia hay không diệp thiên chuẩn bị thử một chút hắn thi triển lưu thân thuật phát huy tốc độ đến cực hạn lại hao hết toàn bộ lực lượng bạo phát ra lực công kích trí đạo cực thương thuật đỉnh phong ẩm một tiếng đại trận hơi run một cái nhưng cũng không có bị phá vỡ đại trận thật là kiên cố diệp thiên biết chính mình vẫn đã khinh thường sự kinh khủng của vô cực tù thiên trận chẳng thể trách vô cực thiên cung bố trí tòa trận pháp này là liệu định chính mình không có cách nào đánh vỡ trận pháp bất quá hắn cũng không phải chỉ có một cỗ thân thể phòng chế này từng cỗ thân thể phòng chế ngưng tụ ra hội tụ toàn bộ ở nơi này tiếp đó tổ hợp thành chiến trận cùng nhau công kích tòa vô cực tù thiên trận này ở dưới một kích toàn bộ vô cực tù thiên trận bắt đầu run lẩy bẩy nhưng vẫn không có bị phá vỡ có hy vọng diệp thiên kinh hỉ nói chợt hắn để cho những thân thể phòng chế này thiêu đốt bản nguyên hy sinh tính mệnh phát ra một kích như vậy sẽ có thể đánh nứt vô cực tù thiên trận sau đó hắn cứ làm như vậy trong chớp mắt từng cỗ thân thể phòng chế trong khoảnh khắc liền thiêu đốt bản nguyên tung ra một kích toàn lực đánh vào phía trên vô cực tù thiên trận vô cực tù thiên trận bị đánh nứt ra một chút nếu ngoại giới có trí đạo cảnh chữa trị vô cực tù thiên trận mà nói rất nhanh liền có thể chữa trị tòa vô cực tù thiên trận này nhưng bây giờ vô cực thiên cung cũng không dám phải người tới chữa trị vô cực tù thiên trận chuyện liền khiến cho diệp thiên có hy vọng chạy thoát sau đó hắn tiếp tục thân thể phòng chế tiếp tục thiêu đốt bản nguyên công kích vô cực tù thiên trận cứ như vậy vết sách bên trên vô cực tù thiên trận càng lúc càng lớn vô cực tù thiên trận bị diệp thiên triệt để phá vỡ nếu vô cực thiên cung biết được vô cực tù thiên trận bị trí đạo cảnh tam trọng diệp thiên phá vỡ tuyệt đối sẽ trợn tròn mắt vô cực tù thiên trận được xưng là trí đạo cảnh thất trọng mới có thể phá vỡ nhưng diệp thiên dựa vào từng cái mệnh mạnh mẽ phá vỡ kèm theo vô cực tù thiên trận bị phá diệp thiên cũng liền có thể đi ra từ bản nguyên giới sau đó một cỗ thân thể phòng chế của hắn đi ra từ bản nguyên giới Tiếp đó liên lạc với Long Cầm Cung chủ Long Cầm Cung chủ đưa tin cho Thái Tố, thông báo Diệp Thiên đã phá vỡ trận pháp đi ra tin tức này vừa ra, khiến cho bọn người cung chủ Thái Tổ cung khiếp sợ không gì sánh nổi, Diệp Thiên đã phá vỡ vô cực tù thiên trận. Chuyện này sao có thể? Long Cầm Cung chủ rất là chấn kinh nàng đã từng phái toàn bộ trí đạo cảnh lục trọng Thái Tố cung tiến vào chiến trường chân đạo vực, công kích vô cực tù thiên trận, cũng đều không thể phá vỡ vô cực tù thiên trận. Diệp Thiên là làm sao làm được đầu tiên có thể khẳng định là Diệp Thiên tất nhiên đã đột phá đến trí đạo cảnh tam trọng tu vi trí đạo cảnh tam trọng tăng thêm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cũng không có cách nào sánh ngang trí đạo cảnh thất trọng có lẽ Diệp Thiên còn có thủ đoạn khác nhưng bất kể nói thế nào lấy thực lực của Diệp Thiên ở trong trí đạo cảnh lục trọng tuyệt đối có thể xưng là tồn tại vô địch chỉ có điều Diệp Thiên bây giờ còn chưa có cách nào đi ra từ chiến trường nhưng trên thực tế Diệp Thiên còn thật sự có biện pháp đi ra Diệp Thiên đến nơi này thấy được một lượng lớn trí đạo cảnh Số lượng vượt xa quá khứ rất nhanh, hắn mới biết được đã xảy ra chuyện gì, nhóm thế lực thái tố cung khai chiến với vô cực thiên cung. Hắn rất kinh ngạc dù sao từ trên mặt nổi mà nói, nhóm thế lực thái tố cung kém xa tít tắp vô cực thiên cung, một vị vô cực thiên đế liền có thể chấn áp hết thảy lúc này, rất nhiều trí đạo cảnh thông thường chỉ biết là khai chiến, cũng không biết tình huống cặn kẽ bất quá, hắn rất nhanh gặp được lòng cầm cung chủ, lòng cầm cung chủ, thái tố cung cùng với vô cực thiên cung là đã xảy ra chuyện gì rất nhiều thế lực thái tổ cung cùng nhau phản vô cực thiên cung vô cực thiên đế đã bị thái bạch kiếm chủ phong ấn chấn áp thái bạch kiếm chủ là ai long cầm cung chủ giải thích thái bạch kiếm chủ chính là một vị thiên tài yêu nghiệt vô cực vực đi con đường trí đạo trí cường khác ngoài ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến trí đạo cảnh lục trọng thực lực chân thật so với vô cực thiên đế còn cường đại hơn lần này cung chủ thái tố cung thỉnh động thái bạch kiếm chủ ra tay chấn áp vô cực thiên đế bất quá thái bạch kiếm chủ sau khi ra tay liền rời đi không tham dự sự tình phía sau cho nên bây giờ chúng ta cùng với vô cực thiên cung lâm vào bên trong đánh lâu dài cụ thể ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng trước mắt còn khó nói dù sao vô cực thiên cung còn có rất nhiều át chủ bài còn có vô cực thiên cung xem như lại bàn doanh chúng ta cũng không dám tiến đánh vào diệp thiên xem như hiểu rõ hơn nữa diệp thiên còn biết rất nhiều thế lực vì bảo trụ đệ tử tu vi thấp toàn bộ đều đưa đến chiến trường chân đạo vực chiến trường chân đạo vực nghiêm chỉnh mà nói là do vô cực thiên cung kiến tạo nhưng lại bị nhóm thế lực thái tổ cung chiếm lĩnh ai bảo vô cực thiên cung vẫn luôn không điều động trí đạo cảnh cường đại đi vào chứ hơn nữa vùng cách đại bản doanh vô cực thiên cung rất xa cách thái tố cung quá gần cho nên bọn hắn cũng không dám trở lại diệp thiên thực lực ngươi bây giờ đạt đến trình độ gì bất luận trí đạo cảnh lục trọng nào ta cũng đều có thể đối phó diệp thiên hơi khiêm tốn nói long cầm cung chủ nghe vậy điền nói diệp thiên những trí đạo cảnh lục trọng chúng ta chuẩn bị ra ngoài gia nhập vào chiến tranh một khi chúng ta rời đi ở đây liền không có mấy vị trí đạo cảnh lục trọng tọa chấn đến lúc đó toàn bộ giao cho ngươi một khi trí đạo hư ma xâm lấn ngươi có thể chống đỡ được không không thành vấn đề diệp thiên gật gật đầu đồng ý hắn không hề nói đến sự tình rời khỏi chiến trường cho dù hắn đi ra cũng đánh không lại trí đạo cảnh thất trọng không có cách nào quyết định hướng đi chiến tranh thả như vậy còn không bằng ở trong chiến trường giết nhiều một chút trí đạo hư ma giảm bớt gánh vác cho bọn họ nhóm người trí đạo cảnh lục trọng long cầm thậm chí là một số trí đạo cảnh ngũ trọng đi ra từ chiến trường toàn bộ thái tổ chiến thành tạm thời do diệp thiên quản lý tại thành lũy đại bàn doanh trí đạo hư ma một đầu trí đạo hư ma lục trọng lợi dụng một kiện trí đạo binh khí cảm ứng được khí tức tại thái tố chiến thành trí đạo cảnh lục trọng của vô cực vực từng người biến mất xem ra là rời đi chiến trường đã sớm nghe nói vô cực vực bộc phát chiến tranh hiện tại bọn hắn cũng đang ở bên trong hao tồn bây giờ những trí đạo cảnh lục trọng này rời đi toàn bộ đều là trí đạo cảnh nhất trọng nhị trọng tu vi thấp ha 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 đây là thời điểm tốt để chúng ta đại khai sát giới hạ lệnh ủ ạt xâm phạm cũng phải đề phòng vị trí đạo cảnh nhị trọng kia, quả thực là quá ghê tởm, sợ cái gì, chúng ta điều động toàn quân, coi như tên kia lèn vào hậu phương chúng ta, cũng không tìm thấy chúng ta, làm thế nào giết, vậy cứ quyết định như thế, điều động toàn bộ, không tiếc bất cứ giá nào xử lý bọn hắn, rậm rạp chẳng chỉ trí đạo hư ma xuất lĩnh một lượng lớn trí đạo ma vật, số lượng lấy vạn làm đơn vị, cùng nhau hướng về phía thái tố chiến thành xuyên thẳng qua mà đến rất nhanh, phía thái tố chiến thành lấy được tin tức, một vị thái tổ vệ nhanh chóng tới hồi báo chí đạo hư ma ồ ạt xâm phạm sao diệp thiên nhận được tin tức hắn lần này chuẩn bị xuất động nhiều cỗ thân thể phòng chế muốn tàn sát những chí đạo hư ma này giết chết nhiều chí đạo hư ma như vậy tiếp nhận quà tặng bản nguyên thiên địa không biết có thể hay không một hơi để thăng tu vi tới chí đạo cảnh tam trọng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ nếu như có thể vậy thì kiếm lợi lớn tại một chỗ chiến trường chân đạo vực rậm rạp chẳng chịt chí đạo hư ma tràn vào nơi đây bắt đầu xâm lấn từng tòa đại trận do nhóm thế lực thái tổ cung kiến tạo từng tòa đại trận liên tiếp bị phá ra diệp thiên ra tay hắn trước tiên liền tập kích một đầu chí đạo hư ma lục trọng thực lực của chí đạo hư ma lục trọng ở đây là bị áp chế xa xa không phải đối thủ của diệp thiên trong trước mắt đầu chí đạo hư ma lục trọng này bị một thương của diệp thiên miểu sát quy tắc chí đạo danh sách thứ bảy hóa thành vô số sợi tơ màu vàng xuyên qua thân thể từng đầu từng đầu chí đạo hư ma cơ hồ là một mảnh lại một mảnh chí đạo hư ma vẫn lạc chiến lực khủng bố như thế cơ hồ khiến trí đạo hư ma sợ hãi không thôi mà không chỉ là chỗ chiến trường này trí đạo hư ma là chia thành rất nhiều chiến trường cùng nhau tiến đánh mà từng cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên cũng là đi tới những chiến trường này đồ sát đám trí đạo hư ma này ở một chỗ chiến trường chính bảy đầu trí đạo hư ma lục trọng liên thủ đối phó với diệp thiên nhưng công kích của bọn chúng đều không thể đánh vỡ trí đạo kim cương thể của diệp thiên có quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy gia trì khiến cho nhục thể của hắn vô cùng kiên cố không sợ những trí đạo hư ma lục trọng này công kích diệp thiên thể hiện ra thực lực giống như vô địch những trí đạo hư ma lục trọng này căn bản không có một đầu nào có thể đối phó được một kích trong nháy mắt sáu đầu trí đạo hư ma này cùng với một đám trí đạo hư ma ngũ trọng phụ trợ công kích bị hắn lấy sức một mình giết sạch kế tiếp diệt thiên mặc kệ là trí đạo hư ma cấp bậc gì cũng đều là điên cuồng đổ sát thậm chí thì triển thần thông trí đạo quy mô lớn một kích liền chôn vùi một phiến khu vực khiến cho rậm rạp chẳng chỉ trí đạo hư ma vẫn lạc thời gian dần qua số lượng trí đạo hư ma càng ngày càng ít số lượng trí đạo ma vật lại càng ngày nhiều nhưng là do các trí đạo cảnh khác xử lý mục tiêu của Diệp Thiên chính là giết những trí đạo hư ma này, không để cho một đầu nào chạy rất nhanh những trí đạo hư ma này sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn, mà Diệp Thiên một mực đuổi giết giết đến mệt mỏi, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, liền đổi thân thể phòng chế khác chém giết cứ như vậy. Diệp Thiên một mực truy sát những trí đạo hư ma này, giết đến chỗ đường hầm hư không đây là đại bản doanh của bọn chúng tại chân đạo vực, một lượng lớn thành lũy tọa lạc ở nơi đây, nhưng bây giờ ở đây đã trống không, không có tác dụng gì trí đạo hư ma trở về nơi đây khởi động đại trận, dự định lợi dụng đại trận chấn sát Diệp Thiên Ông. Hư ảnh một đầu trí đạo hư ma khổng lồ khó có thể tưởng tượng hiện lên, cầm trong tay một thanh trường mâu, vượt qua hư không mà đến, đánh một kích về phía Diệp Thiên đây là dùng lực lượng trận pháp ngưng tụ ra hư ảnh trí đạo hư ma, nắm giữ lực lượng vô hạn tiếp cận một kích của trí đạo hư ma thất trọng, mà đại giới trả ra chính là để cho rất nhiều trí đạo hư ma hiến tế sinh mệnh một kích này, là không có cách nào tránh né Diệp Thiên cũng không có tránh né. Quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy dung nhập vào trong trí đạo kim cương thể, còn ra chỉ từng loại thần thông trí đạo hơn nữa hắn cũng tiến hành phản kích hai thương va chạm diệp thiên bị đánh bay trường thương của hư ảnh trí đạo hư ma cũng đánh vào trên người hắn phá vỡ trí đạo kim cương thể nhưng mà diệp thiên vẻn vẹn chỉ là nhận phải vết thương nhẹ cũng không có trở ngại mà tòa trận pháp này sau khi phát ra một kích liền không còn bao nhiêu lực công kích giết thân thể phòng chế khác của diệp thiên sát nhập vào trận pháp lại là giết loạn một hồi ở hư không bốn phía thi thể trí đạo hư ma chảy rộng máu tươi chảy xuôi hội tụ vào một chỗ tạo thành từng dòng sông máu mà thân ảnh diệp thiên vượt qua từng mảnh từng mảnh khu vực diệt sát trí đạo hư ma chạy trốn thời gian dần qua ngoại trừ một số ít trí đạo hư ma thông qua đường hầm hư không trở về hư vực các trí đạo hư ma khác đều đền tội đường hầm hư không trong chiến trường là dung hợp với tiên thiên nguyên vực ngoại trừ liên minh tiên thiên nguyên vực có biện pháp đóng lại hắn là không có cách nào đóng lại thế là diệp thiên trực tiếp trở về thái tố chiến thành mà tin tức hắn quét ngang trí đạo hư ma truyền đến thái tố cung diệp thiên đã quét ngang trí đạo hư ma ngoại trừ một số ít trí đạo hư ma các trí đạo hư ma khác đều bị diệt sát cung chủ thái tố cung nhận được tin tức này lộ ra thần sắc hưng phấn dạng này những trí đạo cảnh thái tố cung kia cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm tại chiến trường mà các nàng cũng có thể toàn lực ứng đối với vô cực thiên cung thực lực của diệp thiên ở trong trí đạo cảnh lục trọng tuyệt đối là vô địch chân chính đáng tiếc không ra được bằng không hiệp trợ chúng ta đối phó vô cực thiên cung tuyệt đối có thể để thăng chiến lược lên một đoạn cung chủ thái tố cung lẩm bẩm nói từng vị từng vị thái tố vệ dưới trướng diệp thiên đi tới đưa lên rất nhiều vật phẩm không gian diệp thiên quân đại nhân đây đều là vật phẩm không gian hư trên trí đạo hư ma ngài giết tài nguyên bên trong chúng ta một cái cũng không có động một vị thái tố vệ trí đạo cảnh tứ trọng nói diệp thiên vung tay lên thu vào những tài nguyên này sau đó cho bọn hắn một chút những thứ này ban thưởng cho các ngươi đa tạ diệp thiên quân bọn hắn nhao nhao hưng phấn nói vào sau khi những thái tố vệ này rời đi diệp thiên bắt đầu chỉnh lý những tài nguyên này đều rất nghèo bất quá toàn bộ gộp vào một chỗ tài nguyên lấy được lần này cũng là khó có thể tưởng tượng trong đó có không ít tài nguyên đối với trí đạo cảnh lục trọng đều có tác dụng đây là một kiện trường thương vũ khí trí đạo bảy văn lại là tìm được từ trên người một đầu trí đạo hư ma tam trọng diệp thiên luyện hóa thanh trường thương này có thể để thăng một đoạn thực lực trường thương vũ khí trí đạo bảy văn như vậy liền xem như trí đạo cảnh thất trọng cũng đều không nhất định có đoán chừng là đầu trí đạo hư ma kia bị miểu sát bất ngờ không kịp sử dụng bây giờ lại biến thành vũ khí của hắn sau đó hắn cũng là tìm được đồ tốt không ít trí đạo hư ma hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai kiện bảo vật thật sự gộp chung vào một chỗ cũng rất khoa trương có nhiều tài nguyên như vậy hắn tại trí đạo cảnh tam trọng là không cần lo lắng tài nguyên thậm chí có thể tiến hành xung kích trí đạo cảnh tứ trọng đương nhiên muốn tăng lên tới trí đạo cảnh tam trọng đỉnh phong phải cần tuế nguyệt sai đằng đằng chân chính muốn nhanh chóng tăng cao thực lực chỉ có sử dụng quà tặng bản nguyên thiên địa mới có thể làm được tình hình chiến đấu giữa thái tố cung cùng với vô cực thiên cung coi như ổn định tạm thời không cần thiết ra ngoài trước tiên sử dụng quà tặng bản nguyên thiên địa để thăng một chút tu vi diệp thiên khẽ động ý niệm đón nhận quà tặng bản nguyên thiên địa vô cùng vô tận quà tặng bản nguyên thiên địa buông xuống tràn vào trong thân thể diệp thiên ở trong tuyến nguyệt tiếp theo hắn vẫn khổ tu tại thái tố chiến thành luyện hóa thiên địa bản nguyên tu vi cũng là tăng vào rất lâu tuế nguyệt sau đó diệp thiên đã triệt để luyện hóa những bản nguyên thiên địa này mà tu vi của hắn cũng là đạt đến trí đạo cảnh tam trọng hậu kỳ thậm chí kém một chút liền đột phá đến trí đạo cảnh tam trọng đỉnh phong đối với chuyện này diệp thiên tương đối hài lòng dù sao cũng là quà tặng bản nguyên thiên địa được tặng không lại thêm tài nguyên hắn lấy được lần này ở bên trong mấy trăm trí đạo kỳ nguyên tuyệt đối có thể để thăng tu vi tới trí đạo cảnh tam trọng đỉnh phong tình hình chiến đấu phía thái tố cung không ổn diệp thiên vừa mới xuất quan liền nhận được tin tức này sau đó hắn biết được tin tức cụ thể hóa ra là vô cực thiên cung mới đàn sinh một vị trí đạo cảnh thất trọng lại phục kích một chi đội ngũ của nhóm thế lực thái tố cung giết ba vị trí đạo cảnh lục trọng bởi vì thái tố cung không ngờ được vị trí đạo cảnh thất trọng này sinh ra lúc này mới buông lòng cảnh giác mà vị trí đạo cảnh thất trọng mới đàn sinh này còn có chút quan hệ với diệp thiên đối phương chính là bạch diệp bây giờ nên gọi là bạch diệp thiên tôn bạch diệp thiên tôn tên gia hỏa này vậy mà đột phá đến trí đạo cảnh thất trọng diệp thiên rất là kinh ngạc tên gia hỏa này trước đó ngay cả quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cũng không có lĩnh ngộ theo lý thuyết trong thời gian ngắn là không có khả năng đột phá khả năng duy nhất chính là sau khi vô cực thiên đế bị chấn áp, tên gia hỏa này thu được bảo vật nào đó của vô cực thiên cung, lợi dụng món bảo vật kia đột phá nếu vô cực thiên đế còn chưa có bị phong ấn mà nói, bọn hắn tự nhiên không dám vận dụng, nhưng bây giờ vô cực thiên đế bị chấn áp, chính là đám chí đạo cảnh thất trọng kia làm chủ, muốn dùng bảo vật gì liền dùng bảo vật đó ở trong năm tháng dài đằng đẵng này, vô cực thiên cung đến cùng thu được bao nhiêu đồ tốt, ai cũng không rõ ràng, phải nghĩ biện pháp ra ngoài giết nhiều một số trí đạo cảnh lục trọng giảm bớt áp lực cho nhóm thế lực thái tố cung mà muốn đi ngoài chiến trường rất đơn giản đó chính là phòng chế một cỗ thân thể trí đạo cảnh khác sử dụng chiến tràng lệnh của đối phương khí tức giống nhau bản nguyên giống nhau chiến tràng lệnh tự nhiên cũng sẽ thuộc về hắn để cho hắn rời khỏi chiến trường đến lúc đó tại ngoại giới phòng chế thân thể phòng chế khác lại trở về chiến trường trả lại chiến tràng lệnh nếu giết các trí đạo cảnh khác chiến tràng lệnh trực tiếp liền sẽ chôn vùi cũng liền không thể lấy tới tay trên chiến trường có trí đạo cảnh lâm và trọng thương đang ngủ say chiến tràng lệnh không dùng được ta thừa dịp bọn hắn ngủ say lấy đi chiến tràng lệnh của bọn họ dùng một chút hẳn là không có vấn đề gì hắn lợi dụng đặc quyền của chính mình đi tới một chỗ hư không nơi này có một vị trí đạo cảnh tam trọng đang ngủ say diệp thiên vừa vặn có thể phòng chế thân thể của đối phương vô thanh vô tức chiến tràng lệnh trên người đối phương liền bị diệp thiên lấy đi mà thân thể đối phương hắn phòng chế ra kích phát chiến tràng lệnh trực tiếp rời khỏi thái tố chiến thành trở ra ngoại giới diệp thiên nhanh chóng phòng chế chân thân của mình gia tốc thời gian rất nhanh phòng chế thành công tiếp đó diệp thiên lại trở về trả lại chiến tràng lệnh cho đối phương cứ như vậy diệp thiên nhẹ nhõm liền đi ra khỏi chiến trường chân đạo vực bạch diệp thiên tôn đang hồi báo tin tức cho lục đề thiên tôn lục đề thiên tôn đại nhân hiện nay thế công của thái tố cung chậm lại nếu lại tiếp tục vô cực thiên cung chúng ta rất có thể sẽ chiến thắng bạch diệp thiên tôn nói bạch diệp thiên tôn người bây giờ cũng là thiên tôn không cần thiết gọi ta đại nhân bất quá Ngươi bây giờ ở trong trí đạo cảnh thất trọng xem như loại yếu nhất kia, chỉ có thể dựa vào hư giới đan cưỡng ép phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến trí đạo cảnh thất trọng. Nếu như không có cách nào lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, sức chiến đấu của ngươi sẽ rất yếu. Bất luận một vị trí đạo cảnh thất trọng nào cũng có thể giết chết ngươi. Lục đề thiên tôn, ta cũng biết, nhưng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy quá khó khăn, trong thời gian ngắn khó mà làm được. Bạch Diệp Thiên Tôn khó khăn nói Lục đề thiên tôn khẽ gật đầu, đích xác rất khó khăn. Bất quá trong bảo khố số 1 của vô cực thiên cung còn có một khỏa vô cực trí đạo quả, thế nhưng tòa bảo khố này chỉ có vô cực thiên đế đại nhân mới có thể mở ra, chúng ta bây giờ không mở ra được, bằng không đến lúc đó liền có thể cho người phục dụng lục đầy thiên tôn, có thể thu được hư giới đan, ta đã rất hài lòng. Bạch Diệp Thiên Tôn vội vàng nói nhưng, Bạch Diệp Thiên Tôn không biết là, hư giới đan mặc dù có thể giúp trí đạo cảnh lục trọng đánh vỡ công cùng xương xích, tấn thăng đến trí đạo cảnh thất trọng, nhưng sau này tu vi cực hạn cũng chỉ là trí đạo cảnh thất trọng gần như không có khả năng lại đột phá thành trí đạo cảnh bát trọng hư giới đan là có thiếu hụt nhưng dù vậy gã cũng không quan tâm vô cực thiên cung ở trong năm tháng dài đằng đẵng như thế cũng chỉ sinh ra một vị trí đạo cảnh bát trọng giống như mấy vị trí đạo cảnh thất trọng lục để thiên tôn cho đến nay còn không có không có cách nào đột phá đến trí đạo cảnh bát trọng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu là quá khó khăn trong toàn bộ vô cực vực cũng không có bất luận cơ duyên nào có thể làm cho bọn hắn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu Liên xem như những kỳ điệp kia cũng không có cơ duyên như vậy về phần vô cực thiên đế là làm thế nào lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu bọn hắn cũng không rõ ràng chỉ biết là là lấy được cơ duyên ở trong hư giới những ngày này từng vị trí đạo cảnh thất trọng vô cực thiên cung vừa đại chiến với nhóm thế lực thái tố cung trí đạo cảnh thất trọng cũng vừa mở ra từng tòa bảo khố vô cực thiên cung lấy ra những tài nguyên kia tăng cường thế lực hoặc chữa thương cho chính mình ví dụ như lục đề thiên tôn tu vi nguyên bản là trí đạo cảnh thất trọng hậu kỳ nhưng bây giờ đã có khuynh hướng tấn thăng làm trí đạo cảnh thất trọng đỉnh phong nếu như có thể đánh bại nhóm thế lực thái tố cung chấp trường vô cực vực trình hợp tài nguyên lại mở ra bảo khố số 1, có lẽ có thể ở bên trong tìm được cơ duyên tấn thăng trí đạo cảnh bát trọng lục đề thiên tôn thầm nghĩ không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy các trí đạo cảnh thất trọng khác cũng có tâm tư như vậy nếu thật sự có thể dựa theo lý tưởng của bọn hắn tiến hành như vậy vô cực thiên đế bị chấn áp phong ấn cũng chưa phải đã là chuyện không tốt một thân ảnh xuyên thẳng qua ngọt đến hấp dẫn ánh mắt của từng vị cường giả thái tố cung là ta thân ảnh của diệp thiên hiện lên cung chủ thái tố cung xuất hiện nhìn chằm chằm diệp thiên lộ ra vẻ khiếp sợ diệp thiên ngươi đi ra từ chiến trường cung chủ thái tố cung vô cùng chấn động diệp thiên đã sớm tìm được lý do thoái thác cung chủ thái tố cung đại nhân đây là phân thân của ta trước đó tiến vào hư vực may mắn không chết tiếp đó tìm được một chỗ tọa độ không gian đang vạn vẹo phá vỡ tiết điểm trở về tọa độ không gian vạn vẹo độ khó phá vỡ nhỏ hơn một chút nắm giữ thực lực trí đạo cảnh lục trọng vô địch liền có hy vọng đánh vỡ cho nên lời giải thích này không có vấn đề gì cung chủ thái tố cung cũng tin tưởng diệp thiên tiến vào thái tố cung gặp được trí đạo cảnh thất trọng thái tổ cung khác cùng với một số trí đạo cảnh thất trọng thế lực khác bây giờ tổng bộ thái tố cung đã trở thành đại bản doanh các trí đạo cảnh thất trọng khác cũng sợ bị trí đạo cảnh thất trọng vô cực thiên cung vây giết cho nên ở cùng một chỗ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cung chủ thái tổ cung đại nhân bây giờ tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào cung chủ thái tố cung thở dài nói hiện nay bên ta vẫn lạc tổng cộng hai vị trí đạo cảnh thất trọng vô cực thiên cung vẫn lạc bốn vị trí đạo cảnh thất trọng đây là bởi vì ngay từ đầu đánh vô cực thiên cung trở tay không kịp bằng không vô cực thiên cung sẽ không thiệt hại như thế lớn nhưng bây giờ bọn hắn đã kịp phản ứng hơn nữa bọn hắn còn có rất nhiều tài nguyên cùng với át chủ bài chiến tranh phía sau không dễ đánh nhưng không dễ đánh cũng phải đánh đây là thời cơ có hy vọng nhất ta có thể làm cái gì diệp thiên chúng ta gần đây sẽ một lần nữa bộc phát một hồi chiến tranh quy mô lớn với vô cực thiên cung mà ngươi tồn tại, vô cực thiên cung trước mắt còn chưa biết. Hơn nữa, ngươi không phải trí đạo cảnh thất trọng, thủ đoạn của vô cực thiên cung coi như cảm giác được ngươi, cũng chỉ cho rằng là một vị trí đạo cảnh tam trọng phổ thông. Ngươi nếu như lèn vào một chỗ trụ sở của vô cực thiên cung, tuyệt đối có thể giết chết rất nhiều trí đạo cảnh của bọn hán cung chủ thái tổ cung nói mỗi một vị trí đạo cảnh thất trọng đều bị vô cực thiên cung trọng điểm khóa chặt một khi có hành động lập tức liền sẽ biết được trước đây bạch diệp thiên tôn vừa mới đột phá thành trí đạo cảnh thất trọng lại thêm có bí bảo của vô cực thiên cung yểm hộ lúc này mới khiến cho thái tố cung không có khóa được nhưng bây giờ thái tố cung cũng đã phong tỏa bạch diệp thiên tôn mà vô cực thiên cung tuyệt đối còn chưa có khóa chặt diệp thiên trong những ngày kế tiếp thân thể phòng chế của diệp thiên tu hành ở trong thái tố cung thời gian chậm rãi trôi qua nhóm trí đạo cảnh thất trọng vô cực thiên cung cùng với nhóm trí đạo cảnh thất trọng thái tố cung bắt đầu bạo phát một hồi đại chiến tác động đến rất nhiều cương vực mà Diệp Thiên cũng chuẩn bị tập kích một chỗ trụ sở của vô cực thiên cung trụ sở bình thường đều có trí đạo cảnh thất trọng đóng quân. Nhưng bây giờ đi, chỉ có 6 vị trí đạo cảnh lục trọng cùng với mười mấy vị trí đạo cảnh ngũ trọng cùng với một số trí đạo cảnh thông thường ở trong tình huống không có trí đạo cảnh thất trọng xâm lấn. Tòa trụ sở này tự nhiên hết sức ăn Diệp Thiên là có thực lực giết sạch đám trí đạo cảnh này thế là hắn một thân một mình đến nơi này, đại trận ở đây vô cùng ghê gớm, nếu trực tiếp cường công, bọn hắn mở ra đại trận, ta cũng không dễ dàng đánh vỡ đại trận thế là hắn chuẩn bị phòng chế một vị trí đạo cảnh vô cực thiên cung lẫn vào trong đó phá hư trận cơ sau đó lại giết vào bên trong tòa trụ sở này hắn đã tìm được cơ hội trong nháy mắt miểu sát một vị trí đạo cảnh tam trọng tiếp đó phòng chế thân thể của đối phương lấy thân phận của đối phương tiến vào trụ sở sau một phen kiểm tra có thân thể phòng chế này tự nhiên không có bị ngăn lại trực tiếp tiến vào bên trong trụ sở diệp thiên tìm cơ hội đi tới một chỗ trận cơ diệp thiên dùng cỗ thân thể phòng chế này tập kích chỗ trận cơ này dùng quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy trong nháy mắt miểu sát một vị trí đạo cảnh tứ trọng tiếp đó đánh dạn nứt chỗ trận cơ này khiến cho chỗ trận cơ này mất đi hiệu quả nên có ngay sau đó thân thể phòng chế chân thân của diệp thiên trực tiếp cường công tòa trụ sở này có trí đạo cảnh xâm lấn bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim từng vị trí đạo cảnh vô cực thiên cung kịp phản ứng mấy vị trí đạo cảnh lục trọng kia cũng đi khi bọn hắn phát hiện ra diệp thiên từng người trợn tròn mắt cao tầng vô cực thiên cung cũng biết diệp thiên dù sao diệp thiên chính là trí đạo cảnh bị vô cực thiên đế tự mình ra tay chấn sát tuy nói vô cực thiên đế không có giết chết diệp thiên nhưng cũng dùng vô cực tù thiên trận vây khốn bản thể diệp thiên ở bản nguyên giới nhưng hôm nay diệp thiên vậy mà xuất hiện ở đây bất quá chỉ là trí đạo cảnh tam trọng giết những trí đạo cảnh lục trọng này đồng loạt ra tay muốn đánh chết diệp thiên khi diệp thiên thể hiện ra quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy thì triển ra thần thông trí đạo danh sách thứ bảy từng người trợn tròn mắt một vị trí đạo cảnh lục trọng trực tiếp bị một thương của diệp thiên oanh sát mà công kích của các trí đạo cảnh khác rơi vào trên người hắn phèn vẹn chỉ là đánh lui hắn cũng không có đả thương được hắn những trí đạo cảnh lục trọng này rất nhanh từng người vẫn lạc ở trên tay diệp thiên mà các trí đạo cảnh khác muốn trốn chạy nhưng đều bị diệp thiên được kịp vô số quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy vượt qua hư không chấn sát từng vị từng vị trí đạo cảnh không bao lâu trí đạo cảnh ở chỗ trụ sở này bị diệt toàn bộ diệp thiên thu hết tài nguyên bảo vật của bọn hắn còn lấy đi bảo khố ở nơi này sau đó hắn đi tới một cánh cửa mà trụ sở này trấn thủ đây chính là đệ tứ kỳ địa vô cực vực diệp thiên muốn đi vào đệ tử kỳ địa nhìn một chút nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là để sau này lại đi vào bây giờ hắn liền xem như tiến vào đệ tứ kỳ địa cũng không giết chết được trí đạo kỳ vật bên trong trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy yếu nhất đều sánh ngang với trí đạo cảnh thất trọng không phải là hắn có thể đối phó mà lúc này vô cực thiên cung tự nhiên biết được tin tức trụ sở này bị diệt từng vị trí đạo cảnh thất trọng tức giận không thôi sau một khoảng thời gian trí đạo cảnh thất trọng của thái tố cung và vô cực thiên cung kết thúc chiến đấu chỉ lấy đại giới một bộ phận trí đạo cảnh thất trọng trọng thương tạm ngừng chiến đấu lục đề thiên tôn cùng với các trí đạo cảnh thất trọng khác sắc mặt âm trầm nhiều trí đạo cảnh ngũ trọng trí đạo cảnh lục trọng như vậy còn có đại trận bảo hộ kết quả lại bị thái tố cung tiêu diệt lục đề thiên tôn thầm mắng đám phế vật này trí đạo cảnh thất trọng phụ trách tòa trụ sở kia huyền hà thiên tôn nói lục đề thiên tôn ta thu được đưa tin của một vị tôn giả trí đạo cảnh lục trọng bảo mình trong đó người xuất thủ chính là diệp thiên diệp thiên bạch diệp thiên tôn chấn kinh có chút không dám tin tại sao có thể là diệp thiên ta đã đích thân bố trí vô cực tù thiên trận ở tòa bản nguyên giới kia hơn nữa vô cực thiên đế đại nhân đã chấn sát toàn bộ phân thân khác của diệp thiên chỉ còn lại bản thể bản thể của hắn trừ phi chiến lược đạt đến trí đạo cảnh thất trọng bằng không căn bản không đánh vỡ được vô cực tù thiên trận nhưng diệp thiên chỉ mới là trí đạo cảnh nhị trọng liền xem như tu vi đột phá đến trí đạo cảnh tam trọng, đi là con đường trí đạo trí cường, lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thiếu bảy, cũng nhiều lắm là nắm giữ thực lực trí đạo cảnh lục trọng vô địch, vẫn là không có cách nào đánh vỡ vô cực tù thiên trận. Huyền Hà Thiên Tôn lại nói, Bạch Diệp Thiên Tôn, nói những thứ này không có tác dụng, Diệp Thiên bây giờ đích xác đã đi ra. Đầu tiên, hắn đích xác đã đột phá đến trí đạo cảnh tam trọng, lúc này mới có thể giết chết nhiều trí đạo cảnh như vậy. Lục Đề Thiên Tôn vội vàng nói, bây giờ không phải thời điểm là ồn ào, Diệp Thiên xuất hiện bây giờ cũng không nhất định là bản thể của hắn, coi như trả giá nặng nề giết cũng không có ý nghĩa. Vô Cực Thiên Đế đại nhân cũng đều không thể giết chết hắn, chúng ta cũng rất khó giết chết. Trước tiên mặc kệ Diệp Thiên, dùng Thái Hư Thiên Tôn kính khóa chặt tung tích của Diệp Thiên, như vậy hắn liền không dễ dàng ra tay, cũng chỉ có thể làm như vậy. Các trí đạo cảnh thất trọng khác nhau nhau gật đầu ở trong tuế nguyệt tiếp theo, Diệp Thiên theo sự an bài của Thái Tố Cung, nhiều lần tập kích trụ sở vô cực thiên cung, tuy nói hành động thất bại, nhưng cũng giết không ít trí đạo cảnh có thể nói từ dưới sự hỗ trợ của diệp thiên thái tố cung lại chiếm cứ một chút xíu ưu thế nhưng mà muốn triệt để vạn ngã vô cực thiên cung vẫn còn có chút khó khăn trong bất chi bất giác lại qua mấy trí đạo kỳ nguyên tuế nguyệt lúc này rất nhiều cương vực tại vô cực vực đã triệt để rối loạn rất nhiều cương vực đều bị đánh thành mảnh vỡ lúc này thái tổ cung cũng có chút gấp dù sao nếu như tiếp tục rông dài mà nói bọn hắn không nhất định hao tổn được vô cực thiên cung bất quá vào một ngày cung chủ thái tố cung đến tìm diệp thiên là có một chuyện trọng yếu muốn thương nghị với hắn. Diệp Thiên, ngươi có thể rất nhanh luyện chế ra phân thân, lại bỏ ra đại giới không lớn. Cung chủ Thái Tố Cung hỏi, Cung chủ Thái Tố Cung, ngươi muốn ta làm cái gì? Cung chủ Thái Tố Cung mỉm cười nói, nếu như ta có biện pháp đưa ngươi tiến vào kỳ địa, giết chết trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, ngươi liệu có thể mang vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cho Thái Tố Cung hay không? Diệp Thiên chấn kinh, lại động tâm, Cung chủ Thái Tố Cung, ngươi không có nói đùa đó chứ? Chí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy thực lực thế nhưng là sánh ngang với trí đạo cảnh lục trọng diệp thiên có chút không quá tin tưởng cung chủ thái tố cung có thể làm được nhưng vẫn là có chút chờ mong cung chủ thái tố cung cười nói trí đạo kỳ vật rất quỷ dị thực lực mặc dù rất cường đại nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng ví dụ như suy yếu liên hệ ở giữa thân ảnh quỷ dị cùng với trí đạo kỳ vật liền có thể suy yếu thực lực của bọn nó thái tố cung đích xác không có biện pháp suy yếu thực lực của trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh thất trọng đến trí đạo cảnh lục trọng nhưng các tiên thiên nguyên vực khác lại có thế lực chế tạo ra một loại trí đạo binh khí bảy văn lại hết sức đặc thù chỉ có lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy mới có thể thôi động diệp thiên vừa nghe liền hiểu chỉ có quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy mới có thể thôi động kiện trí đạo binh khí bảy văn kia như vậy tác dụng liền không lớn đầu tiên chỗ giống như lệ tứ kỷ địa vô cực vực nhiều nhất chỉ cho phép trí đạo cảnh ngũ trọng đi vào trí đạo cảnh ngũ trọng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy trí đạo cảnh hiếm thấy cỡ nào coi như lợi dụng kiện trí đạo binh khí bảy văn này hạn chế thực lực của trí đạo kỳ vật cũng không giết chết được trí đạo kỳ vật cung chủ thái tố cung tiếp tục nói loại trí đạo binh khí bảy văn này có thể suy yếu trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh thất trọng đến trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong lấy thực lực của ngươi giết chết dạng trí đạo kỳ vật này hẳn là cũng không khó thái tố cung chúng ta có thể trả giá giá thật lớn đi mua sắm dạng trí đạo binh khí bảy văn này nhưng trả giá dạng này chắc chắn phải có một chút thu hoạch cho nên ngươi cần đưa cho Thái Tố Cung một số vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, tối thiểu nhất là 30 kiện. 30 kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, con số này nói ra, đủ khiến cho vô cực thiên cung đều điên cuồng. Nhưng cung chủ Thái Tố Cung lại cho rằng Diệp Thiên là có thể thu được càng nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy. Chừng ấy vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy chắc chắn sẽ nguyện ý lấy ra Diệp Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý, cung chủ Thái Tố Cung, ta đồng ý. Diệp Thiên lập tức đáp ngược lại giao dịch này không lỗ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nếu cung chủ thái tố cung không giúp hắn lấy được loại trí đạo binh khí bảy văn kia hắn liền đừng hòng thu được vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy diệp thiên ngươi trước tiên chờ một chút ta liền đi thu mua loại trí đạo binh khí bảy văn kia sau đó cung chủ thái tố cung liền rời đi thiếu đi một vị cung chủ thái tố cung ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn nhóm thế lực thái tố cung có thể co vào lực lượng mà vô cực thiên cung cũng không có cách nào công phải thái tố cung hơn nữa diệp thiên còn có thể thừa cơ quấy rối khiến cho vô cực thiên cung vô cùng e rè thời gian chậm rãi trôi qua một hồi lâu sau cung chủ thái tổ cung cuối cùng cũng trở về bất quá lúc này cung chủ thái tố cung lại bị thương không nhẹ diệp thiên vào thời điểm nhìn thấy cung chủ thái tố cung rõ ràng cảm thấy khí tức của đối phương uể oải đoán chừng là bị đánh chặn đường lúc này mới nhận phải thương tích diệp thiên đây chính là kiện trí đạo binh khí bảy văn kia huyết văn bi một khi tế ra huyết văn bi liền có thể áp chế thực lực của trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh thất trọng nhớ kỹ huyết văn bi chỉ có một kiện như vậy chớ có làm mất diệp thiên cầm huyết văn bi rời đi sau đó hắn liền bắt đầu luyện hóa huyết văn bi tiêu tốn một chút thời gian hắn liền triệt để luyện hóa huyết văn bi hơn nữa sau khi luyện hóa hắn mới phát hiện ra kiện trí đạo binh khí bảy văn này quá huyền ảo lại thêm nội bộ không có cách nào thẩm thấu muốn nghiên cứu cũng đều không làm được cũng đúng loại trí đạo binh khí bảy văn này chắc chắn là không có cách nào dễ dàng luyện chế ra được bằng không cung chủ thái tố cung cũng sẽ không trả giá thật lớn đi thu mua bây giờ luyện hóa xong huyết văn bi hắn liền phải đi đệ tứ kỳ địa tại đệ tứ kỳ địa tòa kỳ địa này được xưng là huyết hà kỳ địa ngược lại cũng không phải toàn bộ kỳ địa là một dòng huyết hà mà là trong hư không kỳ địa ẩn chứa huyết hà dị tượng trải rộng toàn bộ kỳ địa mà huyết hà dị tượng chính là quy tắc biến thành có thể nhìn trộm lại không có cách nào chạm đến lúc này vô cực thiên cung đã từ bỏ đệ tứ kỳ địa không dám điều động người đóng giữ thái tố cung cũng không dám đóng giữ nơi này cách vô cực thiên cung quá gần nếu đóng giữ mà nói không thể nghi ngờ sẽ bị trí đạo cảnh của vô cực thiên cung tập kích diệp thiên đi tới nơi này trực tiếp tiến vào huyết hà kỳ địa đương nhiên hắn vào thời điểm tiến vào huyết hà kỳ địa cũng lưu lại một cỗ thân thể phòng chế ở ngoại giới tại huyết hà kỳ địa diệp thiên tiến vào sau khi đi vào diệp thiên liền bắt đầu phòng chế càng nhiều thân thể phòng chế không bao lâu từng cỗ thân thể phòng chế chân thân ngưng tụ ra lúc này hắn bắt đầu thi triển đại quỷ hà bí thuật để tìm kiếm trí đạo kỳ vật bên kia có một kiện trí đạo kỳ vật, khí tức rất khủng bố. Diệp Thiên có thể cảm ứng được khí tức của kiện trí đạo kỳ vật kia siêu việt hắn xa xa, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết hắn nếu như không có huyết văn bi, hắn cũng không dám tìm đối phương gây phiền phức rất nhanh. Diệp Thiên đã tìm được kiện trí đạo kỳ vật kia, kiện trí đạo kỳ vật này rất phổ biến, cũng rất quen thuộc. Trí đạo kỳ vật Huyền Minh chống trước đó, hắn tại Huyền Lân Sơn giới liền gặp loại trí đạo kỳ vật này, bây giờ lại gặp bất quá, khí tức của kiện Huyền Minh chống này đã đạt đến trí đạo cảnh thất trọng, toàn thân tản ra quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy kinh khủng xa xa không phải những trí đạo kỳ vật tại huyền lân sơn giới có thể so sánh tranh lệch quá xa huyết văn bi diệp thiên toàn lực thôi động huyết văn bi một cỗ dao động kỳ dị tản mát ra bao phủ huyền minh trống trong chốc lát khí tức của thân ảnh quỷ dị huyền minh trống bắt đầu giảm xuống từ trí đạo cảnh thất trọng nhanh chóng hạ xuống tới trí đạo cảnh lục trọng quả nhiên có thể diệp thiên đại hỉ lúc này một cỗ thân thể phòng chế khác của hắn đánh tới huyền minh chống thân thể phòng chế thôi động huyết văn bi của hắn cũng không phải không thể chiến đấu nhưng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tới thực lực cho nên vẫn là toàn lực duy trì huyết văn bi thì tốt hơn như vậy liền có thể càng nhanh chấn sát huyền minh chống sau khi chiến đấu mấy chiêu huyền minh chống liền muốn trốn nhưng diệp thiên cũng sẽ không để cho nó đào tàu trường thương mang theo quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy đâm vào phía trên huyền minh chống khiến cho huyền minh chống bắt đầu dạn nứt kế tiếp rậm rạp chẳng chỉ thương mang xuyên thấu vạn vật thời không đánh vào trên huyền minh trống mặc cho huyền minh trống dùng quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy bảo vệ bản thể như thế nào cũng đều là bị đánh nát quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cuối cùng huyền minh trống triệt bị bị đánh nát thân ảnh quỷ dị kia cũng liền tiêu tán giết được một kiện trí đạo kỳ vật trí đạo cảnh thất trọng quá tốt rồi diệp thiên đưa tay chộp một cái lấy ra một mảnh vỡ từ bên trong rõ ràng là mảnh vỡ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy chỉ một mảnh vỡ như vậy đủ để cho vô cực thiên cung cùng với thái tố cung tranh đoạt để cho trí đạo cảnh thất trọng cũng đều chém giết lẫn nhau mà bây giờ hắn lại dễ dàng thu được mảnh vỡ như vậy. Bất quá, loại vật này đối với thái bạch kiếm chủ mà người đoán chừng cũng rất bình thường. Diệp Thiên lầm bầm nói trên thực tế, chờ khi Tu Vi đạt đến trí đạo cảnh tứ trọng, hắn không cần dùng huyết văn bi, liền có thể chấn sát dạng trí đạo kỳ vật này đáng tiếc. Hắn muốn đột phá đến trí đạo cảnh tứ trọng, còn cần tuế nguyệt dài đằng đẵng hắn cũng là chờ không nổi sau khi đánh giết kiện trí đạo kỳ vật này diệp thiên liền tiếp tục tìm kiếm các trí đạo kỳ vật những trí đạo kỳ vật này không có trí tuệ gì hết thảy tuân theo bản năng hành động cũng sẽ không liên hợp lại bằng không diệp thiên liền phiền toái không bao lâu hắn đã tìm được kiện trí đạo kỳ vật thứ hai tốn một chút công sức đánh chết theo thời gian trôi qua diệp thiên giết càng ngày càng nhiều trí đạo kỳ vật nhưng ngẫu nhiên cũng có thời điểm sai lầm ví dụ như có một số trí đạo kỳ vật thật sự quá cường đại cho dù là có huyết văn bia chấn áp suy yếu thực lực của đối phương nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực ở giữa trí đạo cảnh lục trọng cùng với trí đạo cảnh thất trọng so với thân thể phòng chế chân thân của Diệp Thiên còn cường đại hơn một chút xíu đối với loại trí đạo kỳ vật này, Diệp Thiên là giết không được, chỉ có thể từ bỏ may mà ở chỗ này trí đạo kỳ vật nhỏ yếu một chút cũng có rất nhiều, cho nên hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể giết chết một kiện thời gian dần qua, vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy hắn thu thập được càng ngày càng nhiều rất lâu thời gian sau đó, Diệp Thiên đã góp nhặt hơn 100 vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, cần phải đi. Chí đạo kỳ vật bên trong đệ tứ kỳ địa huyết hà kỳ địa chỉ có như vậy, đã bị ta giết không ít còn lại cũng là những kiện trước mắt không giết được diệp thiên chuẩn bị rời đi diệp thiên đi ra từ huyết hà kỳ địa trước tiên liền xuyên thẳng qua rời đi từ nơi này còn thông chi cho cung chủ thái tố cung nếu có đạo cảnh thất trọng vô cực thiên cung trí tập kích hắn và nói cung chủ thái tố cung sẽ kịp thời tiếp ứng hắn diệp thiên liền gặp mặt cung chủ thái tố cung diệp thiên người thu thập được 30 kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy rồi cung chủ thái tố cung có chút mong đợi dò hỏi đã thu thập được diệp thiên vung tay lên 30 kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy xuất hiện, đều là mảnh vỡ tới từ trên người trí đạo kỳ vật cung chủ Thái Tố cung nhìn những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy kỳ vật này, lộ ra vẻ hưng phấn những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy này có lẽ liền có thể bồi dưỡng được hai vị trí đạo cảnh thất trọng trở lên cung chủ thái tố cung thu hồi 30 kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy này sau đó rời đi mà thân thể phòng chế của diệp thiên lại chuẩn bị lèn vào đệ tam kỳ địa dù sao đệ tam kỳ địa cũng có trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy hắn cũng chuẩn bị lợi dụng những vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy trên tay mình lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy của hắn quá thấp thuộc về trình độ vừa mới lĩnh ngộ nhiều lắm là tính toán một phần cảnh giới hắn còn muốn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy đến cảnh giới mười thành từ đó lĩnh hội quy tắc trí đạo danh sách thứ sáu cho nên hắn cần một lượng lớn vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy long cầm cung chủ đi tới trước mặt cung chủ thái tố cung bái kiến cung chủ thái tố cung đại nhân long cầm cung chủ cung kính nói long cầm người muốn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy sao cung chủ thái tố cung hỏi muốn long cầm cung chủ không chút nghĩ ngợi nói ai không muốn lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy chứ một khi lĩnh ngộ mà nói, nàng liền có thể sung kích đến trí đạo cảnh thất trọng, từng vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy rơi vào trước mặt long cầm cung chủ, đây là 10 vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, đầy đủ người lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, nếu như còn sót lại, liền trả lại cho ta, vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy. Long cầm cung chủ chấn kinh loại bảo vật này căn bản là không mua được, quá hiếm thấy, nhất thiết phải giết chết trí đạo kỳ vật ẩn chứa quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy mới có thể thu hoạch được kết quả cung chủ thái tố cung lập tức liền lấy ra mười khối khiến cho nàng rất là chấn kinh thái tố cung chủ ta bảo đảm sẽ lĩnh ngộ ra quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy long cầm cung chủ bảo đảm nói đi đi thôi cung chủ thái tố cung phất tay một cái nói long cầm cung chủ rời đi bế quan rất nhanh là một vị trí đạo cảnh lục trọng đỉnh phong đến đây kế tiếp cung chủ thái tố cung đưa hết 30 vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy nàng cho ba vị trí đạo cảnh lục trọng đang ở vào giai đoạn bình cảnh quy tắc trí đạo danh sách thứ 8 đều đã đạt đến mười thành cảnh giới có thể nói các nàng đều có hy vọng đột phá một khi có hai người thành công đột phá, thực lực của Thái Tố Cung đều sẽ tăng vọt, cũng có thể khiến cho hướng đi chiến tranh có lợi cho Thái Tố Cung nếu các nàng đều đột phá, lại còn không dùng hết vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy. Nói không chừng còn có thể lại bồi dưỡng ra một vị trí đạo cảnh thất trọng, vậy thì càng tốt hơn còn có Diệp Thiên, nếu hắn có thể đột phá đến trí đạo cảnh tứ trọng, thực lực cũng đủ để sánh ngang trí đạo cảnh thất trọng. Hơn nữa, hắn lần này đoán chừng cũng có thể thu được rất nhiều vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy cảnh giới quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng 10 vạn trí đạo niên, 100 vạn trí đạo niên, dần dần, mấy chục chí đạo kỳ nguyên trôi qua thái tố cung cùng với vô cực thiên cung đều tổn thất nặng nề, trí đạo cảnh vẫn là không biết có bao nhiêu có thể nói, thực lực của toàn bộ vô cực vực đều giảm xuống trên phạm vi lớn nhưng đánh tới trình độ này, đã không có đường lui ở chỗ long cầm cung chủ bế quan lúc này, trên người nàng dần dần tràn ngập ra khí tức quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy oanh. Long cầm cung chủ mở hai con ngươi ra, lộ ra vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng lĩnh ngộ quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy, hơn nữa còn dư lại bốn vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy. Long cầm cung chủ mở miệng nói nàng lập tức xuất quan, trả lại bốn kiện vật phẩm quy tắc trí đạo danh sách thứ bảy còn dư lại cho cung chủ thái tố cung, lúc này mới tiếp tục bế quan xung kích trí đạo cảnh thất trọng không bao lâu bình cảnh trí đạo cảnh thất trọng bị xé nứt nàng điên cuồng cắn nốt năng lượng bản nguyên thiên địa bước vào đến cảnh giới trí đạo cảnh thất trọng lúc long cầm cung chủ đột phá từng vị trí đạo cảnh thất trọng cung chủ thái tố cung nhau, nhau nhau nhìn sang long cầm đã đột phá đến trí đạo cảnh thất trọng dạng này thực lực của chúng ta liền tăng vọt triệt đề siêu việt vô cực thiên cung cung chủ thái tố cung kích động nói nàng quá muốn kết thúc chiến tranh rồi long cầm cung chủ là đột phá quá kịp thời lục đề thiên tôn bọn hắn thông qua thái hư thiên tôn kính phát hiện ra ở phương hướng thái tố cung lại nhiều thêm khí tức của một vị trí đạo cảnh thất trọng không ổn thái tố cung đoán chừng vừa mới sinh ra một vị trí đạo cảnh thất trọng sắc mặt của bọn người lục đế thiên tôn rất khó nhìn mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu lại qua một đoạn thời gian thái tố cung một lần nữa sinh ra một vị trí đạo cảnh thất trọng khiến cho các trí đạo cảnh thất trọng vô cực thiên cung khác sợ hãi không thôi có khuynh hướng muốn trốn chạy thái tố thiên cung một lần nữa sinh ra một vị trí đạo cảnh thất trọng trong một khoảng thời gian ngắn ba vị trí đạo cảnh thất trọng sinh ra liên tiếp bản thân chuyện này liền không bình thường nhưng vô cực thiên cung căn bản không biết nguyên nhân chỉ biết mình gặp phiền toái thái tố cung một hơi tăng lên ba vị trí đạo cảnh thất trọng thực lực tổng hợp tăng vào đã như thế trí đạo cảnh thất trọng vô cực thiên cung cũng không bằng bọn họ một khi giao chiến một lần nữa bọn hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong có trí đạo cảnh thất trọng thậm chí sẽ bị vây công nếu như một vài trí đạo cảnh thất trọng đổ sát trí đạo cảnh lục trọng mà nói vậy thì càng thêm phiền toái trừ phi bọn hắn co đầu rút cổ tại tổng bộ vô cực thiên cung từ bỏ những địa bàn khác nhưng bởi như vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ rời đi vô cực thiên cung chỉ có thể co đầu rút cổ ở mảnh khu vực nhỏ này, bọn người Lục Đề Thiên Tôn bây giờ đều đang nhiệt liệt thảo luận nên làm cái gì. Lục Đề Thiên Tôn, ngươi là người cường đại nhất trong chúng ta, bây giờ nên làm gì? Một vị Thiên Tôn hỏi Lục Đề Thiên Tôn nhíu mày, rất lâu mới lên tiếng, "Có hai loại biện pháp, thứ nhất chính là từ chiến, biện pháp thứ hai chính là hòa đàm." "Hòa đàm?" Đông đảo Thiên Tôn nghi hoặc không thôi đều đã đánh tới trình độ này, song phương đều tử thương thảm trọng, còn có thể hòa đàm sao? Lục Đề Thiên Tôn cười lạnh nói, các ngươi đừng quên, nhóm thế lực Thái Tổ Cung vì sao muốn phản, còn không phải bởi vì kiếp nạn sắp đến, đến lúc đó liên minh tiên thiên nguyên vực tất nhiên sẽ để cho vô cực vực điều động một lượng lớn trí đạo cảnh, bọn hắn lo lắng chính mình trở thành pháo hôi, lúc này mới tiến hành phản kháng, bây giờ, khoảng cách kiếp nạn còn có hơn vạn trí đạo kỳ nguyên thời gian, thời gian này cũng không dài, nếu co đầu rút cổ tại vô cực thiên cung, mở trận pháp ra, bọn hắn cũng không công phá được vô cực thiên cung chúng ta một khi kiếp nạn đến liên minh tiên thiên nguyên vực tất nhiên sẽ phái một vị trí đạo cảnh bát trọng tới thúc giục đến lúc đó thái tố cung tất nhiên sẽ điều động trí đạo cảnh thất trọng đi qua đương nhiên chúng ta chắc chắn cũng sẽ bị kéo đi một bộ phận trí đạo cảnh thất trọng đến lúc đó bọn hắn chắc chắn đều muốn giữ mạng làm sao có thời giờ đối phó chúng ta luận số lượng trí đạo cảnh thất trọng chúng ta mới là thế lực có nhiều trí đạo cảnh thất trọng nhất thái tố cung chỉ có liên hợp với những thế lực khác mới có thể chống lại chúng ta đến lúc đó ngược lại có thể phản công bọn hắn một vị trí đạo cảnh thất trọng khác liên tục gật đầu đúng vậy liên minh tiền thiên nguyên vực yêu cầu các đại thế lực phái ra trí đạo cảnh thất trọng cùng với trí đạo cảnh giới trướng chắc chắn là dựa theo từng cái thế lực mà tính chúng ta coi như phái ra một nửa trí đạo cảnh thất trọng cũng đã là rất nhiều mà bọn hắn có một số thế lực đoán chừng phải phái ra toàn bộ trí đạo cảnh thất trọng còn làm sao có thể chống lại chúng lục để thiên tôn gật gật đầu cho nên đến lúc đó nóng vội là bọn hắn mà không phải chúng ta hòa đàm với bọn hắn mà nói, thương nghị một chút, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, vô cực thiên cung chúng ta tự nhiên là có thể tiếp tục bảo tồn, lục đề thiên tôn cũng không muốn hòa đàm, liền đợi đến kiếp nạn đến, nhưng thái tố cung nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết toàn bộ các trí đạo cảnh vô cực thiên cung khác bên ngoài, chỉ để lại tổng bộ vô cực thiên cung dạng này gia tộc của bọn hắn cùng với bọn hậu duệ đoán chừng đều phải chết vô cực thiên cung có nhiều trí đạo cảnh lắm cung vực cũng quá lớn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đưa tất cả bọn hắn vào vô cực thiên cung huống hồ coi như mang vào thái tố cung không ngừng công kích chỉ là lực lượng chấn động tiến vào cũng đủ để giết chết trí đạo cảnh phổ thông cũng chỉ có những trí đạo cảnh thất trọng bọn hắn cùng với những trí đạo cảnh lục trọng kia có thể sống sót cho nên hòa đàm vẫn là tốt hơn cung chủ thái tố cung thu được vô cực thiên cung đưa tin hòa đàm cung chủ thái tố cung cười lạnh lấy sự cao ngạo của vô cực thiên cung vốn dĩ không có khả năng hòa đàm nhưng bây giờ thái tổ cung vừa mới tăng thêm ba vị trí đạo cảnh thất trọng khiến cho vô cực thiên cung sợ hãi lúc này mới có ý hoạt đàm một vị trí đạo cảnh thất trọng thái tố cùng khác nói thái tố ưu thế của chúng ta bây giờ lớn hơn không cần thiết hoạt đàm nhưng cũng có trí đạo cảnh thất trọng lại nói chúng ta mặc dù có ưu thế lớn hơn nhưng bọn hắn cũng có rất nhiều trí đạo cảnh thất trọng nếu có đầu rút cổ tại vô cực thiên cung mà nói chúng ta nhiều lắm là chiếm lĩnh toàn bộ cương vực vô cực thiên cung giết sạch trí đạo cảnh phổ thông của bọn hắn bọn hắn vẫn như cũ có thể trốn ở tổng bộ vô cực thiên cung nếu qua hai vạn trí đạo kỳ nguyên nữa kiếp nạn đến vậy phải làm thế nào kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người